Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 781, những giọt nước mắt ta rơi vì ngươi, vãi ra thành cả tấn máu. Giống với lần trước, tà khí cửu u xâm nhập vào miệng vết thương, ăn mòn cơ thể của mọi người. Ngay sau đó, cơn bão xé xác mọi người thành nghìn mảnh văng ra khắp các ngóc ngách trong thế giới Kim Liên một cách vô tình. Tống Thư Hàng. Van ngài đó đại hiệp ơi, có thể cho ta đổi cách chết khác dứt khoát hơn được không vậy? Trong cái thời đại chú trọng vào hiệu suất này, tiết kiệm là một loại mỹ đức. Một đao chém chết luôn có phải hiệu suất hơn không? Còn có thể tiết kiệm năng lượng nữa đấy. Đáng tiếc thay, chủ nhân của ngón tay sắt thép này là một quái vật không hề thích việc tiết kiệm hiệu suất. Tống Thư Hàng thở dài. Ngẫm lại thì sau khi Hằng Hỏa Chân Quân nhảy xong điệu múa đánh dấu, trở thành chủ nhân thế giới Kim Liên thì mình nên rời khỏi không gian Kim Liên trước mới phải. Tiếc rằng trên đời này không có bán thuốc hối hận. Bản thân đã chọn làm nhiệm vụ phụ tuyến, dù cho ngậm nước mắt cũng phải hoàn thành nó. Ngoài ra, thật ra ngay từ lúc bắt đầu, trong lòng Tống Thư Hàng đã có một loại cảm giác nói không ra lời, hắn có cảm giác như thế giới Kim Liên đang lôi kéo hắn. Một cảm giác như là gặp quỷ vậy. Cốt truyện sau đó chính là một chuỗi tuần hoàn đáng sợ. Mọi người trong thế giới Kim Liên bị pháp thuật bão tố của ngón tay sắt thép phát ra xoắn nát bấy. Theo đó, Hằng Hỏa Chân Quân nghiến răng nghiến lợi, thúc giục sức mạnh của không gian Kim Liên để làm cho mọi người sống lại. Một lần, hai lần. Lúc ban đầu, tu sĩ Nho Gia và Tống Thư Hàng cũng còn thử dẫy giụa và phản kháng trong pháp thuật bão tố một chút. Con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là người. Lúc đối mặt với sự đe dọa của cái chết, phản kháng chính là bản năng của con người. Nhưng mà khi số lần của tuần hoàn nhiều lên, phần lớn tu sĩ Nho Gia cũng đã có chút chết lặng. Dẫy giụa cái con khỉ chứ mà chứ dẫy, dù có dẫy giụa thế nào đi nữa thì cũng chạy không thoát kết cục bị pháp thuật bão tố xoắn thành thịt nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ có một số vị tu sĩ Nho Gia vẫn còn đang tìm kiếm cơ hội phá vỡ tình thế hiện giờ. Thế nhưng, muốn tìm thấy cơ hội để phá vỡ tình thế cũng không hề dễ. Chỉ với việc không ngừng làm cho mọi người sống lại thôi, chủ nhân của thế giới Kim Liên là Hằng Hỏa Chân Quân cũng đã phải dùng hết sức, hắn hoàn toàn không có khả năng thay đổi tình thế. Vì vậy trừ phi là Tống Thư Hàng hoặc là các đệ tử Nho Gia tìm được mấu chốt để phá vỡ tình thế, đánh vỡ chuỗi tuần hoàn không ngừng chết đi sống lại kia, hoặc là mong chờ bên ngoài thế giới Kim Liên xuất hiện kẻ thứ ba mạnh mẽ nhúng tay vào chiến cuộc, giúp mọi người có cơ hội chạy khỏi thế giới Kim Liên. Nếu không thì, cũng chỉ còn nước chịu sự dày vò trong chuỗi tuần hoàn bị giết và sống lại này mà thôi, mãi cho đến lúc thế giới Kim Liên bị tiêu hao đến mức không đủ để làm cho mọi người sống lại được nữa. Đến lúc đó sẽ phải nghênh đón đại kết cục của cuộc sống thật rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đây là lần sống lại thứ mấy rồi nhỉ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, tổng cộng từ nãy đến giờ, máu hắn chảy ra cũng đủ cả tấn rồi ấy nhờ. Máu vãi ra khắp không gian Kim Liên rồi kìa. Đương nhiên Tống Thư Hàng vẫn chưa từ bỏ. Lúc này, ý thức của hắn đã liên hệ với một vật trong túi nhỏ một tấc của hắn rồi. Đó là một mảnh lá măng, chính là ánh sáng sống còn ý thức của hắn tiếp xúc tới sau khi bị xé nát lần đầu tiên. Nhớ lại thì, mảnh lá măng này hắn lấy được khi giao dịch huyết thần toàn với phủ chủ thất sinh phù sau khi cuộc thi máy kéo có tay cầm kết thúc. Khi đó, lúc phủ chủ thất sinh phù dẫn hắn vào trong bảo khố tư nhân của mình, Tống Thư Hàng gặp được một gốc măng thần kỳ sinh ra đã có khí linh. Lúc ấy, Tống Thư Hàng tò mò đưa tay ra sờ gốc măng thần kỳ kia một cái, đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện ảo giác gốc măng đó biến thành một cây gậy che chống trời đỡ đất giáng cho hắn một cú choáng váng. Hắn bị đánh tới ngu luôn. Sau đó, gốc măng sinh ra đã có khí linh kia lại không ngừng xin lỗi Tống Thư Hàng, nói rằng đánh nhầm người. Cuối cùng đưa cho một mảnh lá măng để chuộc lỗi. Mảnh lá măng này có thể giữ lại cho Tống Thư Hàng một mạng trong thời khắc mấu chốt. Lần bị giết đầu tiên vừa nãy, nếu như Hằng Hỏa Chân Quân không kịp làm cho mọi người sống lại thì mảnh lá măng này sẽ cho Tống Thư Hàng một cơ hội sống lại. Dĩ nhiên, hiệu quả sống lại của nó nhất định sẽ kém hơn cách sống lại giống như đảo ngược thời gian, y hệt bắc này của thế giới Kim Liên rồi. Thế nhưng mảnh lá măng này cũng không thể trở thành mấu chốt phá vỡ tình thế hiện giờ, nó chỉ có thể đảm bảo cho sự sống còn cuối cùng của Tống Thư Hàng mà thôi. Lúc này Tống Thư Hàng hít sâu, trong đầu nhớ lại nội dung của 88.888 giọng nói kia. Sau đó, hắn nhanh chóng tháo găng tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách rồi áp bàn tay hắn xuống mặt đất của thế giới Kim Liên.
bí pháp giám định, kích hoạt. Nếu như là trong tình huống bình thường, cái giá phải trả cho việc giám định cái thế giới kim liên này chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Nói không chừng, Tống Thư Hàng phải mất luôn cái mạng nhỏ của mình mới có thể lấy được một chút thông tin hữu ích nào đó. Thế nhưng bây giờ anh đây có bác chống lưng. Chỉ cần sử dụng giám định thuật trước khi Hằng Hỏa Chân Quân hồi sinh mọi người lần nữa, cho dù phải trả lớn cỡ nào đi nữa, cho dù phải trả giá bằng mạng sống đi nữa cũng chẳng sao hết. Chỉ cần có thể lấy được thông tin gì từ không gian kim liên rồi sau đó lại nhờ Hằng Hỏa Chân Quân hồi sinh là sẽ có thể né được cái giá phải trả của việc giám định rồi. Thành công rồi. Trong lòng Tống Thư Hàng vui vẻ. Bí pháp giám định kích hoạt thành công. Trong con mắt của hắn tuôn ra phù văn màu vàng, in lên trên mặt đất của thế giới kim liên. Chỉ có Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy phù văn ngưng tụ thành đồng hồ báo thức màu vàng nọ. Theo đó kim đồng hồ quay ngược lại một vòng. Lúc này, ngón tay sắt thép kia lại thi triển pháp thuật bão tố xoắn mọi người thành thịt nát lần nữa, không chết không thôi. Cơn bão trong nháy mắt cuốn tới, gió mạnh như dao cắt vào lưng Tống Thư Hàng. Lập tức máu tươi trên người Thư Hàng phun ra điên cuồng. Nhưng không biết đây là vết thương do pháp thuật bão tố của ngón tay sắt thép hay là do giá cao của bí pháp giám định đây. Dù sao thì đối với Tống Thư Hàng bây giờ, cái nào cũng như nhau hết mà thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Nhất định phải thi triển xong bí pháp giám định trước khi chết hoàn toàn. Sau nháy mắt, phù văn màu vàng chỉ có Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy từ trên mặt đất thế giới kim liên chảy ngược vào trong mắt Tống Thư Hàng. Đồng thời, thông tin mà bí pháp giám định mang về xuất hiện trong đầu Tống Thư Hàng. Thế giới quân tử Kim Liên, đây là một thế giới nhỏ sinh ra sau khi Nho Gia lấy được bí bảo quân tử Kim Liên rồi bồi dưỡng nó đến mức trưởng thành. Thế giới nhỏ này được hình thành trong thế giới thực, nhưng lại tách biệt với thế giới thực, chính là giới trong giới vô cùng huyền diệu. Chú thích, lấy năng lượng tà ác dơ bẩn của cửu U làm chất dinh dưỡng, có thể không ngừng bồi dưỡng thế giới Kim Liên, không ngừng mở rộng nó. Đoạn thông tin đầu tiên tới đây là kết thúc. Hết rồi à, ta không cần mớ thông tin ít ỏi này đâu. Chút thông tin đó không cần giám định ta cũng biết rồi. Trong lòng Tống Thư Hàng có chút lo lắng. Thời gian không còn nhiều. Thứ hắn cần là thông tin mấu chốt để phá vỡ tình thế từ việc giám định thế giới kim liên, từ đó chấm dứt chuỗi tuần hoàn chết đi sống lại kia. Thông tin lấy được bây giờ còn lâu mới đủ. Trong lúc đang suy nghĩ, trong đầu Thư Hàng lại hiện thêm một ít thông tin. Là đoạn tiếp theo của bí pháp giám định. Bảo vật này và thế giới tà liên của cửu U thế giới là tuy hai mà một. Thông qua thế giới tà liên có thể liên hệ với thế giới kim liên và ngược lại. Hai món bảo vật kim liên và tà liên chính là thoát thân chi tác mà một người chấp trưởng thiên đạo tạo ra khi vào lúc kỷ nguyên ban đầu. Thoát thân chi tác, tác phẩm khi người đó từ bỏ thân thể trở thành thiên đạo, tác phẩm tạo ra khi thiên đạo phải tránh khỏi thứ gì đó. Người chấp trưởng thiên đạo ư, đó là thiên đạo đấy. Nói cách khác, tà liên và kim liên là tác phẩm của thiên đạo, hơn nữa là thiên đạo rất cổ xưa, cũng không biết là vị thứ mấy nhỉ. Còn câu thoát thân chi tác này là sao? Thiên đạo mà còn cần thoát thân sao? Trong đợt thông tin này, Tống Thư Hàng nhận được thông tin rất quan trọng. Đáng tiếc là hắn vẫn chưa tìm được thông tin mấu chốt để phá vỡ tình thế hiện giờ. Còn nữa không, còn có thể giám định thêm nhiều thông tin nữa không? Tống Thư Hàng cố nén đau đớn. Cố gắng hết sức duy trì 88.888 giọng nói kia trong đầu, nhằm khiến cho bí pháp giám định phản hồi nhiều thông tin hơn nữa. Nhưng vào lúc mấu chốt này, trước mắt Tống Thư Hàng đen lại, ý thức bắt đầu mơ hồ. Khốn kiếp, sắp thăng nữa rồi. Rõ ràng chỉ thia ý một chút nữa. Trong lòng Tống Thư Hàng ngầm thở dài. Hết thời gian rồi, chỉ có thể chờ sau khi sống lại rồi thử thêm lần nữa mà thôi. Hơn nữa, cơ hội của hắn không còn nhiều lắm. Lúc này hắn có thể cảm ứng được dưới sự tiêu hao không ngừng, thế giới kim liên đã co rụt lại chỉ còn một nửa. Không chỉ có hắn, tất cả đệ tử Nho Gia đều có thể cảm ứng được chuyện này. Một khi không gian kim liên thu nhỏ tới trình độ nhất định, mọi người ở đây sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội sống lại. Nắm lấy cơ hội, lần sau phải sử dụng bí pháp giám định nhanh hơn nữa để tranh thủ tìm ra thông tin phá vỡ tình thế hiện giờ. Nghĩ như vậy, ý thức Tống Thư Hàng hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt Tống Thư Hàng lần nữa khôi phục sáng ngời. Sống lại rồi à? Theo đó, Tống Thư Hàng lập tức nhớ lại 88.888 giọng nói kia trong đầu, muốn lấy tay tháo găng tay xuống để thi triển bí pháp giám định. Thế nhưng một lát sau, Tống Thư Hàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không cảm ứng được cái tay của mình,
hay có thể nói, bao giờ hắn căn bản không có bộ phận nào gọi là tay cả. Chẳng lẽ, Hằng Hỏa Chân Quân thật sự đã không còn kiên trì được nữa nên từ bỏ hồi sinh mọi người rồi sao? Sau đó bây giờ hắn dựa vào lá măng để sống lại rồi sao? Hiệu quả hồi sinh của lá măng kém hơn so với hiệu quả hồi sinh nghịch thiên như quay ngược thời gian của thế giới Kim Liên. Rất có thể sau khi Tống Thư Hàng hồi sinh sẽ mất tay mất chân gì đó. Ta bây giờ còn đang trong không gian Kim Liên sao? Nếu như còn đang ở trong không gian Kim Liên thì vẫn khó thoát khỏi cái chết như trước rồi. Tống Thư Hàng cố gắng mở đôi mắt của mình ra, nhìn ngắm bốn phía. Sau đó, hắn phát hiện mình bị trồng trong một bình nhỏ. Đối diện hắn cũng có một bình nhỏ giống hệt, bên trong trồng một đóa hoa sen màu đen. Tống Thư Hàng. Loại cảm giác này, sao mà quen thuộc thế? Cảm giác không có hai tay, hai chân cũng không cách nào nhúc nhích, đây chính là cảm giác không thể điều khiển thân thể khi hắn nhập mộng vào thông nương năm đó. Tống Thư Hàng nhanh chóng hiểu ra, bây giờ hắn đang nhập mộng. Mà đối tượng nhập mộng chính là quân tử Kim Liên của Nho gia. Mối liên hệ để nhập mộng giữa đôi bên chính là hàng tấn máu tươi rải khắp không gian Kim Liên của Tống Thư Hàng. Chương 782, đây là bệnh đa nhân cách sao? Bây giờ Tống Thư Hàng đã trở thành quân tử Kim Liên, mà trong bình chứa đối diện hắn hiển nhiên chính là tà liên của thế giới Cửu U rồi. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được thông qua nhập mộng, lúc này quân tử Kim Liên và tà liên phía đối diện vẫn chưa sinh ra thần trí. Bọn chúng bây giờ cứ như là hai đóa hoa bị người trồng ở trong bình để thưởng thức. Cũng không biết là Kim Liên đã được trồng trong bình bao lâu rồi nhỉ? Tống Thư Hàng lại liên tưởng đến người tạo ra quân tử Kim Liên và Tà Liên là thiên đạo đấng sáng tạo vào lúc kỷ nguyên ban đầu. Hắn chưa từng thấy qua những nhân vật lớn của tu chân giới như thiên đạo, nhưng với đặc điểm bất tử, bất diệt, bất hủ của thiên đạo thì quan niệm thời gian của thiên đạo nhất định sẽ khác với những tu sĩ thông thường. Nói không chừng người ta ngủ gật cái thôi là hơn mấy trăm năm thì sao? Không lẽ lần này ta phải biến thành một đóa hoa sen rồi bị trồng trong bình hoa suốt mấy trăm năm à? Nội tâm Thư Hàng hoang mang, lần trước nhập mộng trở thành thông nương đã phải chịu đựng cảnh ăn nắng dầm xương suốt mấy trăm năm, loại trải nghiệm đó thật sự không muốn trải qua lần thứ hai đâu. Nhàm chán đến mức muốn đập đầu chết quách luôn cho rồi. May mắn là loại chuyện đáng sợ này cũng không xảy ra. Chủ nhân của Kim Liên và Tà Liên nhanh chóng xuất hiện. Tiếng vang như động đất truyền đến từ đằng xa. Ầm ầm, tiếng va chạm khá nhịp nhàng, dường như có thứ gì đó đang nhảy múa thì phải. Bây giờ Tống Thư Hàng không có tay, không có chân, thậm chí là không có mắt. Chỉ có thể dựa vào giác quan đặc thù của Kim Liên để nhìn thế giới này. Bóng người đằng xa kia rất nhanh đã đến gần, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng đã thấy rõ hình dạng của đối phương, đó là một con rồng với hai màu trắng đen. Phần lớn những con rồng màu trắng đen, ngoại hình cũng không có gì kỳ lạ. Bởi vì nếu như là rồng thần màu đen, mà phần bụng là màu trắng, đều có thể xưng là rồng màu trắng đen. Thế nhưng hai màu đen trắng trên người của ngài rồng hay cô rồng trước mắt này lại giống như ngựa văn. Từng đường hoa văn hiện lên dưới sự đan xen của hai màu đen trắng xuất hiện đều trên thân rồng của hắn hay cô ta. Trừ điều đó ra, trên người con rồng có hoa văn như ngựa văn này còn có một nơi rất quái dị. Nó chỉ có một cái chân. Cho nên lúc con rồng đốm di chuyển là phải nhảy lò cò bằng một chân. Đây cũng là nguyên nhân tiếng ầm ầm kia vang lên. Chẳng lẽ vị rồng đốm này chính là thiên đạo thuở kỷ nguyên ban đầu ư? Nhưng thiên đạo lớn lên sẽ có hình dạng này sao? Trong lòng Tống Thư Hàng suy đoán. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, con rồng đốm này đã nhảy đến trước hai đóa hoa này. Tình hình phát triển không tồi, hai đóa hoa sen một âm một dương này tương sinh tương khắc. Làm vật thí nghiệm của ta đúng là không thể hoàn mỹ hơn nữa. Năm đó ta thuận tay rời hai đóa hoa sen này vào đây trồng đúng là thông minh quá đi mà. Rồng đốm cười. Ngôn ngữ mà hắn nói là loại ngôn ngữ mà Tống Thư Hàng chưa từng nghe qua. Đây chính là thời kỳ đầu của kỷ nguyên, trong thời kỳ này con người đã xuất hiện hay chưa vẫn là một ẩn số. Thế nhưng lại giống như lúc gặp thánh nhân ở Vạn Thư Sơn. Lúc thánh nhân mở miệng, giọng nói của hắn sẽ được phiên dịch bởi sức mạnh trời đất. Để những người nghe hiểu được hắn đang nói gì. Giọng nói của rồng đốm lúc này cũng có hiệu quả y hệt. Tống Thư Hàng nghe không hiểu chữ nào cả, nhưng lúc vừa nghe được giọng của đối phương sẽ lập tức hiểu được ý của hắn. Theo đó, có thể thử nghiệm lấy hai đóa hoa sen này làm cơ sở, ngưng tụ ra chìa khóa mở tiểu thế giới trong bọn chúng rồi. Rồng đốm tiếp tục lẩm bẩm. Dứt lời, hắn đứng trước mặt hai đóa hoa sen,
hai cái râu rồng duỗi dài ra, nhẹ nhàng vuốt ve hoa sen. Vậy là đúng rồi, con rồng đốm này chính là thiên đạo làm nhiệm kỳ nào đó vào thời kỷ nguyên ban đầu, là người sáng tạo ra Tà Liên và Kim Liên. Trong lòng Tống Thư Hàng vô cùng kích động. Thứ mà hắn nhìn thấy trong lúc nhập mộng bây giờ hẳn là quá trình sáng tạo ra không gian Kim Liên và không gian Tà Liên của thiên đạo. Nếu như hắn có thể trải qua hết quá trình tạo ra hai không gian này, lúc đó nhất định sẽ có thể tìm được mấu chốt để phá vỡ tình thế. Kể từ đó, sau khi kết thúc nhập mộng, nói không chừng hắn lập tức có thể ra tay đánh vỡ cái tử cục không ngừng chết đi sống lại này. Lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ, đột nhiên vị thiên đạo rồng đốm này ngừng vuốt ve hoa sen, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Vị thiên đạo rồng đốm này phát hiện hắn nhập mộng vào Kim Liên rồi sao? Trong lòng Tống Thư Hàng căng thẳng. Lúc trước hắn nhập mộng vào Lý Thiên Tố cũng đã từng bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng phát hiện. Vị thực lực của vị thiên đạo rồng đốm này tuyệt đối cao hơn so với Xích Tiêu Tử đạo trưởng, cho nên nhất định là hắn cũng có thể phát hiện ra mình. Nếu như mình bị phát hiện thì phải đối mặt với vị thiên đạo thời viễn cổ này thế nào đây? Lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ gấp gáp, vị thiên đạo rồng đốm kia đã khôi phục lại, hắn tiếp tục lấy râu rồng của bản thân vuốt ve Kim Liên và Tà Liên. Trong lúc đó, có từng luồng sức mạnh thần kỳ bị rồng đốm thiên đạo rót vào trong hai gốc hoa sen. Hắn không có phát hiện ra ta ư? Không thể nào, đây là thiên đạo mà. Trong lòng Tống Thư Hàng nghi hoặc. Hay là hắn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình nhỉ? Nếu như là cái trước thì, rất có thể vị thiên đạo rồng đốm này đã xuất hiện vấn đề. Giống như tình huống của vị thánh nhân Nho Gia kia vậy. Sau khi thánh nhân thân tử đạo tiêu, thánh nhân cũng không để ý gì đến Tống Thư Hàng khi hắn thông qua đầm thánh tịch đi vào trong ký ức của thánh nhân, học tập bí thuật. Nếu như là cái sau thì, không lẽ đối với vị thiên đạo thời kỳ kỷ nguyên ban đầu này Tống Thư Hàng còn nhỏ bé hơn so với vi sinh vật, hoàn toàn không đáng nhắc đến ư? Cho dù thế nào đi nữa, thiên đạo rồng đốm không có phản ứng gì với Tống Thư Hàng sẽ có thể tiếp tục với hình thức nhập mộng, cơ thể mới sẽ hình thành cùng với không gian Kim Liên và không gian Tà Liên. Từ đó tìm kiếm mấu chốt để phá vỡ tình thế. Thiên đạo rồng đốm vẫn tiếp tục rót sức mạnh vào trong hai đóa hoa sen. Sau một hồi lâu, hắn thu râu rồng của mình lại. Sau đó, hắn nhảy lò cò rời khỏi đây. Chỉ để lại Kim Liên và Tà Liên đung đưa theo gió. Tống Thư Hàng thông qua nhập mộng thay thế Kim Liên, có thể cảm ứng được bên trong Kim Liên đang hình thành một hạch tâm. Hạch tâm kia tràn đầy sức mạnh của không gian. Đây chính là chìa khóa sao? Ngày thứ hai, tạm thời gọi là ngày thứ hai đi, bởi vì trong không gian này không có mặt trời mọc lên lặn xuống nên Tống Thư Hàng cũng không dư hơi đi tính thời gian. Ầm ầm âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Thiên đạo rồng đốm lại nhảy lò cò tới bên cạnh hai đóa hoa sen. Không tồi, quả nhiên giống với dự đoán của ta. Sau khi hai đóa hoa sen này nhận được sức mạnh của ta thì đã bắt đầu ngưng tụ hạch tâm rồi. Chỉ cần chờ hai hạch tâm này thành hình, bọn chúng sẽ có thể có được thiên phú mở không gian. Rồng đốm thiên đạo cười nói. Nó lại duỗi râu rồng ra lần nữa, rót năng lượng vào hai đóa hoa sen. Cùng giống như hôm qua, sau khi rót năng lượng vào xong nó lại nhảy lò cò rời khỏi đây. Trong lúc đó, Tống Thư Hàng thông qua nhập mộng có thể cảm ứng được quá trình hình thành hạch tâm kia trong Kim Liên kia một cách tỉ mỉ. Hắn không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, bởi vì nói không chừng đây chính là mấu chốt để hắn phá vỡ tình thế. Một ngày này, hạch tâm bên trong Kim Liên càng thêm ngưng thực. Đã sơ bộ hình thành được hạch tâm hình thức ban đầu. Thậm chí có một phù văn kỳ dị như ẩn như hiện bên trong hạch tâm. Ngày thứ ba, thiên đạo rồng đốm lại nhảy tới rót năng lượng vào hai đóa hoa sen. Sau khi kết thúc, hắn lại nhảy nhót rời khỏi. Cứ thế lặp đi lặp lại tròn 81 lần. Cuối cùng vào ngày thứ 81, hai hạch tâm hay có thể nói là chìa khóa trong cơ thể Tà Liên và Kim Liên đã hoàn toàn thành hình. Hạch tâm như một viên ngọc nhỏ. Trên viên ngọc khắc rõ 81 phù văn. Bên ngoài viên ngọc lại có 81 miếng vảy rồng bảo vệ hạch tâm. Việc lớn đã thành, tiếp theo chính là bước kế tiếp. Rót chất dinh dưỡng vào đầy đủ để hai đóa hoa sen này hình thành một phương tiểu thế giới của riêng mình. Đây là một quá trình khá dài, cho nên phải đi tìm hai chỗ nào tốt để cố gắng rút ngắn quá trình lại. Thiên đạo rồng đốm nói khẽ. Dứt lời, râu rồng của hắn cuốn hai đóa hoa sen lên. Ý nghĩ thoáng động một chút là thân hình của hắn đã phá vỡ không gian, đi tới một thế giới khác. Nơi mà thiên đạo rồng đốm thuấn di đến là thế giới cửu U, nơi này khắp nơi tràn đầy sức mạnh tà ác và ô uế,
thậm chí còn có ma âm dẫn dụ người ta sa đọa. Theo đó, trong nháy mắt thiên đạo rồng đốm lại đi tới nơi có năng lượng nồng đậm nhất trong thế giới cửu u. Trên một ma hải minh mông. So thử thì ma trì của Nho gia xây dựng hàng trăm hàng ngàn năm nay quả thực là cùi bắp hết sức. Thiên đạo rồng đốm. Ngươi sẽ sinh trưởng ở chỗ này, hấp thu năng lượng của thế giới cửu u, yên tâm mà trưởng thành nhé. Có tên kia ở đây, khắp thế giới cửu u sẽ không có bất kỳ tà ma nào có thể tổn thương ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay lấy kim liên từ trong bình ra rồi ném vào trong ma hải. Kim liên rơi vào trong ma hải thì lập tức cắm rễ xuống dưới, điên cuồng hấp thu sức mạnh tà ác của ma hải bên trong cửu u. Trên mặt rồng của thiên đạo rồng đốm hiện rõ ý cười. Không tệ, với độ phong phú của năng lượng nơi đây, không quá trăm năm thì đóa kim liên này sẽ có thể trưởng thành. Ha ha ha. Cười xong, thân hình của thiên đạo rồng đốm lại lần nữa thuấn di một cái, biến mất trên ma hải, hẳn là đi trồng đóa tà liên kia. Tống Thư Hàng. Theo lời của con rồng đốm kia thì hắn còn phải hóa thân thành kim liên hấp thu dinh dưỡng trong ma hải này đến tận 100 năm nữa à? Vậy nên hắn phải làm một đóa kim liên chịu cảnh ăn nắng nuốt xương suốt trăm năm trong ma hải sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Vốn cho rằng cuối cùng lần này cũng không trải qua mấy cuộc sống trăm năm làm sen, nhưng không nghĩ tới cuộc sống trăm năm làm sen kia lại chờ hắn ở đằng sau. Tận 100 năm lận đó, phải chịu bằng niềm tin à? Có ai ra đây nói chuyện với hắn chút được không? Có ai kể chuyện cười để hắn vui lên chút được không? Ngay lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ, trên ma hải xuất hiện một trận chấn động không gian. Một lát sau, thiên đạo rồng đốm đã trở về. Nhưng lần này, thiên đạo rồng đốm không có dịu dàng quan tâm vuốt ve kim liên, hắn chỉ lẳng lặng lơ lửng ở phía trên ma hải, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng đang nhập mộng thành kim liên. Tống Thư Hàng bị đến mức nổi da gà. Lạ thật, tại sao ta lại có cảm giác con rồng đốm này giống như biến thành một người khác vậy nhỉ? Không lẽ con rồng đốm này bị đa nhân cách sao? Chương 783, nếu ta thoát khốn, ngươi sẽ biến mất, ngươi có bằng lòng không? Không biết tại sao nhưng ở lần xuất hiện này, thiên đạo rồng đốm lại nhìn kim liên với ánh mắt cực kỳ lãnh khốc vô tình. Quân tử kim liên bị nhìn chằm chằm hồi lâu, sợ đến mức lá sen cũng cuộn tròn lại. Bởi vì nó cảm ứng được sát ý từ trên người rồng đốm, cho nên lá sen muốn cuộn lại để bảo vệ mình giống như cây mắc cỡ. Thư Hàng nhập mộng bám lên thân quân tử kim liên, hiện tại trong lòng hắn buồn bực không thôi. Bất kể kim liên hay tà liên, cả hai đều do thiên đạo rồng đốm tự tay bồi dưỡng mà thành, chính bản thân Tống Thư Hàng cũng trải nghiệm toàn bộ quá trình bồi dưỡng đó. Nhưng tại sao chỉ vừa chớp mắt thì thiên đạo rồng đốm lại sinh ra sát ý với kim liên mà mình tự tay bồi dưỡng ra thế này? Tình huống này thật cổ quái. Tống Thư Hàng suy tư chốc lát, dựa vào cảm ứng của kim liên, âm thầm quan sát rồng đốm trên không trung, đồng thời lại cẩn thận so sánh hắn với thiên đạo rồng đốm trước đó. Trong đầu Tống Thư Hàng có một suy đoán, nguyên nhân khiến phản ứng trước và sau của thiên đạo rồng đốm khác biệt lớn như vậy có thể là do hắn bị mắc chứng tâm thần phân liệt hoặc là chứng đa nhân cách. Nhưng cũng còn một khả năng nữa, đó là rồng đốm trên không trung lúc này không phải là thiên đạo rồng đốm mới vừa rời đi trước đó. Nếu chỉ xét về thể hình, khí tức, hình thái thì cả hai không khác nhau chút nào cả. Nhưng sau khi cẩn thận so sánh, Tống Thư Hàng đã phát hiện ra một điều, hoa văn trên người hai vị thiên đạo rồng đốm trái ngược nhau. Hoa văn trên người thiên đạo rồng đốm trước đó là trắng đen xen nhau, còn hoa văn trên người rồng đốm đang lơ lửng trên đỉnh đầu Tống Thư Hàng lúc này lại là đen trắng xen nhau. Mặc dù đều là văn đốm nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Quả nhiên là hai người hoàn toàn khác nhau. Tống Thư Hàng thầm hiểu rõ, khó trách thái độ đối đãi với quân tử kim liên trước và sau lại khác biệt lớn như vậy. Khí thế của rồng đốm trên đỉnh đầu không hề thua kém thiên đạo rồng đốm, không biết tên này có quan hệ thế nào với thiên đạo rồng đốm nhỉ? Là anh em sinh đôi à? Là con cháu? Là những quan hệ huyết thống khác? Hay là phân thân? Còn nữa, tại sao nó lại sinh ra sát ý với kim liên chứ? Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng. Tống Thư Hàng có cảm giác. Hình như trong lúc vô tình, hắn đã nắm giữ được một bí mật lớn của thiên đạo. Ngoài ra còn có một việc đáng nhắc tới là trong lúc đứng trên không trung quan sát kim liên, rồng đốm không hề chú ý đến Tống Thư Hàng đang bám vào trên thân kim liên thông qua năng lực nhập mộng. Rồng đốm nhìn chằm chằm kim liên rất lâu, sau đó hắn hử lạnh một tiếng rồi biến mất không thấy đâu. Cuối cùng quân tử kim liên cũng thoát khỏi mối, uy hiếp chết chóc, lá sen cuộn tròn lúc nãy lại mở ra lần nữa. Sau khi rồng đốm biến mất,
Đột nhiên có bốn con tà ma to lớn từ trong ma hải mênh mông chậm rãi bơi tới. Một con là rắn khổng lồ dài ngàn thước, chỗ đuôi rắn lại chia ra làm 9 nhánh. Một con là tà ma hình cầu, thể tích không thua gì rắn khổng lồ, hình dáng tương tự như con nhím biển, cả người mọc đầy gai nhọn. Còn hai con khác đều là tà ma hình cá bình thường, nhưng trên người chúng nó lại mọc ra 6 đôi móng vuốt bằng vảy to lớn. Bốn tà ma thể tích khổng lồ bơi đến gần quân tử Kim Liên. Sau đấy vây xung quanh quân tử Kim Liên bắt đầu chậm rãi di động. Hình như chúng nó nghe theo lệnh của ai đó, bơi đến đây để bảo vệ quân tử Kim Liên, không cho những con tà ma cửu u khác gây thương tổn đến Kim Liên. Tống Thư Hàng thấy vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn biết quân tử Kim Liên sẽ sống sót đến thế kỷ 21, nhưng đột nhiên thấy có bốn con tà ma khổng lồ đến gần Kim Liên thì Thư Hàng cũng vẫn lo lắng không thôi. Cũng giống như khi mọi người xem phim ma, biết rõ trong đó sẽ có ma xuất hiện nhưng vẫn bị hù như thường. Thời gian trôi cực nhanh, trong ma hải không có mặt trời mọc nên Tống Thư Hàng cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi. Trong thời gian này, hắn lúc nào cũng cẩn thận thể nghiệm biến hóa của quân tử Kim Liên. Kim Liên không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng trong ma hải để làm lớn mạnh bản thể, bây giờ thể tích của Kim Liên đã lớn hơn gấp 3 lần rồi. Chỉ cần theo tốc độ sinh trưởng thế này thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ lớn bằng Kim Liên dưới lòng đất Nho Gia, sau đó tiến vào thời kỳ thành thục. Rồi dưới sự dẫn đường của chìa khóa hạch tâm Kim Liên, nó sẽ mở ra một phương thế giới, hình thành thế giới Kim Liên. Nhưng nếu ở kỷ nguyên ban đầu, Kim Liên đã hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng hình thành không gian Kim Liên, vậy tại sao đến thế kỷ 21, khi Nho Gia có được nó thì hình dạng lúc đó của nó lại là một đóa quân tử Kim Liên bình thường chứ? Tống Thư Hàng thầm thắc mắc. Chẳng lẽ khi ở kỷ nguyên ban đầu, cả Kim Liên và Tà Liên đều không thể lớn lên một cách thuận lợi à? Hay nói cách khác, giữa đường đã xảy ra biến hóa gì chăng? Cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua, đóa Kim Liên mà Tống Thư Hàng bám vào đã được trồng trong ma hải rất lâu. Trong quá trình này, thể tích của Kim Liên không ngừng to lên nhưng hạch tâm của nó lại không có biến hóa gì lớn cả. Lúc này Kim Liên đang trong giai đoạn tích góp năng lượng để mở ra một phương thế giới. Quá trình Kim Liên lớn lên không có gì để nghiên cứu. Tống Thư Hàng cũng không lấy được tin tức mấu chốt có ích gì từ trong đó. Tống Thư Hàng không khỏi thầm thở dài. Biến thân thành đóa Kim Liên này, còn cần trên 100 năm. Cũng không biết bây giờ đã qua bao lâu rồi nữa. Tình huống bây giờ còn thảm hơn lúc nhập mộng trải nghiệm nhân sinh của Thông Nương lúc trước. Ít ra thì lúc biến thành Thông Nương còn có mặt trời mọc mặt trời lặn để mà tính giờ. Nếu có nút tua nhanh thì tốt biết bao. Tống Thư Hàng thầm ước ao trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ ảo tưởng một chút mà thôi. Trải qua lần nhập mộng thể nghiệm nhân sinh của Thông Nương năm đó, hắn đã có được kinh nghiệm rồi. Nhập mộng không trang bị chức năng tiện lợi như nút tua nhanh, ngay cả nút thoát ra cũng không có, thậm chí lúc nào kết thúc năng lực nhập mộng cũng không nằm trong sự khống chế của Tống Thư Hàng. Nhưng ngay lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy, một lát sau, hắn phát hiện tốc độ di chuyển của bốn con tà ma vóc dáng khổng lồ phía dưới trở nên nhanh hơn. Trước đó, bốn con tà ma bảo vệ Kim Liên đều chuyển động rất chậm rãi, nhàm chán bơi dưới đáy Kim Liên. Nhưng bây giờ, bốn con tà ma tựa như uống nhầm thuốc, bơi vòng quanh rất nhanh. Không đúng, không phải tốc độ bơi của tà ma tăng lên mà là thời gian đang trôi qua nhanh hơn. Bởi vì thể tích của quân tử Kim Liên đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lớn lên thật nhanh. Đây là tua nhanh mà. Nhập mộng có chức năng tua nhanh. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Mặc dù không biết năng lực nhập mộng trở nên hiểu lòng người như thế này từ lúc nào, nhưng có thể tua nhanh thế này đúng là quá tuyệt vời. 100 năm quả thật quá dài, hắn phải tranh thủ thời gian chứ. Vèo vèo vèo, nhập mộng đang trong trạng thái tua nhanh, 5 tháng lướt qua vèo vèo. Trong thời gian đó, thiên đạo rồng đốm không hề tới xem Kim Liên nữa. Nhưng cứ cách mỗi một đoạn thời gian, con rồng đốm có màu hoa văn trái ngược với thiên đạo kia sẽ tới một lần. Mỗi lần tới, hắn đều dùng ánh mắt lạnh lùng cộng cay nghiệt nhìn chằm chằm quân tử Kim Liên hồi lâu, thỉnh thoảng còn tản ra khí tức cực kỳ không thân thiện khiến cho Kim Liên run lẩy bẩy theo bản năng, lá sen cũng cuốn lại, lúc đó rồng đốm có màu hoa văn đen trắng xen nhau mới hài lòng rời đi. Chẳng lẽ tên dở hơi này có máu ét? Thích tra tấn ngược đãi người ta à? Tua nhanh, thời gian trong nhập mộng vẫn đang trôi qua cực nhanh. Rốt cuộc quân tử Kim Liên cũng hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, hoa sen khép lại lần nữa, co lại thành một nụ hoa. Đáng nhắc tới là nó khác với quân tử Kim Liên ở thế kỷ 21,
bởi vì lúc hấp thu chất dinh dưỡng, kim liên của hiện tại cũng không phun ra hạt sen có thể ban cho người dùng một loại dị năng. Cuối cùng cũng sắp thành thục rồi, tiếp theo hẳn là sẽ tự mở một giới nhỉ. Tống Thư Hàng lập tức lên dây cót tinh thần, cẩn thận cảm nhận biến hóa của kim liên từng chút một. Mà năng lực nhập mộng cũng rất chi kỹ, biết đã đến lúc phải đóng lại công năng tua nhanh của mình để Tống Thư Hàng có thể tỉ mỉ thể nghiệm biến hóa của kim liên. Ở thời điểm quân tử kim liên thành thục, rốt cuộc thiên đạo rồng đốm cũng hiện thân trong hư không. Song không phải bản thể của hắn tới chỗ kim liên, mà là từ trong hư không chiếu một hình chiếu lập thể trên ma hải. Cùng lúc đó, tên rồng đốm có màu trái ngược với thiên đạo rồng đốm cũng xé mở không gian, đi tới phía trên kim liên. Vì để phân biệt thiên đạo rồng đốm với một con rồng đốm khác, Tống Thư Hàng thầm gọi con rồng đốm khác là rồng đốm 2. Thiên đạo rồng đốm nhìn rồng đốm 2, sau đó cười nói. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra gặp ta rồi à? Đúng rồi, cảm ơn ngươi đã thay ta chăm sóc đóa kim liên này gần trăm năm nay nhé. Hừ, rồng đốm 2 hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Thật ra ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ xé nát đóa kim liên này chứ. Thiên đạo rồng đốm nhẹ giọng nói. Dù sao thì ta cũng đã chia sẻ hết mọi thông tin về kế hoạch của ta cho người biết, không hề giấu giếm cái gì cả. Ngươi cũng biết, nếu kế hoạch của ta thành công thì ngươi có thể sẽ biến mất mà. Hừ, rồng đốm 2 tiếp tục hừ lạnh. Đừng có hừ lạnh mãi thế chứ. Thật là, sao tính cách của ngươi lại trở nên ngạo kiều thế này chứ? Không thể nói chuyện đàng hoàng với ta được à? Thiên đạo rồng đốm đau đầu nói. Hừ, rồng đốm 2 vẫn hừ lạnh. Thôi bỏ đi, dù sao, trăm năm đã qua nhưng ngươi vẫn không phá hủy đóa kim liên này, vậy ta coi như ngươi đã đồng ý với kế hoạch của ta nhé. Bây giờ kim liên đã thành thục, cho dù ngươi có muốn hủy diệt nó thì cũng đã muộn rồi. Rồng đốm thiên đạo cười ha ha nói. Rồng đốm 2. Hừ, Tống Thư Hàng đang bám vào kim liên. Trong lúc nói chuyện, kim liên đã hoàn toàn thành thục, nụ hoa lại nở rộ. Đồng thời hạch tâm của nó cũng được kích hoạt. 81 phù văn trên đó điên cuồng hấp thu năng lượng mà kim liên đã tích trữ trong trăm năm qua. Một thế giới nho nhỏ thành hình bên trong kim liên, mà bản thân Tống Thư Hàng cũng đang cảm thụ thời khắc này. Lúc này kim liên chính là hắn, hắn chính là kim liên. Kim liên đang mở ra một tiểu thế giới cũng chính là Tống Thư Hàng đang mở ra một tiểu thế giới. Một loại lĩnh ngộ chợt hiện ra trong đầu Tống Thư Hàng. Hóa ra mở ra một tiểu thế giới chính như thế này sao? Lúc này, thiên đạo rồng đốm nhìn về phía rồng đốm 2, đột nhiên mở miệng nói. Cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại lần nữa đấy, nhân lúc thế giới kim liên còn chưa hoàn toàn thành hình, ngươi vẫn còn cơ hội để đổi ý. Một khi kế hoạch của ta thành công, ta có thể thuận lợi thoát thân. Sinh mệnh của ta và ngươi nối liền với nhau, khi ta thành công thoát thân rồi, từ đây ngươi có thể sẽ phải biến mất, không còn tồn tại nữa. Chương 784, sắp xa nhau rồi, cùng làm gì đó nhé. Hừ, đừng nói nhảm nữa, ngươi cứ việc thực hiện kế hoạch của ngươi. Nói cho cùng thì ngươi là chủ, ta là hầu, ta sẽ không ngăn cản quyết định của ngươi. 100 năm này, ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Rồng đốm 2 cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy mà. Thiên đạo rồng đốm đắc ý nói. Nhưng ta vẫn muốn hỏi lại, có như vậy thì cho dù sau này ngươi biến mất khi kế hoạch của ta thành công, trong lòng ta cũng bớt áy náy. Rồng đốm 2. Tống Thư Hàng. Cuộc đối thoại giữa thiên đạo rồng đốm và rồng đốm 2 đã tiết lộ một lượng tin tức cực lớn. Thiên đạo rồng đốm đã nhắc tới từ thoát thân 2 lần, vậy rốt cuộc là hắn muốn thoát khỏi thứ gì đây? Thiên đạo thống trị tất cả, là tồn tại đỉnh cấp đứng trên vạn vật thế gian. Tu sĩ, tu luyện giả, yêu, ma, quỷ, quái, các thứ. Toàn bộ đều nằm dưới sự cai quản của hắn, thế thì thứ mà hắn muốn thoát khỏi. Hình như chỉ có một thôi, đó chẳng phải chính là chức trách thiên đạo này sao? Nhưng thiên đạo chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả các tu sĩ, tại sao thiên đạo rồng đốm lại muốn thoát khỏi thiên đạo chứ? Cũng có thể là do bây giờ ta còn đứng ở tầng thứ quá thấp, không cách nào hiểu được thiên đạo. Không chừng thứ mà thiên đạo rồng đốm muốn thoát khỏi là một thứ khác rất đáng sợ, ngay cả thiên đạo cũng không đối phó được thì sao? Đầu óc Tống Thư Hàng xoay chuyển thật nhanh. Ngoài ra, rồng đốm 2 cũng không phải là anh em sinh đôi hay người thân gì đó của thiên đạo. Từ nội dung cuộc nói chuyện có thể nghe ra được, rồng đốm 2 là một tồn tại đặc thù, có mối quan hệ tính mạng tương liên với thiên đạo rồng đốm. Hơn nữa trong hai người, thiên đạo rồng đốm là người làm chủ mối quan hệ.
Nghe qua thì có vẻ rồng đốm hai giống như linh quỷ nhưng lại không hẳn là linh quỷ, bởi vì linh quỷ sẽ không tự nhiên biến mất. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác thân thể mình bỗng phình to lên. Siêu khó chịu. Hiện tại thân thể hắn giống như một quả bong bóng đang bị cưỡng ép bơm phồng lên, mặc kệ có nổ hay không, vẫn cứ cố sức mà bơm hơi vào. Sốt cuộc, ầm một tiếng. Tống Thư Hàng nổ tung, à không đúng, là Kim Liên mà Tống Thư Hàng thông qua nhập mộng bám vào nổ tung. Ngay lúc Kim Liên nổ tung, hạch tâm bên trong thân nó cũng xoay tròn thật nhanh, bắt đầu tiến hành quá trình mở ra tiểu thế giới. Về phần Tống Thư Hàng, bản thân hắn cũng thể nghiệm qua tất cả những chuyện này. Thiên đạo rồng đốm và rồng đốm hai đều dán chặt mắt vào Kim Liên, nhìn một thế giới Kim Liên mới mở ra, còn chưa định hình. Chúc mừng ngươi, ngươi sắp thành công rồi. Rồng đốm hai trầm giọng nói. Ừ, dù sao cũng là bảo vật do tự tay ta nghiên cứu, thiết kế ra. Thông qua thực nghiệm này, ta có thể hiểu thấu đáo nguyên lý mở ra của một thế giới. Mọi thứ đều giống như tưởng tượng của ta. Thiên đạo rồng đốm đắc y nói. Rồng đốm hai hỏi. Bản thể của ngươi đâu? Ở trong thế giới cửu U, thân ảnh kia chỉ là một hình chiếu của thiên đạo rồng đốm. Ở hiện thế, đang nhìn một đóa hoa sen khác, đó là một đóa tà liên rất giống đóa kim liên này. Ngươi nhìn tiếp đi, phần sau mới là trò hay thật sự. Thiên đạo rồng đốm đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, thế giới kim liên mới thành hình kia vẫn không ngừng mở rộng ra, cuối cùng định hình. Cũng trong lúc đó, thế giới tà liên mới mở ở thế giới bên ngoài cũng hoàn thành xong quá trình mở rộng. Tống Thư Hàng bám vào kim liên, thông qua thế giới kim liên cảm ứng được một mối liên hệ mơ hồ với thế giới tà liên. Hai thế giới cộng hưởng từ xa, giữa hai bên có một thông đạo lúc ẩn lúc hiện nối liền bên này với bên kia. Một khi đánh thông lối đi giữa hai thế giới, hai không gian này có thể kết hợp với nhau. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của thiên đạo rồng đốm, là thủ đoạn để hắn thoát thân. Bước thứ hai thành công. Thiên đạo rồng đốm cười ha ha nói. Rồng đốm hai yên lặng gật đầu. Ừ. Tiếp theo sẽ là bước thứ ba, khi hai không gian dung hợp xong cũng là lúc kế hoạch thành công. Nếu như kế hoạch của chúng ta không có gì sai sót thì lúc đó cũng chính là thời điểm ngươi phải biến mất. Thiên đạo rồng đốm bổ sung. Rồng đốm hai nói. Ừ. Thật lòng ta rất luyến tiếc ngươi, dù sao ngươi cũng đã sống với ta lâu như vậy rồi mà. Thiên đạo rồng đốm lại nói. Rồng đốm hai gật đầu. Ừ, cũng sắp xa nhau rồi, ngươi không nói thêm mấy câu được à? Thiên đạo rồng đốm quay qua nhìn rồng đốm hai. Miễn đi, mệt tim lắm. Rồng đốm hai đáp, cho dù có biến mất thì hắn cũng muốn biến mất một cách lặng lẽ. Chậc chậc, thật là, rõ ràng ngươi có ký ức và quá khứ giống ta, tại sao tính cách của ngươi lại vặn vẹo thành thế này chứ? Thiên đạo rồng đốm cảm thán. Vì ta không muốn biến mình thành một kẻ có tính cách giống ngươi bây giờ. Rồng đốm hai nói đầy ghét bỏ. Rồng đốm thiên đáp. Chán ngắt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế. Rồng đốm hai thở dài. Sắp xa nhau rồi, chúng ta cùng làm gì đó đi nhé. Hay là nhảy múa chung với nhau nhé. Ta nhớ trước khi trở thành thiên đạo, chuyện ta thích làm nhất là mở tiệc và nhảy múa. Ngươi có quá khứ giống ta, vậy chắc cũng có sở thích này nhỉ. Thiên đạo rồng đốm dò hỏi. Nguyễn, ta không có hứng thú ôm một tên giống bản thân để nhảy múa. Rồng đốm hai lạnh lùng nói. Nhàm chán. Thiên đạo rồng đốm kéo thẳng thân thể ra, hình như là đang vươn vai. Lúc này, thế giới kim liên càng ngày càng lớn, tốc độ mở rộng còn nhanh hơn thế giới kim liên của Nho ra gấp trăm lần. Là do linh lực trong thiên địa ở kỷ nguyên ban đầu rất dư thừa. Hay là do năng lượng cửu u tinh thuần trong ma chỉ nhỉ. Tóm lại là chỉ trong thời gian mấy câu nói, thế giới kim liên đã mở rộng đến giai đoạn cuối, tiểu thế giới cũng bắt đầu định hình. Đồng thời mối liên hệ giữa thế giới kim liên và thế giới tà liên cũng càng ngày càng chặt chẽ, hai bên đã sinh ra cộng hưởng với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể đả thông, thống nhất. Hắc! Lúc này, thiên đạo rồng đốm cười đắc ý, hắn tung người nhảy lên không trung. Trên người hắn chớp lóe ánh sáng chói lọi. Sau khi ánh sáng tán đi, hắn đã huyễn hóa thành hình người. Hình người của thiên đạo rồng đốm có thân hình mảnh khảnh, mặc một thân áo trắng như tuyết, trên áo có hoa văn rợn sóng xanh rất sống động. Ống tay áo rất lớn, thích hợp để nhảy múa. Về phần khuôn mặt thì đã bị một tầng ánh sáng chói mắt bao phủ, vậy nên Tống Thư Hàng không cách nào thấy rõ diện mạo, cũng không biết được hắn là nam hay nữ. Thiên đạo rồng đốm huyễn hóa thành hình người à?
chẳng lẽ ở kỷ nguyên ban đầu đã có nhân loại tồn tại rồi sao? Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Hay hình người này thật ra chính là hình thái thông dụng mà các tiên thần dùng ở thời đại thượng cổ. Đồng thời, Tống Thư Hàng liếc mắt nhìn về phần chân của thiên đạo rồng đốm. Hắn có chút tò mò, sau khi vị thiên đạo rồng đốm này huyễn hóa thành hình người. Mặc dù không biết thời đại này có nhân loại hay không, nhưng tạm thời cứ xưng là hình người đi. Tống Thư Hàng muốn nhìn xem, thiên đạo rồng đốm trong trạng thái hình người có mấy chân? Câu trả lời là, chỉ có một chân. Cho dù đã huyễn hóa thành hình người, nhưng rõ ràng thiên đạo rồng đốm vẫn cảm thấy thích ứng với trạng thái một chân hơn, vậy nên hắn sẽ không biến ra thêm một cái chân nữa để cản trở chính mình. Nhìn thiên đạo rồng đốm bây giờ khá giống với nhân ngư dị dạng. Sau khi nhảy vào giữa không trung, thiên đạo rồng đốm hình người bắt đầu cao giọng ca hát. Không có ca từ, chỉ có từng âm tiết nối lại thành tiếng hát dễ nghe. Bởi vì rất êm tai nên Tống Thư Hàng lập tức nhớ kỹ khúc ca của thiên đạo rồng đốm. Trí nhớ của nhân loại có lợi thế khá lớn trên phương diện nhớ ca khúc. Trên không trung, sau khi hát xong một lần, thiên đạo rồng đốm lại bắt đầu hát lần thứ hai. Lúc hát lại ca khúc nọ lần thứ hai, thiên đạo rồng đốm chuyển động thân hình. Hắn khẽ giơ ống tay áo lên, trong tay áo trượt ra một cây quạt xếp. Tiếp đó thiên đạo rồng đốm nhấc chân, dùng sức đạp một cái trong hư không, đồng thời vỗ nhẹ hai tay, vừa hát vừa bắt đầu nhảy múa. Quạt xếp mở ra che lại gương mặt. Quạt chậm rãi rời đi, thân hình thiên đạo rồng đốm nhảy múa, cực kỳ quyến rũ nhưng cũng rất đẹp mắt. Lúc hắn hoặc cô bắt đầu nhảy múa, cả thế giới đều chuyển động theo bóng dáng ấy. Tống Thư Hàng vừa nhìn đã mê mẩn, không rời mắt đi được. Rõ ràng thiên đạo rồng đốm chỉ có một chân, nhìn rất không được tự nhiên. Nhưng khi hắn bắt đầu nhảy múa, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy vũ điệu này rất tuyệt vời, rất đẹp mắt. Nghệ thuật không có biên giới. Thậm chí nhảy múa cũng không giới hạn về chủng tộc. Nếu như thiên đạo rồng đốm có thể biến ra hai cái chân, tăng thêm vài bước nhảy thì vũ điệu này nhất định sẽ còn đẹp mắt hơn nữa. Bởi vì điệu múa cũng rất đẹp mắt nên Tống Thư Hàng cũng nhớ kỹ điệu múa này. Hắn nghĩ, nếu mang điệu múa cùng ca khúc này về cho thiên hậu nhảy múa Đông Phương Lục Tiên Tử trong nhóm Cửu Châu số 1 biểu diễn, với sự mềm mại yêu kiều của phái nữ, múa điệu này nhất định sẽ cực kỳ đẹp mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được phương pháp phá giải thế cục, bình an đi ra từ trong không gian kim liên nho ra mới được. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, thiên đạo rồng đốm đã hát xong khúc ca, khép lại quạt xếp trong tay, kết thúc động tác nhảy múa. Thế nào, có đẹp không? Thiên đạo rồng đốm cười ha ha hỏi rồng đốm hai ở phía dưới. Ừ, rồng đốm hai hờ hững đáp lại một tiếng. Ha ha, ngoạt trừ đẹp ra thì ngươi không nhìn ra cái khác à? Thiên đạo rồng đốm lắc mình, lại hóa thành hình thái rồng đốm. Cái khác á? Rồng đốm hai nghi hoặc, râu rồng bay lượn, sau đó hai mắt đột nhiên trợn trừng. Ngươi, cắt đứt thông đạo nối liền thế giới tà liên với kim liên rồi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bị dáng múa của ta mê hoặc nên không phát hiện ra được gì nữa chứ. Thiên đạo rồng đốm đắc ý nói. Một khi kết hợp ca khúc cùng điệu múa lúc này lại với nhau có thể cắt đứt mối liên hệ giữa hai tiểu thế giới. Khiến hai không gian duy trì ở trạng thái độc lập. Tại sao chứ? Rồng đốm hai nghi hoặc hỏi. Chẳng phải thiên đạo rồng đốm nghiên cứu ra hai thế giới hoa sen, mục đích là chờ hai thế giới này hợp hai làm một, trợ hắn thoát thân thành công sao? Nhưng bây giờ thành công đã ở ngay trước mắt, tại sao hắn lại muốn cắt đứt thông đạo nối liền hai tiểu thế giới? Đơn giản thôi mà, bởi vì nghiên cứu của ta còn chưa hoàn thiện. Hai thế giới hoa sen này còn rất thô. Kém xa, thế cuối cùng, trong thiết kế của ta, ta còn phải tiếp tục cải tiến chúng nó. Rồng đốm vênh váo đắc ý nói. Sao hả, ban nãy có bị dọa không? Lúc nghe thấy mình sắp biến mất có sợ không thế? Rồng đốm hai. Về phần Tống Thư Hàng, lúc này hắn đang cực kỳ kích động. Tìm được rồi, tìm được cách phá giải rồi. Chương 785, thời gian là thứ vô cùng quý báu. Hạnh phúc cứ đến bất ngờ giống như tổng tài bá đạo trong những bộ phim ngôn tình ở hiện đại, nói đến là đến, không cho nữ chính bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Sau khi trở thành Kim Liên, Tống Thư Hàng không ngờ cách phá giải mà hắn khổ sở vất vả tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế. Hơn nữa, phương pháp phá cục này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần ca hát cộng nhảy múa là có thể chặt đứt thông đạo nối liền thế giới Kim Liên với thế giới Tà Liên. Cuối cùng cũng tìm được phương pháp phá cục. Bây giờ chỉ cần chờ nhập mộng kết thúc thôi. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng.
chờ ra khỏi trạng thái nhập mộng, hắn sẽ lập tức múa một điệu trong thế giới kim liên để chặt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới kim liên và tà liên. Đến lúc đó, chủ nhân của ngón tay kim loại không thể dùng thế giới tà liên làm cầu nối, phát động công kích với thế giới kim liên được nữa. Mình và tất cả mọi người trong thế giới kim liên được cứu rồi. Nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết, bài ca và điệu múa của thiên đạo rồng đốm khá dài. Sợ rằng không đủ thời gian. Bây giờ, tốc độ giết người của ngón tay sắt thép trong thế giới kim liên càng lúc càng nhanh. Mỗi lần Tống Thư Hàng vừa mới được Hằng Hỏa Chân Quân cứu sống lại, pháp thuật bão tố của ngón tay sắt thép đã bám gót theo tới, giết chết hắn một lần nữa. Hắn cũng không phải là nhân vật chính trong phim ảnh hay anime, làm gì có bảo hộ vô địch lúc biến thân, nhảy múa hay ca hát. Cho nên chờ hắn ra khỏi trạng thái nhập mộng, còn chưa ca hát nhảy múa xong đã bị chủ nhân của ngón tay sắt thép giết chết chục lần rồi. Đau gan quá đi mất, hôm nay hắn đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tống Thư Hàng đau khổ suy nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao mới biểu diễn xong bài ca cùng với điệu múa của thiên đạo rồng đốm đây? Tại sao phương pháp phá cục lại không phải là một mệnh lệnh, một phù văn hay một động tác tay gì đó chứ? Nhưng Tống Thư Hàng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tận lực tranh thủ cơ hội, cho dù không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội. Chỉ đành hy vọng Hằng Hỏa Chân Quân hoặc là người của Nho gia có thể tranh thủ chút thời gian cho mình. Chờ sau khi tỉnh lại, mình phải lập tức đánh tiếng với Hằng Hỏa Chân Quân, bảo ngài ấy toàn lực thúc giục thế giới kim liên ngăn cản công kích của ngón tay sắt thép để tranh thủ một chút thời gian cho mình. Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Nhập mộng vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời, thiên đạo rồng đốm và rồng đốm hai vẫn đang trợn mắt nhìn nhau. Tranh thủ khoảng thời gian trống này, Tống Thư Hàng cẩn thận nhớ lại khúc ca mà thiên đạo rồng đốm đã hát, cùng với điệu múa mà hắn đã múa lúc huyễn hóa thành hình người khi này. Mặc dù những thứ này đều đã ghi tạc trong đầu Tống Thư Hàng, nhưng để bảo đảm hắn vẫn cần phải ôn đi ôn lại thêm mấy lần để tăng cường trí nhớ. Ngay khi tỉnh lại từ trạng thái nhập mộng, hắn phải nắm chắc thời gian ca hát nhảy múa, trong lúc biểu diễn tuyệt đối không được xảy ra chút sai lầm nào. Một lát sau, lúc Tống Thư Hàng cẩn thận ôn lại một lần thì bỗng nhiên ngây người. Bởi vì hắn phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện chỗ sai lầm. Bài ca thì không sai, hắn nhớ rất kỹ, nhưng mà phần trí nhớ liên quan tới điệu múa của thiên đạo rồng đốm thì không đúng. Hắn nhớ rõ, lúc này thiên đạo rồng đốm huyễn hóa ra hình người rồi mới nhảy múa. Nhưng trong trí nhớ của Tống Thư Hàng lúc này, thiên đạo rồng đốm lại dùng hình thái rồng đốm một chân khiêu vũ. Một con rồng đốm một chân uốn tới ẹo lui trong hư không, còn dùng râu rồng cuốn lấy một cây quạt xếp đưa qua đưa lại. Hình ảnh này chiếu mù mắt luôn. Sao lại thế này? Hắn hoàn toàn không nhớ được gì về điệu múa lúa này cả, bất kể là động tác hay tư thế nhảy múa, toàn bộ đều tiêu tán, chỉ còn sót lại hình ảnh một con rồng đốm một chân đang uốn éo thân thể. Sao lại thế này? Tống Thư Hàng cắn chặt răng, cẩn thận nhớ lại lần nữa. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nhớ ra được điệu múa của thiên đạo rồng đốm, trong trí nhớ của hắn vẫn là hình ảnh một con rồng đốm một chân đang vặn vẹo thân mình trên không trung. Dùng râu rồng cuốn lấy quạt xếp đưa qua đưa lại. Tống Thư Hàng. Sao lại thế này chứ? Đoạn trí nhớ liên quan đến điệu múa của thiên đạo rồng đốm đã bị biến hóa, vậy đến lúc đó hắn phá giải kiểu gì đây? Chẳng lẽ cảnh tượng thiên đạo rồng đốm hóa thành hình người nhảy múa mà hắn thấy trước đó chỉ là ảo giác, còn cảnh thật lại là bản thể của vị thiên đạo rồng đốm này đang vặn vẹo trên không trung? Lẽ nào ta phải học theo hình thái rồng một chân của thiên đạo rồng đốm, biểu diễn điệu múa phá cục này sao? Tống Thư Hàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo rồng đốm. Không biết trong phần sau của nhập mộng có đoạn thiên đạo rồng đốm múa lại điệu khi này không nhỉ? Lúc này, rồng đốm hai lên tiếng hỏi. Hai đóa hoa sen này đã mở ra thế giới, giờ cứ cất chúng đi như thế à? Thiên đạo rồng đốm cười hắc hắc. Ừ, tạm thời giữ hai thế giới này lại, ta còn đang làm rất nhiều thực nghiệm. Ta chuẩn bị hoàn thiện kế hoạch, đến lúc đó cũng mang ngươi ra khỏi thế giới cửu u luôn. Hừ, rồng đốm hai hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo rồng đốm. Sao hả, cảm động lắm chứ gì? Rõ ràng tính cách của ngươi không được tự nhiên như vậy mà ta còn muốn mang ngươi ra cùng ấy. Rồng đốm hai. Nói cho cùng chuyện này cũng là do ngươi nhất thời hứng khởi mà ra hết. Nếu ngươi không muốn thoát thân thì làm sao gây ra chuyện phiền toái thế này chứ? Sao ta phải cảm động? Ha ha, thiên đạo rồng đốm cười trừ hai tiếng. Ta vẫn luôn muốn hỏi. Tại sao ngươi lại muốn thoát thân đến như vậy? Ngươi đã đứng trên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới,
tại sao lại muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ thế? Rồng đốm hai trầm giọng hỏi. Bây giờ ta không thể trả lời vấn đề này được, vì ta còn chưa thoát thân, nếu trả lời vấn đề này sẽ mang đến một chút phiền toái nhỏ cho cả ta và người, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi biết một chút. Thiên đạo rồng đốm giải thích. Ngươi nói xem rõ ràng sau khi cai quản thiên đạo là có thể bất hủ, bất diệt, bất tử, nhưng tại sao kẻ chấp trưởng thiên đạo lại đổi đến hai lần? Ngươi cũng biết ta chính là kẻ chấp trưởng thiên đạo thứ ba. Rồng đốm hai nhíu mày nói. Chẳng lẽ cuối cùng kẻ chấp trưởng thiên đạo vẫn sẽ chết ư? Không đúng, kẻ chấp trưởng thiên đạo không thể nào chết được. Đúng vậy, không thể nào chết được. Thiên đạo rồng đốm cười hắc hắc, nhưng không nói thêm gì nữa. Bây giờ hắn vẫn là kẻ chấp trưởng thiên đạo, có mấy lời không thể nói ra được. Hình như mình nghe được tin tức gì đó rất kinh khủng thì phải. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Xem tình hình thế này thì chắc thiên đạo rồng đốm không múa lại lần nữa rồi, vậy giờ cách phá giải trong trí nhớ của mình có hiệu nghiệm hay không đây? Tống Thư Hàng khổ não suy nghĩ. Trong lúc hắn đang suy tư, thiên đạo rồng đốm trên không trung đột nhiên vươn móng vuốt, phóng ra một luồng sức mạnh không thể chống cự bao phủ thế giới kim liên, sau đó thiên đạo rồng đốm dùng sức kéo cả thế giới kim liên lên. Quả nhiên còn cần phải cải tạo một chút. Thế giới kim liên cũng không thích hợp sinh trưởng trong thế giới cửu u này. Mặc dù nó lấy dinh dưỡng từ cửu u, nhưng rõ ràng nó thích hợp mở ra một tiểu thế giới ở hiện thế hơn. Thiên đạo rồng đốm suy nghĩ nói. Rồng đốm hai nói. Ngươi có thể mở ra một ma hải loại nhỏ ở hiện thế rồi chuyển kim liên đến đó, đồng thời cũng mở một thánh hải ở thế giới cửu u rồi chuyển tà liên tới. Ngươi nói có lý, ta sẽ nghiên cứu một chút, sau đó lại phá tan tiểu thế giới do hai hoa sen mở ra. Để chúng nó trở về trạng thái hoa sen, bồi dưỡng lại lần nữa. Vậy chúng ta gặp lại sau nhé. Thiên đạo rồng đốm vừa nói xong đã giơ móng vuốt cầm lấy thế giới kim liên, thân hình nhảy về phía trước, cưỡng ép mang kim liên về hiện thế. Ngay lúc thiên đạo rồng đốm mang thế giới kim liên trở về hiện thế, trước mắt Tống Thư Hàng bỗng tối sầm lại. Một lát sau, hắn đã trở về thế giới kim liên của Nho Gia. Trong thế giới kim liên, Hằng Hỏa Chân Quân cắn răng hồi sinh tất cả mọi người lần nữa. Lúc này Tống Thư Hàng đang ngã quỵ trên đất. Trên đỉnh đầu, ngón tay sắt thép lại vẫy một cái, pháp thuật bão tố đã thành hình trên ngón tay lập tức phủ xuống muốn tàn sát tất cả sinh linh trong thế giới. Tống Thư Hàng vừa mới từ dưới đất bò dậy, pháp thuật bão tố đã chụp xuống ngay đầu. Gió như đao, cắt nát vạn vật. Tất cả mọi người trong không gian kim liên đều đã chết lặng. Ngay cả mấy vị trưởng lão của Nho Gia cũng buông tha chống cự, không phải bọn họ không muốn chống cự mà là bọn họ đã thử hết mọi biện pháp rồi. Nhưng dù bọn họ đã tung ra tất cả bản lĩnh kỹ năng cũng không thể ngăn cản ngón tay sắt thép dù chỉ là nửa giây. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, giống như mặt trời sáng chói với đom đóm lập lòe vậy. Khoảng cách chênh lệch ấy còn đáng sợ hơn cả lạch trời, mang đến sự tuyệt vọng không gì sánh được. Mọi người chỉ đành bất lực. Chết lặng trong vòng tuần hoàn chết đi rồi sống lại. Mà người tuyệt vọng nhất chính là thông nương trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng. Lại tới nữa, lại sắp bị cắt nát nữa rồi. Thông nương lẩm bẩm nói. Nói thật, cho dù mầm hành bị cắt nhỏ thì thông nương cũng không sợ. Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất bị cắt nát, chỉ cần dễ còn thì cô vẫn có thể mọc ra lần nữa, tiếp tục nảy mầm lớn lên. Nhưng pháp thuật bão tố trên không trung kia thật đáng sợ. Trực tiếp cắt cô và Tống Thư Hàng thành mảnh vụn, thậm chí cả phần rễ cũng không còn. Ngay cả rễ của thông nương cô mà cũng không tha, thật tàn nhẫn. Càng tàn nhẫn hơn là rễ của cô còn bị nghiền nát bét hết lần này đến lần khác. Thế này thì dù là hành cũng nhịn không nổi nữa. Đi theo Tống Thư Hàng thật đáng sợ, mặc dù kỳ ngộ không ít nhưng nguy cơ cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đều là nguy cơ cấp bậc tận thế không thôi. Sau khi ra khỏi trạng thái nhập mộng, Tống Thư Hàng lập tức tìm vị trí của Hằng Hỏa Chân Quân. Thừa dịp còn chưa chết lần nữa, Tống Thư Hàng tức tốc truyền âm nhập mật nói. Hằng Hỏa tiền bối, nếu ngài toàn lực điều động sức mạnh của thế giới kim liên ngăn cản ngón tay sắt thép thì có thể kiên trì trong thời gian bao lâu? Song Hằng Hỏa Chân Quân lại không trả lời Tống Thư Hàng, trên mặt hắn chỉ có sự chết lặng, con người ảm đạm không ánh sáng. Trong không gian kim liên, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Hằng Hỏa Chân Quân. Bây giờ ngay cả suy nghĩ cũng đã chết lặng, hắn chỉ đang dựa vào một cổ ý chí bất khuất, một lần lại một lần điều động sức mạnh của thế giới kim liên cứu sống lại tất cả mọi người. Chết tiệt! Tống Thư Hàng cắn răng mắng. Người duy nhất có thể chống đỡ ngón tay sắt thép là Hằng Hỏa Chân Quân,
nhưng giờ ngài ấy cũng đã rơi vào trạng thái chết lặng. Thế này thì cho dù hắn có cách phá giải thì cũng không có thời gian thi triển. Làm sao mới phá được đây? Chương 786, Bạch, người chơi ta. Người ta cứ nói thời gian là vàng bạc, nhưng dùng vàng bạc lại khó mà mua được thời gian. Trên mạng có câu nói gì nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì hẳn là, dùng cả đời của tôi để đổi lấy 10 năm ngây thơ hồn nhiên của bạn. Giả sử chủ nhân của câu nói này có thể sống 100 tuổi, có nghĩa là hắn dùng 100 năm đổi lấy 10 năm, vậy tỷ lệ hối đoái là 10, 1. 10 năm đổi 1 năm, nếu như giả thiết này có thể thành lập thì Tống Thư Hàng sẵn lòng dùng tất cả thời gian chơi game trước kia để đổi lấy 1 giờ trong thế giới Kim Liên lúc này. Không, không cần 1 giờ, chỉ cần 10 phút thôi cũng được. 10 phút đã đủ để hắn hát xong một bài hát, nhảy xong một điệu múa. Đáng tiếc, loại giả thiết này không hề tồn tại. Hơn nữa, Tống Thư Hằng còn phát hiện một chuyện rất quan trọng, đó là trong tay hắn không có quạt xếp. Hắn cũng không phải tu sĩ nho gia, mặc dù hồi giờ hắn rất hâm mộ phong cách rất chất của thư sinh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mua một cây quạt xếp mang theo bên người để làm màu cả. Cho nên có lúc nhất định phải mang theo chút đồ làm màu ở trên người, để phòng ngừa tình huống bất ngờ giống như thế này đây. Ai có quạt xếp, cho ta mượn được không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi những nho gia đệ tử ở xung quanh. Trong những nho gia đệ tử này, chắc hẳn phải có người mang theo quạt xếp nhỉ. Nhưng những nho gia đệ tử này đều giống như hằng hỏa chân quân, ai cũng rơi vào trạng thái chết lặng, trên mặt chỉ còn lại vẻ đờ đẫn. Định mệnh! Tống Thư Hàng oán hận mắng. Không có quạt xếp, chẳng lẽ lại phải múa bằng tay không? Ầm ầm ầm. Lúc này, bạo phong pháp thuật trên không trung đã hùng hổ ập xuống. Tống Thư Hàng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành thi triển hết tất cả thủ đoạn phòng ngự của bản thân, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất liều mạng ca hát nhảy múa. Chỉ có thể nhìn xem kỳ tích có xuất hiện hay không thôi. Tống Thư Hàng giơ tay lấy ra tất cả phù bảo phòng ngự, đang chuẩn bị ném lên không trung. Nhưng ngay lúc này, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh kim liên, bảo vệ kỹ hắn ở bên trong. Là hằng hỏa chân quân. Mặc dù hằng hỏa chân quân đã rơi vào trạng thái chết lặng đờ đẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe được truyền âm nhập mật của Tống Thư Hàng. Tuy phản ứng chậm một nhịp, nhưng vẫn kịp thời điều động tất cả sức mạnh của thế giới Kim Liên mà hắn có thể điều động được để bảo vệ Tống Thư Hàng. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Tống Thư Hàng mừng rỡ không thôi, sau đó lại kêu lên. Quạt xếp. Nhưng thanh âm của hắn bị bạo phong pháp thuật ngăn chặn, không ai nghe thấy được. Còn hằng hỏa chân quân thì đang toàn tâm toàn lực chống đỡ bạo phong pháp thuật, đồng thời ngưng tụ sức mạnh hồi sinh, không rãnh tay giúp Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thở dài, giờ chỉ còn cách dùng tay không nhảy múa thôi, cũng không biết múa không quạt có làm giảm bớt hiệu quả hay không nữa. Quạt xếp hả, cái này được không? Lúc này, Thông Nương ở trong ngực Tống Thư Hàng cố gắng ló đầu ra, hai tay đưa lên một chồng mầm hành màu xanh phớt đỏ được xếp rất ngay ngắn. Không sai. Đây chính là đống mầm hành mà lần trước Thông Nương sử dụng cuồng bạo thuật, bị Tống Thư Hàng không ngừng thực hiện lột vỏ hành để lột ra. Mới này Thông Nương nhanh tay cầm lấy một bó mầm hành, chồng chúng vào một chỗ rồi dùng sợi tơ nối lại với nhau, chế thành một cây quạt xếp thô. Chớ xem thường Thông Nương, coi vậy chứ tay nghề may vá thêu thùa của cô cực kỳ tốt, cô cũng là nữ yêu đã học qua 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót rồi đấy nhé. Trong 200 bản lĩnh này, có một cái tên là, nữ yêu phải làm sao để thành công biến thành bồ nhí của chủ nhân nam, cộng thêm 13 chiêu cung đấu cùng đạo lữ của chủ nhân. Trong 13 chiêu này thì có một chiêu nhỏ tên là, hiền huệ diệu chiêu, nội dung bao gồm ra được phòng khách, xuống được nhà bếp, lên được trên giường. May và thêu thùa cũng là một kỹ năng trong đó. Thông Nương còn am hiểu may vá hơn cả nấu nướng. Chỉ cần có tài liệu, Thông Nương đã làm ra được một chiếc quạt xếp thô sơ chỉ trong thời gian rất ngắn. Mặc dù không biết tại sao Tống Thư Hàng lại cần quạt xếp vào lúc này, nhưng dựa theo kinh nghiệm chung đụng với Tống Thư Hàng bấy lâu, lúc này mà Tống Thư Hàng muốn những thứ đồ không giải thích được thế này thì thường là hắn đã có biện pháp phá cục. Cô biết mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không, tất cả phải dựa vào lần hành động sắp tới của Tống Thư Hàng. Bây giờ mọi người đang ngồi chung trên một con thuyền. Tống Thư Hàng nhận lấy chiếc quạt xếp bằng hành, tuy hơi mềm một chút nhưng vẫn dùng được. Cảm ơn Thông Nương nhé. Không có gì, nếu thật lòng cảm ơn ta thì mau thả ta ra để ta được tự do đi. Thông Nương vẫn đáp lại bằng câu này. Nhưng Tống Thư Hàng lại không nghe thấy những lời này của cô. Sau khi nhận lấy chiếc quạt xếp bằng hành đặc biệt nọ, Tống
Tống Thư Hàng lập tức cất giọng hát. Hắn há miệng ra, cẩn thận bắt chước theo giọng ca nhịp điệu của thiên đạo rồng đốm trong trí nhớ, bắt đầu hát. Không có ca từ, chỉ có âm tiết thuần túy nhất nhưng lại tạo thành một khúc tiên nhạc hay không thể tả. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng giơ tay mở quạt xếp ra, hắn nhấc chân nhẹ nhàng đạp một cái trong hư không, sau đó khẽ vỗ tay. Đây là hai động tác mở màn, cũng là hai động tác duy nhất mà hắn nhớ được khi thiên đạo rồng đốm nhảy múa trong hình người. Còn những động tác múa tiếp theo, trong trí nhớ của Tống Thư Hàng, toàn bộ đều bị thay thế bằng hình ảnh thiên đạo rồng đốm nhảy múa trong hình rồng. Hết cách rồi, giờ hắn cũng đành nhắm mắt nhắm mũi mà làm tiếp thôi. Tưởng tượng mình là một con rồng đốm một chân, cố gắng bắt chước động tác của nó. Hầy, đúng là làm khó người ta mà. Bảo hắn bắt chước theo điệu múa mà thiên đạo rồng đốm đã múa lúc huyễn hóa thành hình người một chân thì hắn còn miễn cưỡng làm được. Nhưng điệu múa trong hình rồng, hắn phải múa kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại uốn éo thân mình giống như rắn à? Trong lúc Tống Thư Hàng đang khổ não suy nghĩ, đột nhiên thân thể hắn bỗng chuyển động theo bản năng. Không cần hắn tự nhảy múa, không cần hắn tự ca hát. Hắn chỉ cần nhớ lại tiếng hát của thiên đạo rồng đốm cùng với hình ảnh rồng một chân uốn éo thân mình ở trong đầu. Ngay lúc đó thân thể hắn sẽ lập tức tiến vào chế độ tự động nhảy múa. Đúng là trời không tuyệt đường người. Lúc Tống Thư Hàng cất giọng hát, sau đó bước ra một bước theo nhịp điệu, nhẹ nhàng vỗ tay thì cả thế giới kim liên đột nhiên dừng lại một chút, cộng hưởng với tiếng hát của hắn. Một lát sau, tiếng hát của Thư Hàng lan ra, vang vọng khắp mọi nơi trong thế giới kim liên. Còn Tống Thư Hàng đã tiến vào chế độ tự động nhảy múa, lúc này đang tiếp tục hành động. Quạt xếp mở ra che lại khuôn mặt. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ngón tay sắt thép kia. Một thân đạo bào đổi lấy từ chỗ hòa thượng Tây đang tung bay theo gió, trên người có hư ảnh kim liên bao bọc bảo vệ hắn thật kỹ, toàn bộ gió lốc lao về phía hắn đều bị kim liên chặn lại. Thời khắc này, trông Thư Hàng cực kỳ ngầu. Bắt đầu phá vòng vây. Xảy ra chuyện gì thế này? Trong không trung, từ chỗ ngón tay sắt thép phát ra thanh âm nghi hoặc. Cầu kim loại hóa lỏng cảm giác có gì đó không đúng. Mối liên hệ giữa thế giới tà liên và thế giới kim liên đang dần yếu đi. Khi mối liên hệ yếu đi, thông đạo nối liền hai thế giới lập tức trở nên không ổn định, lực công kích mà cầu kim loại hóa lỏng chuyển vào thế giới kim liên cũng giảm mạnh. Đệ tử Nho gia chấn động toàn thân. Đặc biệt là vị lão giả râu tóc bạc trắng của Nho gia. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng uy lực của bạo phong pháp thuật trên ngón tay sắt thép đang giảm xuống. Phong. Lão giả Nho gia không chút do dự vung tay ném ra một trang kim thư pháp thuật dùng để đối phó kiếp tiên cửu phẩm mà thánh nhân để lại lúc còn sống, kim thư đánh về phía ngón tay sắt thép. Tự tìm đường chết. Chỗ ngón tay sắt thép truyền ra tiếng gầm thét, chủ nhân của ngón tay tức giận bắn một chỉ về phía một trang kim thư. Nhưng một trang kim thư vẫn ngoan cường cản lại, dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Đồng thời, tiết tấu hát của Tống Thư Hàng cũng tăng nhanh. Quạt xếp bằng hành đang che gương mặt chậm rãi rời đi, chỉ có điều khuôn mặt lộ ra sau quạt lại không phải là mặt của Tống Thư Hàng. Vừa thấy khuôn mặt của Tống Thư Hàng, lão giả râu tóc bạc trắng của Nho gia bỗng rơi lệ đầy mặt. Hắn run rẩy kêu lên. Thánh nhân! Nhưng một vị chân quân Nho gia bên cạnh lão giả lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tống Thư Hàng, sau đó kinh ngạc thốt lên. Hắc giác ma quân! Còn lúc đề đao thư sinh Tô Văn Khúc nhìn về phía Tống Thư Hàng thì lại trợn mắt. Cha! Thật kỳ quái, khi nhìn vào khuôn mặt của Tống Thư Hàng lúc này, mỗi người lại thấy được một khuôn mặt bất đồng. Lúc này mặt của Tống Thư Hàng giống như một tấm kính tâm linh, chiếu ra người có ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng họ ư. Mà lúc này, ngón tay sắt thép trên không trung bỗng khựng lại. Bạch, ngươi chơi ta, đậu xanh, ngươi dám chơi ta. Từ chỗ ngón tay sắt thép phát ra tiếng thét tức giận đến cực điểm, thông qua khuôn mặt của Tống Thư Hàng. Cái mà hắn thấy chính là khuôn mặt của Bạch Tiền Bối Tu. Ngay cả cầu kim loại hóa lỏng cũng bị điệu múa của Tống Thư Hàng ảnh hưởng. Sau khi cây quạt hành hoàn toàn rời khỏi khuôn mặt của Tống Thư Hàng, thông đạo nối liền thế giới kim liên với thế giới tà liên càng ngày càng trở nên yếu ớt hơn. Lực sát thương của bạo phong pháp thuật trên không trung cũng yếu dần. Tống Thư Hàng chân đạp hư không, trong miệng tiếp tục ca hát, thân hình bay lên không trung thế giới kim liên. Linh hoàng ngũ phẩm mới có thể đạp hư không mà đi, nhưng lúc này Tống Thư Hàng có thế giới kim liên hỗ trợ nên cũng làm được. Không phải hắn muốn làm màu đâu nhé, hiện tại hắn đang ở chế độ nhảy múa tự động mà. Tiếng hát càng ngày càng lảnh lót, quạt hành trong tay giơ ngang, Tống Thư Hàng bắt đầu biểu diễn điệu múa vô cùng ngầu lòi.
Động tác múa của hắn không hề bị hạn chế bởi hình người một chân của thiên đạo rồng đốm. Bây giờ hắn chỉ cần nhớ lại động tác của thiên đạo rồng đốm hình rồng, thân thể sẽ tự động bày ra động tác đẹp mắt nhất. Hiếm khi Tống Thư Hàng có thể làm màu ngầu thế này, nhưng tiếc là ở trong mắt mọi người, khuôn mặt hắn bây giờ lại không phải là khuôn mặt của chính hắn. Bạch, ta giết chết ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngón tay sắt thép trên không trung phát ra tiếng gầm thét, nó tập trung tất cả sức mạnh còn dư lại, hung ác dồn về phía Tống Thư Hàng trong hư không. Cho dù thông đạo nối liền hai thế giới hoa sen bị cắt đứt, nó cũng nhất định phải hủy diệt, hậu thủ, mà Bạch đã lưu lại trong thế giới kim liên này. Lúc này, cầu kim loại hỏa lỏng đã chắc mẩm rằng Tống Thư Hàng chính là hậu thủ mà Bạch tiền bối thu lưu lại để ngăn cản nó. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng giơ cây quạt trong tay lên. Một tiếng vang lớn truyền ra. Cây quạt va chạm với ngón tay sắt thép. Nếu trong tình huống bình thường, Tống Thư Hàng nhất định đã bị ép thành thịt nát rồi. Nhưng lúc này, toàn bộ thế giới kim liên, thậm chí là thế giới tà liên ở bên kia cũng bắp sức mạnh lên người Tống Thư Hàng. Sau cú va chạm, không ngờ ngón tay sắt thép lại bị đụng nát, chỗ đầu ngón tay bắt đầu tan vỡ từng chút một. Chương 787, ngôi sao may mắn. Của quả cầu kim loại hóa lỏng gào thét liên tục, tiếng thét điếc hết cả tai. Mối liên hệ giữa hai thế giới hoa sen gần như đã đóng lại, cho nên nó chỉ có thể dùng loại gầm thét này để diễn tả sự tức giận của mình. Phạch! Trong hư không, Tống Thư Hàng khép quạt lại, cong môi mỉm cười. Ngay lúc hắn khép quạt lại, ngón tay kim loại do quả cầu kim loại hóa lỏng ngưng tụ ra hoàn toàn vỡ nát, tiêu tán trong thế giới kim liên. Xong xuôi! Trận đại kiếp này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Toàn bộ không gian kim liên bỗng trở nên yên tĩnh. Hồi lâu sau, tu sĩ Nho ra rơi lệ đầy mặt, phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Cứ tưởng rằng mọi người phải chết chắc rồi, không ngờ tình cảnh lại nghịch chuyển không tưởng thế này. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn về phía ân nhân cứu mạng Tống Thư Hàng trong hư không. Lúc này, trên mặt Tống Thư Hàng có một tầng ánh sáng đang dần rút đi. Chính tầng ánh sáng nhàn nhạt này khiến cho tất cả những người thấy hắn, đều xem mặt hắn thành khuôn mặt của người mà trong lòng mình muốn thấy nhất, hoặc là để ý nhất. Trong hư không, Tống Thư Hàng khẽ vỗ quạt xếp rồi cắm nó ở bên hông, sau đó hắn đưa tay vào trong ngực móc ra một vật. Hay lắm, hay lắm, uống cạn một chén lớn nào. Sau đó, hắn ngửa đầu uống sạch thứ mà hắn mới vừa lấy ra. Những hành động này đều do chế độ tự động nhảy múa làm ra. Cho dù điệu múa đã kết thúc nhưng động tác thu quạt, uống rượu vừa rồi đều không nằm trong sự khống chế của Tống Thư Hàng. Sau khi uống xong, Tống Thư Hàng đã lấy lại quyền khống chế thân thể. Hắn cười khổ nhìn vật trong tay, vật nọ chính là long ma dược tề đã bị hắn uống hết một phần. Bây giờ, phần dược tề còn lại cũng đã bị hắn uống một hơi cạn sạch. Hắn uống nhiều long ma dược tề như vậy, không biết thân thể có chịu nổi dược lực không nữa. Trong lúc suy tư, ánh sáng trên mặt Thư Hàng đã rút hết đi, lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Những cao thủ của Nho gia sững sốt không thôi. Cảm ơn bá đao tiểu hữu. Hằng Hỏa chân quân yếu ớt mỉm cười một tiếng, đang chuẩn bị nói mấy câu với Tống Thư Hàng. Vị Nho gia lão giả bên cạnh hắn hít sâu một hơi, cũng định đi lên nói lời cảm ơn với Tống Thư Hàng. Nhưng đúng ngay lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên há miệng ra, một tiếng, phun ra một đoàn vật thể màu trắng. Đoàn vật thể màu trắng này lơ lửng trên không trung thế giới kim liên, trôi nổi giống như một đám mây trắng. Trước những đôi mắt trợn to kinh ngạc của các cao thủ Nho gia, Tống Thư Hàng xoay đầu, trong miệng bắt đầu phun tơ. Phần eo chuyển động, lấy đoàn mây trắng nọ làm khung, thuần thục kết kén. Chuyện gì thế này, kết kén á? Cao thủ của Nho gia đều nghi hoặc. Đề Đao Thư Sinh Tô Văn Khúc đang định đi lên đỡ Tống Thư Hàng. Nhưng Nho gia lão giả lại đưa tay ngăn cản Tô Văn Khúc. Chờ một chút, nói không chừng nghi thức vẫn chưa kết thúc, chúng ta cứ chờ chút đã. Vậy nên sau đó đã xuất hiện cảnh tượng một đám cao thủ Nho gia ngồi xếp hàng, nhìn Tống Thư Hàng thuần thục phun tơ, kết kén trên không trung. Mười mấy phút sau, một cái kén lớn rất xinh đẹp xuất hiện trong mắt của các tu sĩ Nho gia, lúc này nó đang lơ lửng trên không trung. Kết thúc rồi sao? Một vị đệ tử Nho gia hỏi. Hình như không có động tĩnh gì nữa. Một vị cao thủ Nho gia nói. Hắn có thể cảm giác được, sau khi quá trình kết kén hoàn thành, Tống Thư Hàng trong kén lập tức lâm vào trạng thái ngủ say, có thể là do trước đó tiêu hao quá lớn. Có ai biết vị tiểu hữu này là ai không? Vị lão giả râu tóc bạc trắng của Nho gia lên tiếng dò hỏi.
là tiểu hữu do Hằng Hỏa chân quân mang tới, mới vừa rồi chân quân gọi hắn là Bá Đao đạo hữu. Có người trả lời. Nhưng lúc mọi người quay đầu nhìn về phía Hằng Hỏa chân quân thì phát hiện chân quân đang nằm trên đất say ngủ. Hắn tiêu hao quá lớn, từ đầu đến cuối đều do một mình hắn ở chính diện chống đỡ ngón tay kim loại kia, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là nhờ ý chí vô cùng mạnh mẽ của hắn. Lúc này, Đề Đao thư sinh Tô Văn Khúc giơ tay lên. Ta biết vị tiểu hữu này, hắn tên là Thư Hàng, còn Bá Đao chắc là đạo hiệu của hắn, hắn là hậu bối của Bạch Tiền Bối và Hoàng Sơn Tiền Bối. Thì ra là như vậy, lần này Nho gia chúng ta nhất định phải cảm ơn vị tiểu hữu này cho thật thỏa đáng. Nho gia lão giả lên tiếng nói. Vị tiểu hữu này không những cứu toàn bộ tinh anh của Nho gia trong thế giới Kim Liên, mà còn ngăn việc không gian Kim Liên rơi vào tay địch. Ân tình này quá lớn. Vậy nên, cho dù có dốc cạn Nho gia cũng phải báo đáp trọn ân tình này. Nhân. Lúc này, tại thế giới Cửu U, Bạch Tiền Bối Tu đang suy nghĩ, không biết Tống Thư Hàng tiểu hữu làm việc thế nào rồi nhỉ? Hay là đợi lát nữa, lợi dụng không gian thi lại vô hạn kia kéo tiểu hữu vào trò chuyện, hỏi thăm tình huống thử xem. Đúng rồi, còn Long Ma Dược Tề mà lúc trước mình đã lấy được từ chỗ Thư Hàng tiểu hữu nữa chứ, phải dành thời giờ kết kén thử mới được. Nếu chất lượng giấc ngủ thật sự xuất sắc giống như lời Tống Thư Hàng đã nói, vậy đến lúc đó sẽ ban thưởng cho hắn luôn. Lúc hắn đang nghĩ như vậy, thế giới Tà Liên trước mắt bỗng mở ra. Trước đó, sau khi thành công để lại dấu ấn trong thế giới Tà Liên, quả cầu kim loại hóa lỏng lập tức đóng cửa thế giới Tà Liên để đề phòng Bạch Tiền Bối Tu tiến vào quấy rối. Nhưng hắn không ngờ rằng trong lúc xâm chiếm thế giới Kim Liên thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc của Bạch ở đó. Này, rốt cuộc cũng đi ra rồi đấy à? Thành công tiến vào thế giới Kim Liên rồi hả? Bạch Tiền Bối Tu thấy quả cầu kim loại hóa lỏng đi ra thì tò mò hỏi thử. Hắn cũng rất muốn biết Tống Thư Hàng tiểu hữu có thành công hay không. À mà hắn chỉ muốn biết vậy thôi, chứ bất kể bên nào thành công cũng không ảnh hưởng gì đến hắn hết. Giết, chết, ngươi. Quả cầu kim loại hóa lỏng trầm giọng nói. Bạch Tiền Bối Tu tò mò nhìn quả cầu kim loại, bầu không khí này lạ thật, sao hắn cứ có cảm giác quanh tên quả cầu kim loại này phủ đầy mây đen xám xịt thế nhỉ? Giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Của quả cầu kim loại hóa lỏng giống giận, nhào về phía Bạch Tiền Bối Tu. Ha 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 ha, ta biết rồi, ngươi thất bại rồi chứ gì. Bạch Tiền Bối Tu đắc ý cười nói, ra sức thêm dầu vào lửa. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Trên thân quả cầu kim loại hóa lỏng bắn ra trăm ngàn lưỡi đao, quả cầu kim loại xoay tròn, ngàn vạn luồng ánh sáng bắn ra từ trên người nó. Trong hư không còn hiện ra khổng lồ, ma đỉnh, cây cầu màu đen, v.v. Dung hợp với công kích của nó. Đây là dấu hiệu cho thấy chúa tể Cửu U quả cầu kim loại hóa lỏng dốc toàn lực ra tay. Muốn chơi thật luôn đấy à? Bạch Tiền Bối Tu cười to, hắn đưa tay chộp một cái, một thanh phi kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn. Xem chiêu, kiếm nghịch luân hồi. Một kiếm chém ra, có thiên đạo luân hồi nghịch chuyển, quấn lấy các dị tượng như chuông khổng lồ, ma đỉnh, cây cầu màu đen các thứ mà quả cầu kim loại hóa lỏng hiển hóa ra, hóa giải từng công kích của nó. Song phương là đối thủ đã chiến đấu với nhau ngàn vạn năm, hai bên đều là chúa tể thế giới Cửu U, hiểu thấu tất cả chiêu thức, năng lực, pháp thuật của nhau. Ban đầu, cuộc chiến đấu giữa hai bên còn kèm theo đủ loại đủ kiểu hiệu ứng hoa lệ. Nhưng đánh hơn 10 phút sau, cuộc chiến giữa hai bên đã biến thành cuộc so đấu sức mạnh đơn thuần. Tất cả lực lượng đều tập trung vào trong từng quyền, từng kiếm, từng đao. Lực tàn phá tăng lên gấp đôi. Bạch Tiền Bối Tu cười to nói. Hôm nay ngươi đánh hăng đấy. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Quả cầu kim loại hóa lỏng càng đánh càng điên cuồng, thỉnh thoảng trên quả cầu kim loại lại hiện ra một cái miệng dữ tợn, muốn đớp Bạch Tiền Bối Tu. Mặc dù ngươi đánh hăng lắm, nhưng mà chúng ta phải đánh tới khi nào đây? Bạch Tiền Bối Tu đánh một hồi, cảm thấy thật nhàm chán. Giết ngươi, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Không ngờ ngươi dám chơi ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quả cầu kim loại hóa lỏng điên cuồng gào lên. Lúc Bạch Tiền Bối Tu mới nghe xong thì chẳng hiểu gì cả, sau một hồi mới đắc ý cười to. Ô, ha ha ha, ngươi nhìn ra là ta chơi ngươi rồi à? Ha ha ha. Bạch Tiền Bối Tu tưởng rằng quả cầu kim loại hóa lỏng đang nói đến chuyện hắn dạy điệu nhảy đóng dấu cho Tống Thư Hàng. Khốn kiếp, quả nhiên là ngươi, hôm nay tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.
Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng hòng có cơ hội nghỉ ngơi. Bất kể là ngủ, nghỉ ngơi, ăn cơm hay vui chơi cũng đừng hòng có được nữa. Lần này chúng ta nhất định phải đánh đến khi có một bên ngã xuống mới thôi. Quả cầu kim loại hóa lỏng nghiến răng nói. Quả nhiên là tên bạch khốn kiếp này làm, không chết không thôi, lần này tuyệt đối phải đánh đến mức không chết không thôi, cũng nhân tiện thực hiện kế hoạch hai luôn. Nếu đã không thể đả thông con đường nối liền không gian kim liên với không gian tà liên, vậy thì nghĩ cách phong ấn tên bạch này lại. Về phần địa điểm phong ấn, không gian tà liên đúng là một lựa chọn không tồi. Trước đó hắn đã từng nói, bất kể kế hoạch này có thành công hay không thì trong thế giới cửu U cũng chỉ còn lại một chúa tể mà thôi. Chỉ cần phong ấn bạch vào trong thế giới tà liên là hắn sẽ chính thức trở thành chúa tể duy nhất của thế giới cửu U. Ha 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 ha, có bản lĩnh thì tới đây đi, ta cũng không sợ ngươi. Ha ha ha, bạch tiền bối tu cười to. Sau đó, hai chúa tể cửu U có tác phong bất đồng lại xông vào đánh nhau. Cũng không biết lần này bọn họ định đánh bao nhiêu năm đây. Có lẽ trong thời gian ngắn, Tống Thư Hàng tiểu hữu không cần phải lo đột nhiên bị kéo vào không gian thi lại vô hạn nữa rồi. Nhân. Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia. Lưới lọc vỡ nát, tà ma cửu U còn sống trong lưới lọc nhanh chóng trốn thoát. Trận chiến giữa Nho Gia và tà ma thế giới cửu U tạm thời chấm dứt ở đây. Mà ở lối vào thế giới Kim Liên, Bạch Tôn Giả ngồi xổm dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thế giới Kim Liên này quả thật không tầm thường, sau khi cửa vào khép kín, ngay cả năng lực không gian của ta cũng không cách nào tiến vào trong đó. Không biết trong không gian Kim Liên xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp đó, Bạch Tôn Giả lại thuận tay nhặt một ít mảnh vụn lóe sáng từ dưới đất lên, nghiên cứu một chút rồi thu chúng vào. Những mảnh vụn này là bảo vật rớt từ không gian kim liên xuống sau khi hiện hóa, là tài liệu tốt để chế tạo pháp bảo không gian. Mặc dù Tống Thư Hàng tiểu hữu có túi thu nhỏ một tấc, nhưng không gian cất giữ lại quá nhỏ. Hay là làm một trang bị không gian tặng cho hắn chơi nhỉ? Trong lúc Bạch Tôn Giả đang suy tư thì cửa của thế giới kim liên bỗng mở ra. Sau đó, cao thủ Nho Gia cẩn thận khiên một cái kén lớn màu trắng từ trong thế giới kim liên đi ra. Bạch đạo hữu đấy à? Một vị cao thủ thất phẩm của Nho Gia vừa thấy Bạch Tôn Giả thì lập tức vẫy tay kêu lên. Cảm ơn Bạch đạo hữu nhé, may mà ngươi đã mang vị bá đao tiểu hữu này đến. Lần này Nho Gia bọn họ mời Bạch đạo hữu đến chấn giữ, quả nhiên là chuẩn không cần chỉnh. Hở! Bạch Tôn Giả chớp mắt nhìn về phía cái kén lớn kia. Chương 788, bom mùi hương. Sau khi Tống Thư Hàng kết kén xong thì sử dụng quy tức thuật, cơ thể của hắn lập tức rơi vào trạng thái ngủ sâu. Bắt đầu hấp thụ dược lực của Long Ma Dược Tề. Uống gần hết một bình Long Ma Dược Tề, Tống Thư Hàng hoài nghi không biết đến lúc mình phá kén chui ra thì cơ thể có trở nên đáng sợ giống hao hay không nữa. Sau khi ngủ sâu, Tống Thư Hàng không còn bị con rối Mặc Môn kéo vào mộng cảnh quái lạ, cũng không chịu ảnh hưởng của tinh thần lực và không còn nhập mộng nữa, hắn ngủ thật yên ổn. Lần này hắn đã ngủ một giấc vô cùng sảng khoái, chất lượng giấc ngủ ở trong kén thật là tốt. Sau khi tỉnh dậy, Tống Thư Hàng ngáp một cái đầy lười nhác. Lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế, nằm ngủ trong kén thoải mái thật đấy, chẳng trách Bạch Tiền Bối cứ nằm lì trong kén không chịu ra ngoài. Đúng lúc này, giọng nói của Tô Thị A Thập Lục truyền từ bên ngoài vào. Thư Hàng, người tỉnh rồi à? Nếu như tỉnh rồi thì mau chui ra đi, vừa hay kịp giờ ăn sáng. Còn kịp giờ ăn sáng hả? Mình ngủ ít thế thôi à? Tống Thư Hàng nói bằng giọng đầy nghi hoặc. Hắn cứ cảm thấy bản thân ngủ rất lâu rồi chứ. Ha ha! Giọng nói của Ngư Kiều Kiều truyền từ ngoài kén vào. Ngủ ít thế thôi à? Ngày mà ngươi ngủ thiếp đi là ngày 13 tháng 8, hôm đó chúng ta còn ở trong Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia, được đệ tử Nho Gia chào đón nồng nhiệt. Mà hôm nay đã là ngày 18 tháng 8 rồi. Ngươi đã ngủ hơn năm này rồi đấy, bá đao tiểu hữu ạ. Không thể không nói một chút, đạo hiệu bá đao này của Tống Thư Hàng đã truyền khắp Nho Gia rồi. Hả? Tống Thư Hàng trợn trừng mắt, trên mặt đầy vẻ không thể tin, hắn chỉ ngủ có một giấc thôi mà đã hơn 5 ngày rồi á. Đáng sợ quá. Cái kén này thật là đáng sợ, ngủ ở trong này không cẩn thận sẽ nghiện mất. Tống Thư Hàng hỏi. Thế bây giờ ta đang ở đâu? Bộ phim điện ảnh của chúng ta quay đến đâu rồi? Hôm qua đã quay xong cả rồi, bây giờ đang làm mấy công tác hậu kỳ như biên tập, xử lý các phân cảnh, chèn nhạc nền. Tô Thị A Thập Lục đáp.
đợi sau khi phim được làm xong, cô và Tô Thị A Thất sẽ rời khỏi đoàn làm phim để chuẩn bị độ kiếp. Nói thế là ta đã bỏ qua tất cả các phân cảnh phía sau rồi à? Tống Thư Hàng thở dài rồi lại hỏi. Đúng rồi A Thập Lục, đống giấy phép lái xe đó của ta được quay vào trong phim chưa thế? Nói ra thì lúc đầu sở dĩ hắn nảy ra ý tưởng quay một bộ phim điện ảnh là do mấy cái giấy phép lái xe kia chót bị ba Tống nhìn thấy. Lúc mới đầu, Tống Thư Hàng chỉ muốn làm một bộ phim điện ảnh nhỏ kiểu như phim ngắn gây cười do một nhóm bạn thân quay cho vui rồi up lên mạng ấy. Nhưng sau này, vì để di chuyển lực chú ý của Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng đề nghị làm một bộ phim điện ảnh cho Bạch Tôn Giả. Kết quả là tất cả các tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 đều nhảy vào, việc quay phim điện ảnh này càng chơi càng lớn, giống như lăn bóng tuyết vậy. Bây giờ bộ phim điện ảnh tạm lấy tên là Cuộc Chiến Mạt Pháp này giống như một con ngựa thoát cương, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Tống Thư Hàng nữa, các vị tiền bối càng chơi càng vui, biến nó trở thành một bộ phim điện ảnh còn hoành tráng hơn cả mấy phim bom tấn nữa. Ngư Kiều Kiều đáp, yên tâm đi, mấy cái đạo cụ kia đều dùng rồi. Lúc vừa bắt đầu phim, theo như kịch bản mà bản thân Cao Mỗ Mỗ của ngươi viết, trong phân cảnh ở thành phố có một tên con nhà giàu ăn chơi trác táng, hắn ta lái xe không cẩn thận đụng trúng nam chính Lăng Dạ đang say rượu. Kết quả là Lăng Dạ không sao, còn tên ăn chơi trác táng kia thì lại chết. Đống giấy phép lái xe kia xuất hiện trong cảnh này rồi. Sau đó vì đủ loại lý do trùng hợp, tên ăn chơi này trở thành khí linh của nam chính Lăng Dạ. Ban đầu bản thân Cao Mỗ Mỗ của ngươi định đích thân diễn vai này, nhưng đến lúc bắt đầu quay thì lại phát hiện ra ảnh trên mấy cái đạo cụ bằng lái xe đó toàn là ảnh của ngươi. Tống Thư Hàng. Vì vai diễn này vốn Tống Thư Hàng định tự mình diễn mà. Nhưng không ngờ tới cuối cùng, hắn lại diễn vai Cao Thăng sư huynh thích tự tìm đường chết kia. Vậy sau đó xử lý thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Sau đó hả? Sau khi được Bạch Tôn Giả đồng ý, bản thân Cao Mỗ Mỗ của ngươi đã đổi toàn bộ ảnh trên mấy cái giấy phép lái xe của ngươi thành ảnh của mình rồi. Ngư Kiều Kiều đáp. Á đù. Tống Thư Hàng không nhịn được bật thốt lên. Cao Mỗ Mỗ thật sự coi mấy cái bằng lái xe đó là đạo cụ rồi, nhưng vấn đề là đống bằng ấy không phải là đạo cụ mà đều là thật cả đấy. Yên tâm đi, sau khi diễn xong, mấy cái giấy phép đó đều được giao cho Tuyết Lang Động Chủ để hắn khôi phục lại như cũ giúp ngươi rồi. Ngư Kiều Kiều cười ha ha, nói. Tuyết Lang Động Chủ chuyên môn làm giấy tờ các loại. Tất cả các đạo hữu bế quan vài trăm năm sau khi xuất quan đều có thể tìm Tuyết Lang Động Chủ để làm các loại giấy tờ. P.S. Tuyết Lang Động Chủ còn chuyên kinh doanh đổi linh thạch lấy nhân dân tệ và đô la Mỹ. Một viên linh thạch tam phẩm có thể đổi được rất nhiều tiền. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Chuyện phim ảnh lát nữa rồi nói tiếp, người còn không chui ra à? Nếu như đã tỉnh rồi thì còn nằm lì trong kén làm gì? Ta ra ngay đây. Hai người lùi ra một chút nhé. Tống Thư Hàng nói, hắn không phải là Bạch Tôn Giả, không có sức hút lớn như thế. Nếu như hắn học Bạch Tôn Giả nằm lì trong này không chịu ra, Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục chắc chắn không ngại xé rách kén rồi kéo hắn ra đâu. Sau đó, Tống Thư Hàng dùng tay làm đao, đâm về phía kén lớn. Một chưởng đánh xuống, rạch ra một khe hở. Tống Thư Hàng giơ tay lên nương theo khe hở đó mà xé rách cái kén. Vào đúng lúc Tống Thư Hàng xé rách cái kén, có một mùi hương nồng đậm bay từ trong kén ra. Mùi thơm này chính là một quả bom mùi hương. Cùng lúc Tống Thư Hàng xé rách cái kén, hương thơm luôn bị phong tỏa trong chiếc kén phun ra ngoài theo kiểu nổ tung. Chỉ trong thời gian chưa tới một giây, hương thơm phun ra từ trong kén theo cách thức nổ tung này tràn ra khắp căn phòng đặt kén của Tống Thư Hàng rồi cứ thế lan ra rất xa rất xa. Ở bên ngoài, tuy rằng đã quay xong nhưng vẫn còn mấy đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 nhàn rỗi tán phét với nhau, họ đang chuẩn bị đón chào khoảnh khắc bộ phim điện ảnh được sản xuất thành công. Ví dụ như Hoàng Sơn Chân Quân, Bạch Tôn Giả, Lệ Chi Tiên Tử, cả nhà Tuyết Lang Động Chủ, Bắc Hà Tán Nhân, Diệt Phượng Công Tử, Đậu Đậu. Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi hương nồng nàn này. Mùi thơm nồng nàn quá, mùi hương nồng đậm như thế phát ra từ đâu vậy? Đậu Đậu hít nhẹ. Năm ngày trôi qua, nó đã hồi phục lại sau khi chúng pháp thuật thiên phú của Diệt Phượng Công Tử rồi. Là mùi thơm của đồ ăn, có thể ngửi ra có rất nhiều hương liệu trộn lẫn với nhau, bên trong còn có mùi hành nhàn nhạt nữa. Tuyết Lang Động Chủ cũng hít mũi. Một chó một sói này có khứu giác thính nhất trong tất cả những người có mặt ở đây, ngay lập tức chúng ngửi thấy mùi hương này. Mùi thơm này khiến ta nhớ tới Thực Tiên Yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ, trong Thực Tiên Yến lần trước.
vào khoảnh khắc món chính của Biệt Tuyết Tiên Cơ được mở ra liền có một mùi thơm tràn ra, lấp đầy khoang mũi của tất cả mọi người, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này thôi đã cảm thấy thực tiên yến đó thật đáng giá. Bắc Hà tán nhân lau nước miếng, nói. Diệt Phượng công tử nhìn Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, có phải ngươi mời Biệt Tuyết Tiên Cơ đến làm một bàn tiệc khao chúng ta không? Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ có Bạch tiền bối mới có thể mời được vị thực tiên mạnh nhất Biệt Tuyết Tiên Cơ này đích thân ra tay nấu nướng thôi. Bạch Tôn Giả xoay đầu lại, không chấm không. Trên mặt Bạch Tôn Giả viết hai chữ ngơ ngác bằng phồn thể to tướng. Xem ra không phải là Bạch Tôn Giả rồi. Hoàng Sơn Chân Quân hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là có vị tiên trù nào đạt được bước đột phá nào đó chăng? Gâu gâu, Hoàng Sơn Chân Quân ngốc quá, mấy người cứ tiếp tục chú ý cắt nối biên tập phim đi, ta đi xem vị tiên trù nào đang đột phá. Đậu Đậu nhảy một cái thật xa, xông về phía phát ra mùi hương. Thấy Đậu Đậu chạy đi, những thành viên còn lại của nhóm Cửu Châu số 1 cũng không ngồi yên được nữa, họ đứng lên chuẩn bị đi theo Đậu Đậu. Đúng lúc này, Bạch Tôn Giả lại xoa cằm, nói. Có lẽ không phải là vị tiên trù nào đang nấu ăn đâu. Hả, Bạch Đạo Hữu phát hiện ra điều gì rồi à? Hoàng Sơn Chân Quân hỏi ngay. Ừ, tuy rằng mùi hương này nồng đậm hơn, nhưng nếu cảm ứng kỹ thì vẫn có thể ngửi ra. Bạch Tôn Giả giải thích. Các ngươi không cảm thấy, mùi thơm này rất giống mùi thơm lần trước Tống Thư Hằng Tiểu Hữu phát ra khi thi triển dị năng Thiệt Trán Liên Hoa sao? Nghe Bạch tiền bối nói thế ta cũng thấy giống. Chỉ có điều mùi hương đậm hơn mấy lần nên nhất thời chúng ta không liên tưởng nó với thiên phú của Tống Thư Hằng Tiểu Hữu lại với nhau. Diệt Phượng công tử nói. Hoàng Sơn Chân Quân cười nói. Xem ra Tống Thư Hằng Tiểu Hữu đã tỉnh lại rồi, sau giấc ngủ 5 ngày này, hắn sẽ có thu hoạch gì nhỉ, có đột phá được cảnh giới không? Diệt Phượng công tử cảm thán. Thôi ta xin, tốc độ thăng cấp của Tống Thư Hằng Tiểu Hữu đáng sợ lắm rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện không lâu sau hắn có thể đuổi kịp cảnh giới của ta thì kẻ làm tiền bối như ta lại cảm thấy có áp lực nặng nề. Đi xem đi. Bạch Tôn Giả nói. Vì thế, những thành viên còn lại của nhóm Cửu Châu số 1 cũng đi tới nơi phát ra mùi hương. Phía bên kia, bạn thân của Tống Thư Hàng Cao Mỗ Mỗ cùng Thôn Vân Tăng và mấy người khác đang xem các thành viên trong đoàn phim của đạo diễn Jacob biên tập cắt nối phim. Vị trí căn phòng họ đang ở khá xa nên ngửi thấy mùi thơm kia muộn hơn những người khác. Thơm quá, mùi gì vậy nhỉ? Cao Mỗ Mỗ hít mũi, hắn đột nhiên có cảm giác thèm ăn, bụng sôi ủng ục. Mấy người nhìn nhau một cái. Có phải đến lúc nên đi ăn cơm tổi rồi không? Thổ Ba đề nghị. Ý hay đấy. Thôn Vân Tăng tán đồng. Xoẹt. Tống Thư Hàng xé kén, sải bước từ bên trong ra. Sau đó hắn nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc của Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Xem ra ta lại biến thành một tên to con đầy cơ bắp rồi đúng không? Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. Ừm, quả thật lại biến thành một gã to con rồi. Từng khối cơ bắp phồng to lên, cả cơ thể hắn to hơn mấy lần, cường tráng đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Điều quan trọng hơn là, màu da của hắn có chút vấn đề. Màu xanh lá cây á. Chuyện quái gì thế này? Tống Thư Hàng kêu lên. Trước khi kết kén, hắn chỉ than vãn đến lúc đi ra, cơ thể của hắn có khi sẽ trở nên to lớn như hau, nhưng vì sao đến cả màu da cũng biến thành màu xanh lá cây hả? Hắn biến thành hau thật hả? Chương 789, trong tim ta có thêm một cục hạch, có cần cân nhắc làm phẫu thuật không nhỉ? Từ bao giờ mà Long Ma Dược Tề có thêm công dụng thay đổi màu da của người dùng thuốc thế này? Chẳng lẽ nó cũng theo kịp trào lưu? Tặng miễn phí màu da sành điệu giống trong trò chơi của Tam Lãng sao? Chơi nhau à, cái kiểu da giống như hao này ai mà thèm chứ, nó trông đáng sợ lắm đấy biết không hả? Chẳng trách khi nhìn hắn thì trên mặt Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều lại đầy vẻ kinh ngạc. Tống Thư Hàng tự cười nhạo mình. Ha ha, xem ra kể từ ngày hôm nay, các cô phải gọi ta là Hao Thư Hàng rồi. Ha ha, Tô Thị A Thập Lục cũng bật cười. Thư Hàng. Đột nhiên sắc mặt Ngư Kiều Kiều lại tràn đầy vẻ nghiêm túc, tuy rằng Tống Thư Hàng cũng không biết sao mình lại nhìn ra trên mặt Ngư Kiều Kiều có biểu cảm nghiêm túc nữa. Hả? Hắn nhìn Ngư Kiều Kiều với vẻ nghi hoặc. Ngươi trông thật là ngon. Ngư Kiều Kiều nói. Á đù, Tống Thư Hàng bị dọa nhảy dựng lên. Hắn cảm nhận được, Ngư Kiều Kiều không nói đùa mà đang rất nghiêm túc. Việc này còn đáng sợ hơn cả chuyện hắn biến thành hao nữa. Kiều Kiều, đừng nói đùa như thế chứ. Phải giữ gìn con thuyền tình bạn cẩn thận,
nếu không là lật thuyền đấy. Tống Thư Hàng nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Ừm, Ngư Kiều Kiều gật đầu rồi bổ sung thêm. Nhưng lúc này ta nói thật mà, bây giờ nhìn ngươi ngon lắm. Tình bạn của chúng ta đã hết rồi Kiều Kiều. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc họ đang nói chuyện, cửa phòng bị Đậu Đậu đẩy ra. Lúc này Đậu Đậu đã biến thành một con yêu quyển thân dài 3 mét, nó tông cửa ra rồi nhảy vào phòng. Vừa mới vào phòng nó đã hít hà, cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại trên người kẻ vừa phá kén chui ra là Tống Thư Hàng. Ố, gã to con màu xanh lá cây này nhìn ngon đấy, gâu gâu. Đậu Đậu ngu ngốc, là ta, Tống Thư Hàng đây. Tống Thư Hàng phẫn nộ kêu lên. Gâu Thư Hàng, sao ngươi lại biến thành thế này, nợ tiền người ta nên bị ném vào sơn xanh đấy à? Gâu gâu. Đậu Đậu kinh ngạc kêu lên. Ta nghĩ chắc là do công dụng mới của Long Ma Dược Tể đấy. Lúc ta phá kén chui ra đã thành thế này rồi. Tống Thư Hàng đáp. Đáng thương quá, gâu gâu. Đậu Đậu nói, nó đến gần Tống Thư Hàng, liếm tay hắn một cách đầy thân thiện. Đừng dùng ánh mắt đáng thương này nhìn ta, còn ngươi đó, ngươi thoát khỏi ảnh hưởng của năng lực thiên phú của Diệt Phượng công tử rồi hả? Chú chim non của ngươi trở lại rồi à? Tống Thư Hàng hỏi. Vừa nói, Tống Thư Hàng vừa vuốt đầu Đậu Đậu một cách vô thức. Lúc chó con liếm tay mình, tiện tay sờ đầu chúng là chuyện rất bình thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong ấn tượng của Tống Thư Hàng, trước giờ Đậu Đậu chưa từng liếm ai cả, tuy rằng nó từng cho hắn dắt đi dạo, nhưng từ trước tới nay chưa từng liếm người khác như những con chó bình thường. Dù gì Đậu Đậu cũng là đại khuyển yêu, khác hẳn những con chó bình thường kia. Vì thế, tại sao hôm nay Đậu Đậu lại liếm hắn thế? Tống Thư Hàng cúi đầu xuống nhìn Đậu Đậu, sau đó thấy Đậu Đậu lại bắt đầu liếm tay hắn. Không biết có phải ảo giác hay không, từ trong mắt Đậu Đậu, Tống Thư Hàng nhìn thấy cảm giác thèm thuồng với đồ ăn. Dường như trong mắt Đậu Đậu, tay của hắn hoàn toàn không phải là tay của một người bạn mà là món móng gió kho tàu thơm phương phức ấy. Á đù, lúc nãy Ngư Kiều Kiều và Đậu Đậu nói, trông người rất ngon, không phải là nói đùa mà là thật sự muốn cắn hắn hả? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì hắn nhìn thấy hai mắt Đậu Đậu sáng lên, nó nhe răng nanh sắc bén ra, cắn một cú thật mạnh vào tay Tống Thư Hàng. Trong khoảng khắc này, Tống Thư Hàng nhớ lại chuyện cũ tàn nhẫn lúc hắn bị Bạch Tôn giả biến thành một con cá để trải nghiệm cảm giác, vượt long môn, nhưng lại bị Đậu Đậu đi ngang qua cắn chết rồi nuốt vào trong bụng. Cương thủ. Đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng thi triển thần kỹ rèn sắt, cương thủ, đã đại thành của mình. Ngay lập tức, hai cánh tay của Tống Thư Hàng nhiễm màu đen của sắt thép, từ bàn tay đến cánh tay đều biến thành sắt thép. Lần này, sau khi phá kén chui ra, thể chất của Tống Thư Hàng đã gần đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Nếu thi triển thêm cương thủ thì độ cứng hai cánh tay của hắn không kém gì thần binh tứ phẩm thông thường cả. Lúc Đậu Đậu cắn xuống cũng chỉ có thể để lại hai hàng dấu răng trên cánh tay sắt thép của hắn mà thôi. Đau quá, Đậu Đậu ngươi cắn thật đấy à, tình bạn của chúng ta tới đây chấm hết nhé. Tống Thư Hàng kêu lên, hai tay của hắn vung mạnh một cái, muốn hất Đậu Đậu từ trên tay xuống. Đồng thời hắn nhìn về phía Ngư Kiều Kiều đứng cách đó không xa với ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn sợ Ngư Kiều Kiều cũng đột nhiên nhảy ra cắn hắn một miếng. Hu hu hu, cho ta một cánh tay vị hành đi, tình bạn hết rồi cũng không sao cả. Đậu Đậu nhồm nhoàm nói. Nhả ra đi, cái đồ, mê sở sở, nhà ngươi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn không nhả ra, ta có thể khiến cho cái cô bà xã của sở sở trên mạng kia và cả sở sở cô nương tất đen của sở ra đó ghét bỏ ngươi. Ngươi đừng quên lúc đầu là ta chat video trên mạng với cái cô bà xã của sở sở đó đấy. Ngươi đừng có mà ép ta. Tống Thư Hàng uy hiếp. Đậu Đậu. Sau hồi lâu, Đậu Đậu mới không cam lòng mà nhả ra. Cái đồ, mê sở sở, nhà ngươi cắn mạnh thật đấy, nếu ta không sử dụng, cương thủ, thì chắc chắn cánh tay này đã bị ngươi cắn đứt rồi. Tống Thư Hàng trợn trừng mắt lên lườm Đậu Đậu. Yên tâm đi, ngươi tưởng rằng ta là chó bình thường sao? Ta đây hạ miệng có tính toán cả rồi nhé, cho dù ngươi không dùng, cương thủ, thì cùng lắm ta chỉ để lại hai vết răng trên cánh tay của ngươi thôi. Đậu Đậu cười đắc ý, đáp lại. Chuyện thế này thì có gì đáng để đắc ý hả? Tống Thư Hàng lắc tay. Lát nữa phải tìm dược sư tiền bối để tiêm một mũi vaccine phòng bệnh chó dại mới được. Cũng không biết có vaccine phòng bệnh chó dại bản tu chân không nữa. Ta cắn chết ngươi, Đậu Đậu ta đây sao có thể làm ngươi mắc bệnh dại được chứ? Đậu Đậu cắn chặt răng, nói. Mà rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
Ngoài chuyện biến thành hao ra ta còn thay đổi nào khác nữa à? Chẳng lẽ lần này Long Ma Dược Tề không những tặng kèm một bộ da của hao mà còn tặng thêm công hiệu thịt đường tăng hả? Tống Thư Hàng vừa cắn chặt răng vừa lắc tay. Lúc nãy quả thật đậu đậu không cắn hết sức, hai dấu răng trên tay hắn biến mất nhanh chóng. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục giải thích. Thư Hàng, giờ người ngươi rất thơm, mùi hương bây giờ giống hệt hương thơm hoa sen tản ra khi người thi triển, thiệt chán liên hoa, lần trước ấy. Hơn nữa, mùi hương lần này còn đậm hơn mấy lần. Không chỉ có thế, so với mùi hương của thiệt chán liên hoa, hương thơm trên người ngươi còn có thêm mùi hành. Ngư Kiều Kiều bổ sung. Nói chung là mùi thơm dụ cho lắm, làm ta nhìn thấy ngươi là muốn cắn một phát. Hay là ngươi cho ta cắn thử phát nữa xem, yên tâm đi, ta đây hạ miệng có tính toán cả, không làm ngươi bị thương đâu, chỉ cắn cho sướng miệng thôi. Đậu đậu bổ sung. Đồ mê sở sở nhà ngươi lượn sang một bên đi. Tống Thư Hàng nói với vẻ hung dữ, nó coi hắn là đồ mài răng thật hả? Nhưng tại sao trên người mình lại tỏa ra mùi, thiệt chán liên hoa, nhỉ? Đã thế lại còn có cả mùi hành nữa. Khoan đã, mùi hành á, không phải là thông nương lại gặp chuyện gì rồi đấy chứ. Tống Thư Hàng vội vàng vươn tay vào móc, túi thu nhỏ một tấc trong lòng ra. Yên tâm đi, lần này ta không có việc gì. Giọng nói của thông nương truyền từ trong ra. Lần này cô không sao hết, không bị hòa tan cũng không bị dụng mất búp hành. Hơn nữa, khi cái kén của Tống Thư Hàng tuôn ra dược lực của Long Ma Dược Tề, thông nương còn lấy được chút lợi. Thể chất hiện tại của cô mạnh hơn nhiều rồi. Vậy mùi hành đó là sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi có còn nhớ, lúc ở trong không gian kim liên ta đã chế tạo cho ngươi một cái quạt búp hành không? Trong lúc ngươi hấp thụ Long Ma Dược Tề, chiếc quạt búp hành đó hòa tan vào trong dược tề rồi. Có khi nào là do nó không? Thông nương phỏng đoán. Tống Thư Hàng. Hóa ra bộ da xanh lét này của hắn là do cái quạt búp hành đó gây ra. Còn lý do tại sao người ngươi lại thơm phưng phức thì ta không biết đâu. Thông nương nói. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn nhắm mắt lại, sử dụng chân ngã minh tưởng kinh, và tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, để kiểm tra sự thay đổi trong cơ thể mình. Đầu tiên là thể chất, lần này uống một hơi hết một bình Long Ma Dược Tề, thể chất của hắn được đẩy lên đến tam phẩm đỉnh phong. Cơ thể của tu sĩ cảnh giới chiến vương tam phẩm rất cường đại. Chiến vương chi khu là đặc trưng của tu sĩ tam phẩm. Đồng thời cũng là con đường mà họ tu luyện. Chiến vương chi khu là bốn kinh mạch thần kỳ răng kín trong cơ thể tu sĩ. Mạch thứ nhất, tinh huy, mạch thứ hai, nguyệt âm, mạch thứ ba, dương viêm, mạch thứ tư, không vương, cũng chính là hình thái đầy đủ của chiến vương chi khu. Chỉ cần lần lượt đả thông bốn kinh mạch thần kỳ này, lúc chiến đấu, tu sĩ tam phẩm kích hoạt chúng là có thể phát ra sức mạnh cường đại. Mỗi lần đả thông thêm một mạch là lại có thể phát ra sức mạnh cường đại hơn. Sau khi cả bốn kinh mạch đều được đả thông, tu sĩ tam phẩm tung ra toàn lực chiến vương chi khu trạng thái hoàn mỹ nhất, có thể dẫn thiên kiếp, đột phá lên cảnh giới tiên thiên tứ phẩm. Tống Thư Hàng vừa mới tấn thăng lên cảnh giới tam phẩm, cả bốn kinh mạch trong cơ thể đều chưa được đả thông. Nhưng dựa vào công pháp luyện thể, cương thủ, thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ và Nho Gia Kim Cương Thân, Tống Thư Hàng đẩy cường độ của cơ thể lên đến cường độ cơ thể của tu sĩ đã đả thông mạch nguyệt âm. Mà lúc này, cơ thể của Tống Thư Hàng đã có cường độ như tu sĩ mạch dương viêm, cả người hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể đả thông mạch không vương, có được cường độ thân thể như tu sĩ tam phẩm có chiến vương chi khu hoàn chỉnh. Đợi hắn hấp thu hết dược lực của Long Ma Dược Tề, cơ thể của hắn sẽ đạt được cường độ của chiến vương chi khu hoàn chỉnh, tiến đến thật gần với cường độ của tu sĩ tứ phẩm. Sau đó, cảnh giới của hắn sẽ thay đổi. Lúc này mạch tinh huy trong cơ thể hắn được đả thông rồi. Những thứ này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tống Thư Hàng phát hiện ra trong tâm khiếu của mình có thêm một thứ. Tâm khiếu là bước tu luyện đầu tiên của tu sĩ. Trong trăm ngày trúc cơ, tu sĩ nhất phẩm phải tu luyện tâm khiếu, nó chính là điểm khởi đầu của tu sĩ. Lúc này Tống Thư Hàng phát hiện ra trong tâm khiếu của mình xuất hiện thêm một thứ có hình dạng giống với hạch tâm. Đây là thứ gì vậy? Hắn mới chỉ nghe nói đến sỏi thận thôi chứ chưa từng nghe ai nói tim cũng có sỏi cả. Không đúng, đây là tâm khiếu của hắn, nó khác với tim. Kể ra thì, cái thứ có hình dáng hạch tâm này nhìn cũng hơi quen mắt. Hình như cách đây không lâu, mình đã nhìn thấy thứ tương tự thế này thì phải. Tống Thư Hàng nghĩ thật kỹ lại. Lúc nhập mộng trở thành kim liên, khi con rồng đốm một chân đào tạo kim liên,
trong cơ thể của Kim Liên cũng hình thành một hạch tâm như thế này. Thứ này, là chìa khóa để Kim Liên tạo ra một phương thế giới cho mình. Chương 790, Kinh Văn Thánh Nhân. Tại sao trong cơ thể mình lại xuất hiện thứ này nhỉ? Lúc nhập mộng, bên trong quân tử Kim Liên xuất hiện hạt hạch tâm này là vì có thiên đạo rồng đốm, không ngừng nuôi dưỡng nó, liên tục tiếp thêm sức mạnh thiên đạo cho nó, cuối cùng mới hình thành chìa khóa hạch tâm mở ra, nhất phương tiểu thế giới. Mà Tống Thư Hàng, chỉ là, nhập mộng, đính kèm trên quân tử Kim Liên mà thôi, vốn dĩ hắn không được, thiên đạo rồng đốm, tiếp năng lượng cải tạo, vậy tại sao bên trong hắn lại thừa ra một hạt hạch tâm thế này? Còn nữa, trong cơ thể hắn xuất hiện loại hạch tâm này thì có tác dụng gì đây? Lẽ nào muốn hắn phải giống như, quân tử Kim Liên, mọc rễ rồi cắm rễ trong ma trì, nở hoa, hấp thụ năng lượng để nuôi lớn hạt hạch tâm này đấy à? Cuối cùng nổ tung cơ thể của mình. Mở ra một thế giới Tống Thư Hàng, sao? Không cần đâu, hắn không muốn mọc rễ nở hoa, càng không muốn tự đánh bom mình, cũng không muốn dùng thân thể mình để mở ra một thế giới để người khác đi vào bên trong đâu. Quan trọng hơn cả là, chìa khóa hạch tâm, này mọc trong người hắn là phúc hay họa đây? Sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển gì đó của hắn đấy chứ? Có thời gian nhất định phải nghiên cứu cho kỹ mới được, hy vọng nó sẽ không gây hại gì. Hít thở sâu. Tống Thư Hàng thoát khỏi trạng thái trầm tư suy nghĩ, kết thúc tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Vừa mở mắt đã phát hiện mấy vị tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 đều đứng bên cạnh hắn với đủ mọi tư thế kỳ quái, Bạch Tôn Giả đứng nấp sau cơ thể khổng lồ của hắn, chỉ lộ ra phần đầu, Lệ Chi tiên tử lấp ló sau lưng Bạch Tôn Giả, cũng chỉ để lộ phần đầu, sau đó là Tuyết Lang động chủ lơ lửng đằng sau Lệ Chi tiên tử, cũng chỉ lộ ra cái mặt, kế tiếp còn có Đậu Đậu, Diệt Phượng công tử và những vị tiền bối khác. Bọn họ như đang chồng tháp người, xếp chồng lên nhau. Ngoài ra, Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều cũng đứng bên cạnh Tống Thư Hàng. Hai người bọn họ không đến cảnh giới ngũ phẩm, lại không có phi hành pháp bảo như Đậu Đậu nên không thể bay trên không. Tống Thư Hàng. Đây là cái tư thế kỳ dị gì vậy trời? Các vị tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 lại muốn làm gì nữa đây? Đều đứng vào vị trí cả rồi, chuẩn bị, 1, 2, 3, cười cái nào. Lệ Chi tiên tử dùng linh lực nâng điện thoại bay lơ lửng trên không trung, ống kính ngắm chuẩn về phía mọi người. Tách tách tách, chụp vài bức ảnh. Tiếp đó, Lệ Chi tiên tử thu điện thoại lại, trên điện thoại nhanh chóng gửi đi một tin tức, hôm nay, bọn ta gặp được hao hàng xịt, bèn chụp chung mấy tấm lưu niệm. Sau đó nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu tỉnh rồi đấy à? Bắc Hà tán nhân nói. Không ngờ lần này tiểu hữu lại biến thành hao. Long ma dược tề luôn đem đến cho người ta bất ngờ mà. Thực ra nguyên nhân biến thành hao không chỉ vì long ma dược tề thôi đâu, còn vì trên người ta mang theo mầm hành nữa. Các ngươi ngửi mà xem, trên người ta còn có mùi hành nữa cơ. Tống Thư Hàng giải thích. Đã ngửi thấy từ lâu rồi. Diệt Phượng công tử liếm mép. Trông ngươi rất ngon đấy. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật giật. Diệt Phượng tiền bối, đùa kiểu này chẳng buồn cười tí nào cả. Thư Hàng tiểu hữu, khuyên ngươi nên dùng loại sữa tắm bách hoa cốc ấy, khử mùi cực kỳ hiệu quả, lúc ta tắm cho thằng nhóc tiểu lang nhà ta cũng dùng loại sữa tắm này, hiệu quả tốt hơn khiết thân phú nhiều. Lúc này, Tuyết Lang động chủ bước lên một bước rồi đưa cái bình nhỏ qua. Ta nghĩ tốt nhất là bây giờ ngươi đi tắm đi, còn không cứ ngửi thấy mùi vị trên người ngươi là ta lại thấy đói bụng. Cảm ơn ngươi, Tuyết Lang tiền bối, ta nghĩ quả thật mình phải đi tắm cái đã. Tống Thư Hàng nói. Tốt nhất là có thể rửa sạch màu xanh trên người đi nữa. Đúng rồi, Thư Hàng, ta có món đồ muốn đưa cho ngươi này. Hoàng Sơn Chân Quân lấy ra một quyển kinh văn đưa cho Thư Hàng. Đây là một trong những lễ vật cảm ơn mà Nho gia cho ngươi. Lễ vật cảm ơn của Nho giáo ư? Tống Thư Hàng tò mò nhận lấy quyển kinh thư. Hoàng Sơn Chân Quân giải thích. Đây là kinh văn thánh nhân của Nho gia, lúc thánh nhân còn sống đã tự tay viết quyển kinh thư này. Tuy không phải pháp thuật hay công pháp gì nhưng bên trong nó chứa đựng ý chí của thánh nhân. Là một trong 10 quyển kinh văn thánh nhân đã tạo nên cái lưới lọc hôm trước. Hiện giờ Nho gia chỉ còn lại 10 quyển kinh văn thánh nhân thôi, vô cùng quý giá đấy, không ngờ lại tặng cho ngươi một quyển. Hoàng Sơn Chân Quân ngừng một chút rồi nói tiếp. Mà ngươi làm gì trong không gian kim liên thế? Cả Nho gia đều hận không thể cung phụng ngươi kia kìa, đệ tử của Nho gia liên tục lan truyền uy danh của bá đao đạo hữu. Thậm chí trước lúc bọn ta rời Bạch Vân Thư Viện, Hằng Hỏa Chân Quân còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi,
quyển kinh văn thánh nhân này mới chỉ là một phần lễ vật cảm ơn mà thôi, bọn họ vẫn đang chuẩn bị quà to hơn cho ngươi. Hắn còn nói, chỉ cần ngươi phân phó thì đệ tử Nho gia dù có phải vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ hoàn thành nó. Mấy ngày trước đệ tử Nho gia liên tục lan truyền uy danh của Bá Đao đạo hữu, nhưng Bá Đao đạo hữu rốt cuộc đã giúp Nho gia cái gì thì không nói rõ, chỉ nhắc tới thế giới Kim Liên cùng một số cơ mật khác, vì vậy nội dung truyền đi rất đơn giản. Chắc là do ta cứu được không gian Kim Liên vào thời khắc mấu chốt thì phải. Tống Thư Hàng đáp lời, cũng không biết thế giới Kim Liên của Nho gia bây giờ thế nào rồi. Có còn phục hồi lại được nguyên khí hay không? Chẳng trách, lần này Nho gia nợ ân tình lớn rồi đây. Hoàng Sơn Chân Quân cười nói. Thế Thư Hàng tiểu hữu có muốn thứ gì không? Hằng Hỏa Chân Quân nói nếu như ngươi muốn có thứ gì thì Nho gia nhất định sẽ tận lực kiếm nó cho ngươi. Bạch Tôn Giả nghe đến đây, nhíu mày nói. Sao cứ cảm giác là ta đã bỏ lỡ chuyện thú vị gì rồi thì phải? Bạch tiền bối ngươi tránh được một kiếp rồi đó. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, đáp lại Hoàng Sơn Chân Quân. Để ta suy nghĩ cho kỹ đã. Nói đến món đồ muốn sở hữu, bảo vật trị hàn bệnh của Lý Âm Trúc cũng tính là một, nhưng không biết Nho gia có bảo vật hay phương pháp như thế hay không. Hơn nữa, nếu như có thể, hắn muốn có một, động phủ, kín đáo một chút, tương lai có thể giúp hắn ổn định gia đình. Nói xong, Tống Thư Hàng giơ tay, cầm quyển kinh văn thánh nhân. Bắp thịt của hắn hiện tại căng cứng, thể tích cực lớn. So sánh một chút thì Hoàng Sơn Chân Quân bỗng trở thành cọng giá đỗ bé tí tẹo. Đây chính là một trong 10 quyển kinh thư còn sót lại của Nho gia do chính tay thánh nhân viết. Tuy không phải là công pháp nhưng đây là kinh thư do thánh nhân tự tay viết từng nét bút, bên trong chứa đựng ý chí lẫn sức mạnh của thánh nhân. Có thể nói đây là một trong những bảo vật quý giá nhất của Nho gia cho đến thời điểm hiện tại. Lúc Tống Thư Hàng giơ tay nhận lấy kinh văn thánh nhân, đột nhiên cơ thể khổng lồ của hắn bỗng run rẩy kịch liệt, vì cơ thể quá lớn nên vô cùng rõ ràng. Ngươi sao thế? Hoàng Sơn Chân Quân nghi ngờ hỏi. SSS, vừa nãy ta cảm giác cơ thể mình lạnh một cái, hình như có thứ gì đó phóng vọt ra từ trong cơ thể ta rồi. Tống Thư Hàng nói. Thứ gì cơ, ta không thấy cái gì cả. Khuôn mặt Hoàng Sơn Chân Quân đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, Lệ Chi Tiên Tử nhắm mắt lại để cảm nhận cho rõ. Có thứ gì đó thật này, từ trong cơ thể của Thư Hàng bị tống ra ngoài rồi. Hình như ta biết là thứ gì rồi. Bạch Thư Giả phỏng đoán. Thư Hàng, người còn nhớ pháp thuật kỳ quái Mặc Môn kia chứ? Loại pháp thuật có phần giống với lời nguyền, vô thanh vô tức nhưng lại kéo ngươi chìm vào ác mộng ấy. Vừa nãy bị tống ra ngoài chắc là pháp thuật kia rồi. Hóa ra là, lời nguyền ác mộng. Tống Thư Hàng cũng hiểu ra, nhìn quyển kinh văn thánh nhân trong tay, do thánh nhân viết nên, cũng như thánh nhân vậy. Hắn chỉ vừa mới vươn tay sờ vào, ý chí và sức mạnh của thánh nhân trong nó đã tống thẳng pháp thuật ác mộng Mặc Môn ẩn náu trên người hắn ra ngoài. Tiếc quá, chỉ đơn giản loại trừ, lời nguyền ác mộng, có phần quá hời với cái tên gia hỏa đã nguyền rủa ta rồi. Cái này giống với pháp thuật nguyền rủa, thời gian trước giày vò ta đến thảm, nếu như có cách, có thể thông qua, lời nguyền ác mộng, chống lại tên gia hỏa nguyền rủa ta thì tốt quá. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, nếu không phải gặp được bạch tiền bối tu trong giấc mộng, nói không chừng hắn đã thực sự bị nhốt vĩnh viễn trong ác mộng rồi, không còn cách nào thoát khỏi rắc rối. Vừa dứt lời, trên quyển kinh thư thánh nhân lóe lên tia sáng yếu ớt. Sau đó, pháp thuật Mặc Môn vốn dĩ bị đẩy ra khỏi cơ thể của Tống Thư Hàng bỗng dừng lại. Tiếp đến, dưới sức mạnh của kinh thư thánh nhân, pháp thuật này bị ép thành phù văn hình khuyên màu đen. Cuối cùng phong ấn lên mu bàn tay phải của Tống Thư Hàng, trông giống như hình xăm. Tống Thư Hàng giơ tay phải của mình lên. Kinh thư thánh nhân không tống, lời nguyền ác mộng, ra mà chọn cách phong ấn nó ư. Lẽ nào lúc nãy nó nghe thấy lời Tống Thư Hàng nói nên hủy bỏ cách loại trừ mà lựa chọn phong ấn nó sao? Diệt Phượng công tử tò mò hỏi. Đậu Đậu cười nói. Chắc không đâu, chỉ là một quyển kinh thư mà thần kỳ đến vậy á. Chẳng lẽ một quyển kinh thư còn có thể thành tinh nữa cơ á? Hoàng Sơn Chân Quân giơ tay vỗ nhẹ đầu Đậu Đậu, cười nói. Cái này còn chưa chắc đâu, đặc biệt là quyển sách Thánh Nhân Nho Gia, tự tay viết này, nói không chừng còn biến thành thư linh hoặc thư yêu đấy. Đậu Đậu đang định nói gì đó nhưng đúng lúc này, một trận sương mù từ trong tay Hoàng Sơn Chân Quân phóng vọt ra. Đậu Đậu không cẩn thận bị hút vào trong màn sương, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Hoàng Sơn Chân Quân thản nhiên túm lấy Đậu Đậu rồi lấy ra một cái lồng, đặt nó vào trong đó.
cười với các vị đạo hữu, nói. Cũng đến lúc nên đem đậu đậu về rồi. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Đồng thời, còn có tiếng trao đổi của mấy người Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cũng truyền đến. Mấy người bọn họ cũng thuận theo hương vị mà đi tới căn phòng của Tống Thư Hàng. Sau khi Tống Thư Hàng nghe thấy giọng nói của Cao Mỗ Mỗ, sắc mặt chợt biến đổi. Các vị tiền bối, vãn bối, xin lỗi không tiếp chuyện mọi người được. Sau đó, Tống Thư Hàng mang theo sữa tắm Bạch Hoa Cốc Tuyết mà Lang Động chủ tặng hắn rồi chạy như bay vào nhà tắm trong phòng ngủ. Chương 791, quẻ bói ta gieo cho người đã ứng nghiệm rồi. Với hình thể của người khổng lồ xanh, vẫn có thể mượn, ghim cài áo biến hình, yểm hộ một chút. Nhưng mùi trên cơ thể lại không có cách nào che giấu bằng huyễn thuật. Vì vậy trước khi gặp đám người Cao Mỗ Mỗ thì vẫn nên đi tắm cái đã. Thử xem hiệu quả của sữa tắm Bách Hoa Cốc mà Tuyết Lang Động chủ khuyên dùng thế nào, hy vọng có thể khử đi mùi vị trên người hắn, nếu có thể rửa sạch được màu xanh trên người thì càng tốt. Nhà tắm trong phòng rất rộng. Sau khi Tống Thư Hàng đi vào nhà tắm, cởi áo đạo sĩ đổi được ở chỗ Dương Hòa Thượng. May mà độ co giãn của áo đạo sĩ khá tốt, không bị rách bởi cơ bắp khoa trương của hắn. Nhưng áo cánh bên trong áo đạo sĩ lại không may mắn như vậy. Tống Thư Hàng tiện tay cởi cái áo bị rách bươm ra, chuẩn bị đi tắm bồn. Nhưng lúc này, hắn bỗng ngừng lại. Trước gương trong nhà tắm, cô gái có mái tóc dài màu xanh dường như đang ngồi trang điểm. Nữ tu tóc xanh có mái tóc rất dài, tinh tế nhưng cũng rất dịu dàng. Lúc cô ngồi trên chiếc ghế trước gương, mái tóc rủ xuống sàn như chiếc áo choàng khoác sau lưng cô. Nước da trắng như tuyết, nhìn qua giống như con lai Trung Tây, ngũ quan tinh tế như người phương Đông, cũng có cảm giác giống người phương Tây. Lông mi cô cũng là màu xanh, vừa dài vừa nổi bật. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật một cái. Cô gái này chính là nữ tu tóc xanh đã gieo quẻ cho Tống Thư Hàng lúc còn ở trong sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn Giả, nghi là do đồng quái tiên sư dịch dung mà thành. Bản thể của hình tượng này có lẽ là quản lý huyền nữ môn Vân Tước Tử thần bí của nhóm Cửu Châu số 1, hình tượng của nữ tu tóc xanh này từng xuất hiện trong ký ức của thánh nhân lúc ở đầm thánh tịch. Tống Thư Hàng dò hỏi. Đồng quái tiền bối. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu đấy à? Cô gái tóc dài xanh quay đầu lại, mỉm cười về phía Tống Thư Hàng. Ừ, xem bộ dạng thì chắc quẻ bói lần trước ta gieo ứng nghiệm rồi chứ gì, ta cũng thành công nắm chặt lấy vận may của mình. Thành công nắm chặt lấy vận may của mình ư? Khoan khoan! Lúc này hắn mới nhớ ra, hôm đó đồng quái tiên sư gieo quẻ cho hắn, nói gần đây hắn sẽ gặp may mắn. Lúc Tống Thư Hàng bị dọa cho sợ, trong lòng hắn đã quyết định, băng qua đường không chỉ cần phải nhìn đèn xanh đèn đỏ mà còn phải chú ý xem đằng xa kia có xe nào vượt quá tốc độ mà không kịp thắng xe không. Đi trên đường cũng phải chú ý kỹ cả dưới chân lẫn trên trời, nói không chừng dưới chân xuất hiện hố bẫy, trên trời còn có thiên thạch rơi xuống gì đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn sơ ý. Cuối cùng, hắn rơi vào thế giới kim liên của Nho Gia, bị giày vò không ngừng, suýt chút nữa đến cả cái mạng nhỏ này cũng toi luôn rồi. Không ngừng, chết, và, sống lại, để lại bóng đen tâm lý nặng nề cho Tống Thư Hàng. Quả thật có thể nói là chết đuối vớ được cọc mà. Sao nào? Ngươi có hài lòng với quẻ bói mà lần trước ta gieo cho ngươi không? Nữ tu tóc xanh quay đầu lại, con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hơ hơ, Tống Thư Hàng cười khổ. Vận may đáng sợ. Ha, nhưng dù có đáng sợ đi chăng nữa thì nó vẫn là vận may, những gì ngươi gặt hái được trong đó còn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi đúng không? Nữ tu tóc xanh cười một cái. Trong lòng Tống Thư Hàng chấn động, vận may đáng sợ cũng là vận may à? Lẽ nào kết quả quẻ bói của vị nữ tu tóc xanh này gieo là thật sao? Vậy thì quẻ bói độ kiếp của Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cũng là thật sao? Cái này không ổn rồi. Tiền bối, ngài có thật là đồng quái tiền bối không? Tống Thư Hàng thăm dò. Ngươi đoán xem. Nữ tu tóc xanh cười hi hi, lấy ra chiếc mũ nhỏ màu trắng, đội lên đầu. Tống Thư Hàng hít thở sâu. Ta đoán ngài chính là đồng quái tiền bối. Hi hi. Ừm, người đoán đúng rồi đấy, ta là đồng quái. Nữ tu tóc xanh vươn vai một cái, chớp mắt. Cảm ơn cái gương của ngươi nhé. À đúng rồi, xem ra ngươi muốn đi tắm à, có cần ta giúp ngươi không? Cảm ơn, ta từ chối. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Ta không gay. Ha ha. Nữ tu tóc xanh mỉm cười. Vậy có muốn ta gieo cho ngươi một quẻ nữa không? Tống Thư Hàng cảnh giác nói. Đồng quái tiền bối.
lần này lại muốn gì ở ta nữa đây? Ta nghe nói ngươi lấy được không ít hạt sen quân tử kim liên từ chỗ nho ra. Ta để lỡ mất hoạt động lần này, đến một hạt sen cũng không lấy được. Cho nên muốn đổi một hạt từ chỗ ngươi. Vậy ngươi có muốn một quẻ không? Nữ tu tóc xanh ngồi tựa lưng trên ghế, tủm tỉm cười, nói. Nhưng gần đây ta chẳng có gì muốn xem cả. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Hừm, nhưng ta lại thấy dạo này ngươi cần gieo một quẻ đấy. Hôm nay mi tâm ngươi đen đến phát sáng cả ra rồi, sáng rực luôn. Nữ tu tóc xanh mỉm cười nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, mặt mày hớn hở đứng bật dậy. Thế chẳng phải có nghĩa là ta có vận may sao? Ngươi ngây thơ quá rồi đấy, Thư Hàng tiểu hữu. Nữ tu tóc xanh cười nói. Hiện tại ta còn chưa nâng quẻ đâu. Cho dù quẻ của ta toàn là quẻ ngược, nhưng ta còn chưa hạ quẻ, chỉ là xem tướng mạo ngươi rồi đưa ra kết luận thôi, không tính là quẻ. Cho nên, mi tâm của ngươi đúng là đen đến sáng rực luôn rồi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Vậy nên đến gieo một quẻ đi, tuyệt đối không thiệt đâu. Nữ tu tóc xanh tiếp tục khuyên nhủ. Xem quẻ thì hết bao nhiêu hạt sen thế? Tống Thư Hàng nói, hiện giờ số lượng, quân tử kim liên, trên người hắn không ít nên nếu như tiền xem quẻ không đắt thì gieo một quẻ cũng chẳng sao. Yên tâm đầm không đắt đâu, lấy hai hạt sen, quân tử kim liên, của ngươi là được rồi, lời lắm đấy. Nữ tu tóc xanh tủm tỉm cười. Đắt quá, hai hạt bằng 600 tà ma tứ phẩm rồi. Tống Thư Hàng nói, hắn giết quái trong lưới lọc đến dục cả tay, phần thưởng nhận được cũng mới có 3 hạt. Ta đảm bảo, quẻ có giá trị, nếu không giá trị thì có thể trả lại tiền xem quẻ. Nữ tu tóc xanh đong đưa qua lại trên ghế nói. Tống Thư Hàng cắn răng. Ta đồng ý. Nói xong, lấy ra hai hạt sen đưa cho nữ tu tóc xanh. Lựa chọn thông minh đấy. Nữ tu tóc xanh nhận lấy hai hạt sen rồi đặt hạt sen trong tay lắc mấy cái, ném nhẹ lên. Hai hạt sen lăn lóc trên bàn trang điểm, cuối cùng dừng lại. Đây chính là dùng hai hạt sen để xem quẻ sao? Thứ này mà cũng dùng để gieo quẻ được à? Nữ tu tóc xanh nhìn về phía hai hạt sen, trầm tư giây lát. Sau đó, cô bấm đốt ngón tay. Sau khi tính toán một hồi, cô lên tiếng dò hỏi. Thư Hàng tiểu hữu, lúc ngươi ở trong không gian kim liên của nho gia, ai là người tấn công các ngươi? Bọn ta không nhìn thấy người đã tấn công mình. Chỉ thấy một ngón tay sắt thép đâm vào thế giới kim liên, pháp thuật phong bạo được phóng ra rồi cuốn lấy tất cả bọn ta. Tống Thư Hàng trả lời. Nữ tu tóc xanh gật đầu, tiếp tục bấm đốt ngón tay. Một lúc sau, cô gật đầu, cất hai hạt sen đi, nói. Không sai, đúng với suy đoán của ta. Đồng quái tiền bối, kết quả quẻ bói là hung hay cát vậy? Tống Thư Hàng hỏi. Từ ánh sáng của quẻ bói thì là quẻ thượng 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 đấy. Nữ tu tóc xanh cười ha ha nói. Không ổn tí nào, lần trước nói mình gặp may mà xém tí nữa đã tèo rồi. Lần này thêm có nhiều chữ, thượng, thế kia, liệu ta có còn sống nổi đến hết ngày mai không? Tống Thư Hàng. Thế, ta còn cứu được nữa không? Được. Nữ tu tóc xanh gật đầu. Thăng cấp, ánh sáng công đức, trên người ngươi lên đi. Độ hóa 10 vạn oan hồn, khiến ánh sáng công đức hộ thể sinh ra biến chất thì có hy vọng vượt qua được trận này. Người đưa ta hai hạt sen mà có được nhiều tin tức đáng giá đến vậy thì không lỗ đâu. Nói đến đây thôi. Nói xong, không đợi Tống Thư Hàng hỏi thêm gì, cô đã mở cửa sổ nhỏ nhà tắm, rời khỏi chỗ này. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng xả đầy nước vào bồn tắm rồi ngâm trong nước. Sau đó, đổ đầy nước nóng vào trong gáo múc nước, ngâm thông nương mọc thêm tay chân nhỏ nhắn vào trong gáo nước. Cụ thượng 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 thượng. Rốt cuộc là kiếp nạn đáng sợ thế nào chứ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Ta nghĩ chắc hẳn là tử nạn đó. Trong miệng thông nương phun ra bọt nước, nói. Hay là nhân lúc ngươi còn chưa chết thì lập một bức di chúc phân chia di sản đi nhé. Ta với ngươi sớm tối có nhau lâu như vậy, đừng quên chia cho ta một phần tài sản đấy. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Hắn ngăn lời nói của thông nương lại. Trong đầu tiếp tục suy tư. Tại sao làm biến chất, ánh sáng công đức, là có hy vọng vượt qua kiến nạn, quẻ thượng 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 thượng, sắp phải đối mặt kia? Tống Thư Hàng vừa suy nghĩ vừa lấy một hạt sen quân tử kim liên từ trong chiếc túi thu nhỏ còn một tấc kia, cắn từng miếng một. Trong tay hắn hiện giờ còn 50 hạt sen. Vốn dĩ hắn thu được 3 hạt trong cúc xiết cửu U tà ma đổi được hạt sen từ Bạch Vân Thư Viện,
trong đó cho Thông Nương ăn một hạt để cô có được dị năng ba đầu sáu tay. Về sau Hằng Hỏa Chân Quân trả thù lao 50 hạt sen để đổi với điệu múa đánh dấu của hắn. Hơn nữa còn dùng 5 hạt sen thù lao mời hắn và Bạch Tôn Giả tham gia buổi lễ khai mạc của không gian Kim Liên. Nhưng phần hạt sen thù lao này vẫn chưa lấy được. Vừa nãy hắn đã dùng mất 2 hạt để trả quẻ kim cho đồng quái tiên sư. Cuối cùng trong tay còn lại đúng 50 hạt sen. Số lượng hạt sen vừa đủ, Tống Thư Hàng muốn thử nhai vài hạt, có thể thăng cấp dị năng thiệt chán liên hoa của mình. 1 hạt, 2 hạt, 5 hạt. Sau khi ăn đến hạt sen quân tử Kim Liên thứ 5, Tống Thư Hàng cảm giác đầu lưỡi tê dần, đến rồi, cảm nhận được rồi, dị năng sắp thăng cấp rồi. Thiệt chán liên hoa. Tống Thư Hàng kích hoạt dị năng của mình. Đầu lưỡi hắn hơi động đậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, linh khí trong hư không tự động ngưng tụ, cuối cùng tụ lại 4 đóa hoa sen trắng tinh trước mặt Tống Thư Hàng. Hoa sen trắng như tuyết, mang theo chút hàn khí, lẳng lặng trôi giữa không trung. Biến thành 4 đóa hoa thật này. Tống Thư Hàng nói móc. Tuy đã sớm biết điều đó từ miệng của Hằng Hỏa Chân Quân, sau khi dị năng thiệt chán liên hoa thăng cấp sẽ biến thành 4 đóa hoa sen. Nhưng trong lòng Tống Thư Hàng vẫn ôm một tia may mắn, hy vọng thiệt chán liên hoa của bản thân có thể biến dị một chút. Kết quả, trên người hắn quả nhiên không có quầng sáng đặc thù nào, sau khi dị năng tiến hóa vẫn biến ra 4 đóa hoa sen như người ta. Vậy tiếp theo thử cái này đi. Tống Thư Hàng lại lấy một cây cỏ nhỏ có tên là Đao Ý Thông Huyền từ trong trang bị không gian ra. Chương 792, tuyên truyền phải góp sức đến mọi ngõ ngách trong nhà vệ sinh. Hiện giờ, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến rồi. Trong lúc dị năng thiệt chán liên hoa của hắn thăng cấp, sau khi sử dụng gốc cỏ Đao Ý Thông Huyền, liệu có thể hợp thành 4 hạt sen Đao Ý Thông Huyền không? Nếu có thể, vậy nuốt hết mớ hạt sen này, một gốc cỏ Đao Ý Thông Huyền đổi lấy 4 hạt sen Đao Ý Thông Huyền, kiếm được bộn tiền chứ chẳng lỗ. Nếu như không thể, 5 hạt sen quân tử Kim Liên sẽ bị lãng phí hoàn toàn, lỗ vốn đến tận đời con đời cháu. Tống Thư Hàng cầm gốc cỏ Đao Ý Thông Huyền lên, hít sâu rồi một hơi nuốt nó vào trong bụng. Trước khi nuốt, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng nỗi đau một đao đâm thẳng vào bụng này vẫn khiến hắn đau đến nỗi đổ cả mồ hôi lạnh. Đau quá, quả nhiên lần sau trước khi nuốt nó phải đi đến chỗ dược sư tiền bối trước để mua một ít dược tề kết hợp với Đao Ý Thông Huyền, giảm bớt cơn đau mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư, lưỡi hắn hơi động đậy. Dị năng thiệt chán liên hoa tự động kích hoạt, cảm giác đau nhói bị một đao đâm thẳng vào trong cổ họng đã biến mất rồi. Tống Thư Hàng xoa cổ họng mình, sau đó đặt tay lên một điểm trên dị năng hoa sen, hạ mệnh lệnh giải trừ dị năng thiệt chán liên hoa. Cũng giống như lần trước, sau khi dị năng bị giải trừ, hoa sen không biến mất ngay mà từng lá sen rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một hạt sen. 4 đóa hoa sen, 4 hạt sen, trên mỗi hạt đều có đạo ý hiện ra. Thành công rồi. Tống Thư Hàng thầm nắm chặt tay. 4 hạt sen Đao Ý Thông Huyền. Một gốc cỏ Đao Ý Thông Huyền đổi lấy 4 hạt sen, lần này kiếm bộn tiền rồi. Lúc Tống Thư Hàng còn đang mải nghĩ, trong 4 hạt sen có một hạt to nhất hơi phát sáng. Tiếp đó, 3 hạt sen còn lại như nam châm bị hút vào, tạch tạch tạch, bị hút lên hạt sen lớn nhất. Ánh sáng lại xoẹt qua. 4 hạt sen hợp thành một hạt, kích thước của hạt sen còn to hơn gấp đôi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Cái quái gì vậy? Hợp thể cái con khỉ ấy. 4 hạt sen không phải rất tốt à? Sao còn phải hợp lại thành một hạt nữa làm gì? Cầm hạt sen to đùng này trong tay, Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt. Nghĩ một hồi, hắn cầm hạt sen lên, nuốt một phát vào bụng. Hắn muốn thử, hạt sen Đao Ý Thông Huyền 4 hợp làm một này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Trong gáo, Thông Nương thổi bọt nước. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Bá Đao đạo hữu bất ngờ qua đời, ai sẽ là người thừa hưởng gia sản hàng tỷ kia? Đừng thấy Tống Thư Hàng mới chỉ là tiểu tu sĩ tam phẩm, bảo vật trên người hắn nhiều lắm đấy. Ngon quá, ngon không tả luôn. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thán nói. Còn ngon hơn cả tiên chân yến, lần trước Biệt Tuyết Tiên Cơ làm nữa. Thông Nương vốn dĩ đang mường tượng trong đầu câu chuyện Bá Đao đạo hữu qua đời. Lúc nghe thấy tên, Biệt Tuyết Tiên Cơ, toàn thân liền chấn động. Chết tiệt, cô nhớ ra một chuyện rồi. Nếu như phải tính gia sản hàng tỷ của Bá Đao đạo hữu, người vừa dễ thương vừa đáng yêu như cô không phải cũng là một trong những gia sản của Bá Đao đạo hữu đó sao? Rồi khi đó, lỡ như Bá Đao đạo hữu chết rồi, cô có bị người ta lấy thân phận là gia sản mà phân chia mất không?
nếu như cô bị chia vào tay Biệt Tuyết Tiên Cơ, không phải là đời cô đi tong rồi sao? Bá Đao đạo hữu, ngươi không được chết, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt đấy. Thông nương trong gáo nước bỗng kêu to. Tống Thư Hàng, gạch nối, có tin ta tức lên một cái là lại lột vỏ hành không? Thông nương bị Tống Thư Hàng lườm, cười khan hai tiếng, co lại vào gáo, tiếp tục thổi bọt nước. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật giật, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu tường tận công dụng kỳ diệu của hạt sen đao ý thông huyền. Sau khi nuốt hạt sen vào bụng, ngoại trừ hương vị cực kỳ ngon ra còn có đao ý dịu nhẹ, hòa vào thân thể của Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng như tỉnh ngộ, vốn dĩ trong đầu còn có nhiều điều chưa lý giải được về đao ý nhưng hiện tại chỉ trong chốc lát đã hiểu ra rồi. Vốn dĩ, lúc hắn đang tìm hiểu về phần thiên hỏa diệm đao, đã nhìn thấy ngưỡng của đao ý. Hiện giờ, lý giải về đao ý cũng đã tăng lên một bậc rồi. Chỉ cần tiếp tục sử dụng hạt sen đao ý thông huyền, nắm bắt được đao ý thì sẽ trong tầm tay thôi. Tống Thư Hàng thầm nói. Hiệu lực của hạt sen đao ý thông huyền vẫn đang được tiếp tục duy trì, Tống Thư Hàng càng lúc càng hiểu sâu hơn về đao ý, đối với việc làm thế nào để ngưng tụ được đao ý cũng càng rõ rệt hơn rồi. Lúc Tống Thư Hàng mở mắt ra lần nữa mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối. Đã qua bao lâu kể từ khi ta sử dụng hạt sen đao ý thông huyền rồi thế? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, lúc trước đến giờ ăn cơm tối, bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Sao mới nhắm mắt rồi mở mắt một cái mà bên ngoài đã tối thế này rồi? Trong gáo, thông nương vẫn đang thổi bọt nước rồi uể oải đáp lại. Hơn 3 tiếng rồi. Lâu thế rồi á, vậy mấy vị tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 đều về hết rồi à? Tống Thư Hàng vội vã bước ra khỏi bồn tắm lớn. Rào rào rào. Lúc này hắn vẫn mang thân hình của người khổng lồ xanh, vừa bước ra, nước trong bồn tắm đã ảo ra. Gáo nước nhỏ của thông nương như con thuyền giữa cơn sóng lớn, lúc nào cũng có khả năng bị lật. Ai nha, lúc ngươi đứng dậy thì nói với ta một tiếng trước để ta chuẩn bị tâm lý cái đã. Thông nương kêu to, khó khăn lắm sóng nước trong bồn tắm mới bình ổn trở lại, thông nương bắt lấy cái gáo, đáp. Có Bạch Tôn giả với Hoàng Sơn chân quân đến xem ngươi một chuyến, trông thấy ngươi đang lĩnh ngộ đao ý thì không làm phiền đến ngươi nữa. Sau đó... Cái đứa ngươi yêu tên là Ngư Kiều Kiều và tiểu cô nương Tô Thị A Thập Lục có đến xem ngươi một chuyến, hình như sau đó cũng rời đi cả rồi. Không ngờ nuốt hạt sen đao ý thông huyền, lĩnh ngộ đao ý cần thời gian lâu như vậy. Sớm biết trước thì ta đã không nuốt nó ngay rồi. Tống Thư Hàng cười khổ. Lúc hắn vừa bắt đầu nhìn thấy Bạch Tôn giả nuốt hạt sen đao ý thông huyền, chỉ nhắm mắt cảm ứng sơ qua đao ý một lúc, cho nên hắn căn bản không ngờ sau khi bản thân nuốt hạt sen lại cần đến 3 tiếng để lĩnh ngộ đao ý. Có điều, hiệu quả thật sự rất tốt. Hắn hiện giờ, hôm nay đã hiểu rõ thêm một tầng nữa về đao ý. Nếu như nói hắn trước đây chỉ nhìn thấy ngưỡng cửa của đao ý, vậy hắn hiện giờ đã bước một chân lên ngưỡng cửa của đao ý rồi. Tống Thư Hàng đi đến trước gương. Hắn trong gương, bắp thịt thu nhỏ lại một vòng rồi sao? Hơn nữa, chuyện đáng ăn mừng là màu xanh trên người hắn đã được rửa sạch rồi. Tống Thư Hàng thở phào một hơi. Hắn sợ rằng da của người khổng lồ xanh sẽ thay đổi màu da vốn có của hắn, nếu mà như vậy, sau này hắn phải luôn duy trì hình thái huyễn thuật để đi gặp gia đình mình rồi. Lấy ra một chiếc áo đạo sĩ từ chiếc túi nhỏ thu lại còn một tấc, mặc lại từ đầu. Túi càn khôn lần trước mượn ở chỗ Hoàng Sơn chân quân đã trả lại cho chân quân từ lâu rồi. Rồi lại lấy ra ghim cài áo biến hình đeo lên, triển khai huyễn thuật trong đó để ngoại hình bên ngoài của bản thân huyễn hóa thành kích thước cơ thể bình thường. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài tìm mấy vị tiền bối, tiện thể xem bộ phim chúng ta quay biên tập thế nào rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Tống Thư Hàng ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng. Sau đó phát hiện chính mình đang ở một công ty điện ảnh và truyền hình. Bên ngoài tòa cao ốc hắn đang đứng viết tên công ty to đùng công ty trách nhiệm hữu hạn chế tác phim ảnh Hoàng Sơn. Cái tên này vừa nhìn đã biết đây là công ty điện ảnh và truyền hình mang danh nghĩa của Hoàng Sơn chân quân. Sau khi xuống tầng, Tống Thư Hàng đã nghe thấy tiếng hát từ xa vọng tới, âm thanh rất nhẹ, nếu không phải hiện giờ thính lực của hắn cực kỳ tốt thì quả thực cũng không nghe thấy gì. Nghe tiếng thì hình như là giọng hát của Tô Thị A Thập Lục. Sau đó, Tống Thư Hàng đi men theo âm thanh, cuối cùng đi tới phòng thu âm của công ty điện ảnh và truyền hình. Hóa ra là ở trong phòng thu âm, thảo nào mà âm thanh bé đến vậy. Trên đường đi cũng không có ai ngăn cản hắn. Lúc này, trong phòng điều khiển của phòng thu,
mấy vị tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 như Hoàng Sơn Chân Quân, Bạch Tôn Giả, Bắc Hà Tán Nhân, đều ở đây. Lúc này, Lệ Chi Tiên Tử đang đánh đàn piano, Bạch Hạc Chân Quân đang chơi trống, tiến hành phối nhạc đơn giản. Mà Tô Thị A Thập Lục với gương mặt nhỏ phiếm hồng đang hát một ca khúc. Tống Thư Hàng tiểu hữu, người tỉnh rồi à? Hoàng Sơn Chân Quân nhìn về phía Thư Hàng, cười nói. Ngại quá, ta không ngờ sau khi sử dụng hạt sen đao ý thông huyền, lĩnh ngộ một cái mà đã mất luôn 3 tiếng đồng hồ. Tống Thư Hàng xấu hổ nói. Hoàng Sơn tiền bối, mọi người đang làm gì thế? Đang hát nhạc phim, là ca khúc chủ đề do Tạo Hóa Pháp Vương viết cho bộ phim của chúng ta. Đến lúc đó có thể dùng để tuyên truyền phim. Đúng rồi, đoạn trailer của chúng ta đã biên tập xong rồi. Đoạn đầu cũng được lắm. Đạo diễn Jacob nói phần hậu kỳ gần như không cần thêm hiệu ứng đặc biệt nào, trực tiếp dùng làm trailer là được. Mấy ngày nữa ta với Linh Điệp đạo hữu cùng mấy vị đạo hữu hợp lực làm một đợt tuyên truyền che phủ cả đất trời luôn. Hoàng Sơn Chân Quân nói. Tuyên truyền che phủ cả đất trời ư? Phải làm tới mức độ này cơ à? Cần chứ, đây là bộ phim mà nhiều vị đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đến vậy đồng tâm hiệp lực quay. Chúng ta thực hiện tuyên truyền tới mọi ngõ ngách. Kể cả đi vào nhà vệ sinh cũng phải nhìn thấy tuyên truyền cho bộ phim của chúng ta. Hoàng Sơn Chân Quân vô cùng tự tin nói. Còn nữa, khi đó Bạch Hạc Chân Quân phụ trách hoạt động bên phương Tây. Đến lúc đó, bộ phim này phải đồng loạt khởi chiếu trên Hoa Hạ và mấy quốc gia khác nữa. Tống Thư Hàng chỉ lặng lẽ gật đầu. Bên tai truyền đến âm thanh trong trẻo của Tô Thị A Thập Lục. Yêu hận đan sen, thời gian vô tình phôi phai lời thề năm cũ, đau thương đi cùng muôn trùng sóng gió. Sự kiếm cắt đứt bao mối duyên tình bất hối, nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng người kể vai bước lên 9 tầng tháp cao, cười ngắm phồn hoa nhân thế. Tống Thư Hàng nói, tiếc là giọng của A Thập Lục quá trong. Hoàng Sơn Chân Quân xoa cằm nói, nếu là bài hát tiết tấu nhanh thì hợp với A Thập Lục hơn. Tống Thư Hàng gật đầu, lại nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Lúc này Bạch Tiền Bối đang cầm quyển sách trong tay, đọc mê mẩn. Bạch Tiền Bối đang đọc gì vậy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Chương 793, Cao Thăng Sư Huynh phải chết. Bạch Tôn Giả ngẩng đầu mỉm cười, lật quyển sách ra cho Tống Thư Hàng liếc một cái tự học cách làm đạo diễn. Tống Thư Hàng chớp mắt, không sai, là tự học cách làm đạo diễn, mà không phải là tự học cách làm diễn viên. Không phải Bạch Tiền Bối lấy nhầm sách rồi đấy chứ. Hiện tại hắn nên xem phải là sách diễn viên mới đúng chứ. Hay là Bạch Tiền Bối lại muốn chuyển nghề đấy? Ta không lấy nhầm sách đâu. Bạch Tôn Giả liếc Tống Thư Hàng, cười đắc ý. Ta quyết định rồi, lần sau ta sẽ làm đạo diễn. Phụt! Bắc Hà Tán Nhân đang uống nước liền phun hết ra ngoài. Cánh tay của Hoàng Sơn Chân Quân hơi cứng lại. Khóe miệng Diệt Phượng công tử co giật. Tống Thư Hàng nhìn Bạch Tôn Giả, tiền bối đang nghiêm túc đấy à? Bạch tiền bối, ta có thể hỏi chút không, người có bộ phim nào muốn quay à? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đương nhiên, Tống Thư Hàng thu quyển, tự học cách làm đạo diễn, về, nói. Ta muốn quay bộ phim kiểu như Tốc Độ và Kích Tình, ấy, nhưng mà chúng ta không chỉ đua xe mà còn có thể đua máy bay, đua thuyền, đua tàu ngầm gì đó nữa, tất cả những gì tốc độ đủ nhanh, có thể đua được, chúng ta đều có thể cho vào phim. Tốc độ là tất cả. Kiểu trả lời này, rất chi là Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói, quả nhiên y như hắn đã dự liệu. Bạch Tôn Giả muốn quay phim về hệ liệt đua xe. Thư Hàng tiểu hữu, đến lúc đó chúng ta hợp tác, giành hết mọi giải thưởng điện ảnh trên thế giới này luôn. Hai mắt Bạch Tôn Giả sáng ngời rồi nói. Bạch tiền bối khí phách lắm. Tống Thư Hàng nói. Được, đến lúc đó tính cả ta vào nữa. Hoàng Sơn tiền bối, các ngươi thấy thế nào? Lúc này, quả nhiên phải kéo cả Hoàng Sơn Chân Quân xuống nước nữa. Hoàng Sơn Chân Quân là quân chủ của nhóm Cửu Châu số 1. Chỉ cần kéo hắn xuống nước là có thể kéo hầu hết đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 xuống cùng. Sơn Chân Quân bình thản gật đầu. Trên thực tế, hành động của Tống Thư Hàng là dư thừa. Dù sao khi trong nhóm có các hoạt động lớn gì đó, chỉ cần Hoàng Sơn Chân Quân không bế quan thì đến cuối cùng sẽ luôn cuốn cả hắn vào. Hoàng Sơn Chân Quân đã quen rồi. Cứ quyết vậy đi nhé. Bạch Tôn Giả vui vẻ nói. Hôm sau, thứ hai ngày 19 tháng 8, mây đen mưa rào. Bộ phim điện ảnh, Cuộc Chiến Mạt Pháp, vẫn đang tiếp tục trong thời gian biên tập. Trailer đã chế tác xong, chỉ còn mỗi phối nhạc, tầm 2 hôm nữa là có thể bắt đầu tuyên truyền được rồi.
Hoàng Sơn Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Linh Điệp Tôn Giả ở nơi xa, Cổ Hồ Quan Chân Quân và các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 đã bắt đầu chuẩn bị bố trí ổn thỏa, chẳng hạn như đặt quảng cáo cùng với đài truyền hình, hẹn tiết mục, ví dụ đặt chỗ quảng cáo tốt trên các trang mạng nổi tiếng, các phần mềm nổi tiếng đặt pop-up tin tức gì gì đó, lại ví dụ như đặt quảng cáo tuyên truyền tại các địa điểm như trạm xe điện. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ đợi chế tác trailer hoàn chỉnh nữa là bắt đầu công cuộc tuyên truyền che phủ cả đất trời. Tống Thư Hàng trông thấy khẩu hiệu của các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, chỉ cần ở chỗ có người là phải nhìn thấy tuyên truyền của cuộc chiến mạt Pháp. Hôm nay, mấy người Hoàng Sơn Chân Quân vẫn rất bận. Mấy người Tô Thị A Thập Lục cũng rất bận. Mấy người Cao Mỗ Mỗ đều rất bận. Chỉ có Tống Thư Hàng không giúp được gì. Thế là hắn ngoan ngoãn tu luyện cả một ngày trời. Tất cả đao pháp, quyền pháp, nội công tâm pháp đều tu luyện qua một lần. Yo, thật là một ngày vừa bình yên vừa sung sức. Sau khi kết thúc một ngày, Tống Thư Hàng lấy giấy bút ra, viết chính khí tôi thân thiên, trong, nho ra kim cương thân, tôi luyện thân thể, tăng nhanh hấp thụ long ma dược tề trong cơ thể. Sau khi viết xong, hắn đã sức cùng lực kiệt, bất tỉnh trước bàn. Giống với lần trước, cơ thể khổng lồ của hắn buông lỏng khiến cả cái bàn gãy vụn. Lại ngày tiếp theo, thứ ba ngày 20 tháng 8, trời âm u chuyển sang quang đãng. Sáng sớm tỉnh dậy, Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra xem thời gian. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cả thế giới bị cuộc chiến mạt Pháp chiếm lĩnh hết cả rồi. Vừa mới mở điện thoại, vào phần mềm chat đã bắn ra trang quảng cáo, số lượng poster thiết kế đẹp mắt của phim điện ảnh, cuộc chiến mạt Pháp cộng thêm đoạn giới thiệu ngắn, cuối cùng còn kèm theo một video nhỏ. Video đó chính là trailer của cuộc chiến mạt Pháp. Sau đó Tống Thư Hàng tiện tay mở một web tìm kiếm, trên trang đầu của web tìm kiếm cũng đặt một liên kết cực lớn, chính là tin tức cuộc chiến mạt Pháp sắp lên sóng. Tống Thư Hàng sử dụng trang web tìm kiếm, bình tĩnh mở trang tin tức mỗi ngày ra. Đầu đề trên trang tin tức vẫn là tin có liên quan đến điện ảnh. Đạo diễn Jacob nổi tiếng thế giới, lần đầu thử sức quay bộ phim điện ảnh Tiên Hiệp Hoa Hạ, đưa vào đó nguyên tố tương lai, lại còn mạnh dạn sử dụng diễn viên Hoa Hạ làm diễn viên chính. Lúc phỏng vấn đạo diễn Jacob có nói, cuộc chiến mạt Pháp là tác phẩm chất lượng cao hiếm có trong đời ông, bộ phim này chính là niềm tự hào của ông. Đây là đạo diễn Jacob đẳng cấp quốc tế đấy, ánh sáng từ cái tên này đã có sức hút kinh khủng đối với doanh thu phòng vé. Đừng nói là ông ta đột nhiên đổi sang quay phim điện ảnh hệ liệt, Tiên Hiệp Hoa Hạ, cho dù ông ta có quay, Thế Giới Động Vật, đi chăng nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều người xem hướng về tên của ông ta mà đi vào rạp chiếu phim. Ngoài cuộc phỏng vấn của Jacob ra, tin tức còn kèm theo ảnh trong phim của diễn viên. Đứng đầu đương nhiên là ảnh của diễn viên viên chính, Lăng Dạ, do Bạch Tôn Giả thủ vai. Tiếp theo là diễn viên phụ quan trọng, Cao Thăng Sư Huynh do Tống Thư Hàng thủ vai. Sau đó là Bát Tý Kiếm Thánh, do Cổ Hồ Quan Chân Quân diễn, Giao Bá Chân Quân trong vai, Thần Long Quyền Vương, Lệ Chi Tiên Tử trong vai Nữ Quỷ, Linh Nhi, Trưởng Môn, Vô Vi Đạo Nhân, do Lạc Trần Chân Quân đóng, vai diễn Trưởng Môn Sư Đệ, Vô Đạo Chân Nhân của Bắc Hà Tán Nhân, cùng các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Đương nhiên không thể thiếu nhân vật phản diện lớn nhất là Đô Đốc Tà Ma, Tà Tướng Minh Nguyệt do Túy Duê Cư Sĩ thủ vai. Một dàn tuấn nam mỹ nữ này quả thật sáng mù mắt tất cả mọi người. Toàn bộ đều là diễn viên mới chưa gặp qua bao giờ, những giá trị nhan sắc của mỗi diễn viên đều cao bung nóc. Tuy những bức ảnh này đều đã được chỉnh sửa nhưng chỉ cần giá trị diễn của diễn viên điện ảnh được một nửa so với những bức ảnh này là đủ. Đặc biệt là diễn viên Tống Bạch diễn vai Lăng Dạ kia, nếu như bản thân diễn viên có nhan sắc bằng 1/3 trên ảnh thôi cũng đủ để thu hút vô số người rồi. Điều thú vị là rõ ràng diễn viên phản diện cũng đẹp trai lắm, nhưng người ta thường sẽ quên mất hắn. Internet đều bị chiếm lĩnh cả rồi. Tống Thư Hàng day huyệt Thái Dương. Là một thành viên của nhóm Cửu Châu số 1, lúc toàn lực thúc đẩy một việc nào đó thì sức mạnh đều vượt xa so với tưởng tượng. Nhanh như vậy mà cả Internet, chỗ nào cũng có tin tức tuyên truyền của cuộc chiến mạt Pháp. Hy vọng kiểu tuyên truyền dày đặc này sẽ không khiến mọi người phản cảm. Già néo đứt dây mà. Tống Thư Hàng có phần lo lắng. Thủ đoạn tuyên truyền của các vị tiền bối không chỉ đơn giản ở trên Internet. Câu nói đó của Hoàng Sơn Chân Quân, kể cả đi vào nhà vệ sinh cũng phải nhìn thấy tuyên truyền cho bộ phim của chúng ta, không phải chỉ nói giỡn thôi đâu. Linh Điệp Tôn Giả cùng Hoàng Sơn Chân Quân trước khi quay phim đã chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền rồi. Từ ngày này trở đi, mọi người đi trên đường, xem phim, đỗ xe, ăn cơm, đi chơi,
cho dù làm gì cũng đều có thể nhìn thấy tuyên truyền của cuộc chiến mạt Pháp. Thật sự là tuyên truyền che phủ cả đất trời. Sau đó, thảo luận về phim cũng đập vào mắt. Đậu xanh, thật hay giả đấy. Đạo diễn Jacob đổi sang quay Tiên Hiệp Hoa Hạ sao? Lại còn là chế tác lớn nữa cơ đấy. Sao trước đó không thấy tin tức gì hết vậy? Các ngươi có xem trailer không? Có thật là chế tác lớn không? Kỹ xảo đặc biệt đó tuyệt đối không phải là loại rẻ tiền đâu. Giống thật ghê luôn. Những quái vật xuất hiện trong tấm hình nhìn giống y như thật. Hoàn toàn nhìn không ra được là kỹ xảo máy tính. Cái này phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới làm được đây? Nếu như nội dung phim cùng đẳng cấp với trailer phim, không, thậm chí giảm hai bậc ta nhất định cũng phải vào rạp chiếu phim xem. Hơn nữa mọi người có để ý không? Tu tổ làm phim là của vị đạo diễn Jacob chứ danh nhưng diễn viên, bối cảnh đều là Hoa Hạ. Thậm chí kể cả biên kịch cũng là người Hoa Hạ, nói đây là sản phẩm lớn trong nước sản xuất cũng không sai. Mọi người đã nghe nhạc phim chưa? Hay cực luôn, nghe nói là do mấy vị diễn viên nữ trong phim hợp xướng đấy. Giọng hát khiến ta mềm nhũn hết cả người. Tuyệt đối like, ta phải mua 3 vé xem bộ phim này mới được. Qua nửa ngày mà bộ phim này đã lấp đầy cuộc sống của mọi người. Cho dù là trên mạng hay tán phét với đồng nghiệp, bạn bè cũng đều nhắc tới bộ phim điện ảnh này. Trong đó đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của các thành viên nhóm Cửu Châu số 1. Nhưng tên Cao Thăng sư huynh kia đáng chết thật đấy. Phần mở đầu của trailer, hắn lúc nào cũng đánh diễn viên chính Lăng Dạ. Lăng Dạ nhà người ta đẹp trai thế này, sao tên Cao Thăng sư huynh kia lại nỡ lòng hạ thủ chứ? Đúng là tàn nhẫn, ta nguyền rủa hắn chết không toàn thây. Hơn nữa tên này vô cùng xảo trá, trong danh sách diễn viên cũng không viết tên thật của hắn mà chỉ viết nghệ danh, bá đao. Bằng không ta nhất định sẽ ghim tên hắn lên tường, mỗi ngày đâm 2 đao. Cao Thăng sư huynh phải chết, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh hắn tèo đời trong phim. Không chết thì không đủ để xoa dịu cơn giận của nhân dân, nếu Cao Thăng sư huynh mà không chế thì ta sẽ không xem bộ phim tiếp theo của đạo diễn Jacob nữa. Cao Thăng sư huynh trong nháy mắt trở thành chủ đề bàn tán. Nhân vật phản diện thực sự là Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, đạo hữu khóc ngất trong nhà vệ sinh. Nhà Tống Thư Hàng ở nơi xa. Vốn dĩ ba Tống cùng mẹ Tống đang xem phim trong phòng khách, đột nhiên nhìn thấy tin tức liên quan đến việc đạo diễn Jacob quay một bộ phim ở Hoa Hạ có tên là Cuộc Chiến Mạt Pháp trên tin tức điện ảnh. Lúc danh sách diễn viên cùng ảnh trong phim lần lượt xuất hiện, ba Tống và mẹ Tống trông thấy Tống Thư Hàng hóa trang thành Cao Thăng sư huynh. Mẹ nó này, có phải vừa nãy tôi hoa mắt rồi không? Tôi nhìn thấy Thư Hàng nhà mình. Ba Tống nói. Ba nó, ông cũng nhìn thấy à? Tôi còn tưởng mắt mình có vấn đề rồi chứ. Mẹ Tống dụi mắt nói. Hay là trông giống thôi nhỉ? Ba Tống nói. Không đúng, ông có nhìn thấy diễn viên chính không? Cái người trẻ tuổi tên là Tống Bạch ấy, không phải là người bạn mà Thư Hàng đưa về nhà lúc nghỉ hè sao? Mẹ Tống nhớ lại rồi nói. Chương 794, bảo tàng số 3453 của Bạch Tiền Bối. Người từng nhìn thấy dung mạo của Bạch Tôn Giả thì hầu như không thể nào quên hắn được. Vì vậy, mẹ Tống liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra diễn viên chính của bộ phim này chính là Tống Bạch lần trước tới nhà bọn họ làm khách. Thằng nhóc Thư Hàng này, nó không nói gì về bộ phim sắp quay hết, chỉ nói nó với vài người bạn cùng sở thích quay chơi thôi mà. Sao lại biến thành bộ phim được đầu tư lớn như thế nhỉ? Còn là do đạo diễn Jacob làm đạo diễn nữa chứ? Ba Tống nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV rồi hoài nghi, không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không nữa. Trailer phim bắt đầu chiếu, hình ảnh đầu tiên lên sàn chính là Cao Thăng sư huynh do Tống Thư Hàng thủ vai đang không ngừng hành hạ và treo nhân vật chính Lăng Dạ lên đánh. Thằng nhóc Thư Hàng này thế mà xuống tay cho đành. Sau khi trailer phim chiếu xong, mẹ Tống đanh mặt nói. Cha nó à, hay là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với con trai nhé? Được, tôi lập tức gọi điện thoại cho nó. Ba Tống trêu lại, không ngờ Thư Hàng lại đóng vai phản diện trong bộ phim này, thú vị phết. Không cần, để tôi gửi tin nhắn cho nó. Mẹ Tống vừa dứt lời thì lấy di động ra rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn cho con trai. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phim truyền hình và điện ảnh Hoàng Sơn. Tống Thư Hàng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đứng trước gương ngắm nghía dáng người của mình. Hiệu quả của nho gia kim cương thân rất mạnh, hình thể khổng lồ của hắn đã rút nhỏ đi một vòng. Cứ vậy, mỗi ngày trước khi đi ngủ thì tu luyện nho gia kim cương thân một lần, tối đa một tuần lễ là hình thể của hắn sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một tin tức tốt.
kế tiếp là bữa trưa, luôn có cảm giác lâu rồi không ăn cơm trắng, hôm qua không kịp ăn cơm chiều. Bữa khuya cũng chỉ ăn có chút xíu. Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau khi cơm nước xong, lại đi tìm Bạch Tiền Bối, xem Tiền Bối có rảnh rỗi hay không. Nếu rảnh thì mời Bạch Tiền Bối cùng nghiên cứu hạch tâm trong tâm khiếu của mình. Hy vọng viên hạch tâm này sẽ không có hại gì với thân thể hắn. Ngay lúc này, di động của Thư Hàng vang âm báo tin nhắn. Tống Thư Hàng thuận tay quẹt lên màn hình di động, phát hiện đó là một tin nhắn do mẹ Tống gửi tới. Hắn mở ra xem. Mẹ, bá đao cao thăng, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con đi, với lại ba của cậu cũng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu đấy. Tống Thư Hàng. Phụt. Bá đao cao thăng là cái quái gì hử? Cao thăng sư huynh là tên nhân vật, còn bá đao ở đâu chui đâu ra vậy trời? Tống Thư Hàng trả lời, ba mẹ xem trailer phim trận chiến mạt pháp rồi à? Xem ở đâu vậy à? Mẹ, trên TV thôi, à mà đừng có gọi tôi là mẹ, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con đi. Về sau cậu hãy gọi tôi là gì? Tống Thư Hàng, con có phải con ruột của mẹ không thế? Mẹ, đúng rồi, chừng nào cậu về nhà thế? Lý Vân Tiên sinh nhà bên cạnh thường chạy sang hỏi thăm cậu lắm. Hình như có việc cần tìm cậu. Mặt Tống Thư Hàng lộ rõ vẻ nghi hoặc, Lý Vân Á. Là ai thế? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ tới một vị, Vân Vũ đạo nhân của Không Không đạo môn, người từng hạ cố đến động phủ của Hoàng Sơn Chân Quân mấy trăm năm trước, sau khi trộm sạch đồ vật bên trong còn ra sức chế nhạo Hoàng Sơn Chân Quân, nói phòng ngự nhà hắn cùi bắp. Kết quả chọc giận Hoàng Sơn Chân Quân. Bị chân quân bắt lại nhốt suốt mấy trăm năm. Trong lúc bị nhốt, Hoàng Sơn chân quân còn mở mấy trăm clone chơi với hắn. Về sau, bởi vì có chút trùng hợp, Tống Thư Hàng và vị Vân Vũ đạo trưởng này gặp nhau. Sau đó nữa, hình như vị đạo trưởng này chuyển đến ở gần nhà Tống Thư Hàng rồi trở thành hàng xóm, dùng tên giả Lý Vân. Không phải Hoàng Sơn tiền bối nói muốn bắt vị Vân Vũ đạo trưởng này về à? Lâu vậy rồi mà vẫn còn nuôi thả à? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau khi suy nghĩ chốc lát, hắn trả lời mẹ mình, hẳn là mấy ngày nữa sẽ về, sắp khai giảng rồi, còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Mẹ, về sớm đi, thuận tiện lấy cho tôi thêm một tờ giấy có chữ ký của Tống Bạch. Tôi cảm giác các cậu sắp hot, nếu như có thể thì xin chữ ký của tất cả các diễn viên luôn cho tôi. Tống Thư Hàng trả lời, đến lúc đó con trực tiếp đưa hắn về nhà, muốn bao nhiêu chữ ký thì cứ mặc sức mà lấy. Mẹ, trong ngôi nhà cách đó rất xa. Lúc mẹ Tống nhìn tin nhắn của con trai thì không khỏi có phần lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lúc, mẹ Tống lại gõ tin nhắn trả lời, chỉ dẫn một mình Tống Bạch về nhà thôi à. Ý mẹ là con có dẫn thêm nhiều bạn bè về không thế? Nói trước để mẹ còn chuẩn bị làm vài món ngon cho mấy đứa nào. Tống Thư Hàng, xem tình huống đã, có lẽ sẽ dẫn thêm vài người về nhà. Trước khi về con sẽ nói với mẹ một tiếng. Mẹ, được đó. Đặc biệt là mấy cô bé từng tới nhà chúng ta lần trước, có thể dẫn về hết thì tốt quá. Tống Thư Hàng. Sau khi kết thúc việc nhắn tin với mẹ, Tống Thư Hàng cài ghim cài áo biến hình lên rồi rời khỏi phòng. Tống Thư Hàng xuống lầu, đang định đến căn tin xem có cơm trắng thơm ngào ngạt hay không. Lúc này, Bạch Tôn giả dẫn theo Tô Thị A Thập Lục ở đằng xa đang đi về phía hắn. Thư Hàng tiểu hữu, người dậy rồi đấy à? Bạch Tôn giả mỉm cười vẫy tay. Tô Thị A Thập Lục bên cạnh cũng mỉm cười với hắn. Tống Thư Hàng vẫy tay rồi trả lời. Bạch Tiền Bối, Thập Lục, chào buổi trưa. Ta vừa dậy, hôm qua tu luyện nho ra kim cương thân, kết quả mệt quá nên đánh một giấc tới giờ luôn. Bạch Tiền Bối, khi nào phim của chúng ta chiếu vậy ạ? Hoàng Sơn Chân Quân muốn thu xếp chiếu phim vào khoảng ngày 25 tháng này. Hắn nói chiếu phim trong kỳ nghỉ hè thì người xem sẽ đông hơn một chút. Tuy kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Bạch Tôn giả nói. Ngoài ra, lễ ra mắt phim sẽ tổ chức vào ngày 24, không biết sau khi được cắt nối biên tập hoàn tất, lại phối với âm thanh các thứ thì bộ phim sẽ như thế nào nhỉ? Ta đặc biệt chờ mong đấy. Tô Thị A Thập Lục bên cạnh bổ sung. Ngoài ra, nghe Trần Quân nói có phối âm của mấy phân cảnh cần hậu kỳ chỉnh sửa lại chút ít. Chậm nhất là ngày 22 thì phim của chúng ta sẽ chế tác xong. Hoàng Sơn tiền bối và thành viên đoàn phim Jacob vất vả rồi. Tống Thư Hàng nói, tính ra thời gian thì đúng là hơi vội. Có điều nghĩ đến lễ ra mắt lại thấy hơi kích động, phim mình đóng sắp được chiếu rồi, đây là chuyện hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng rồi Thư Hàng này, hôm nay có rảnh không thế? Bạch Tôn giả hỏi. Vâng,
lúc nào ta cũng rảnh cả. Bạch tiền bối, chẳng lẽ chúng ta sắp đi đến di tích dưới đáy biển kia à? Tống Thư Hằng hỏi, lúc trước Bạch Tôn Giả từng nói muốn dẫn mấy người bọn họ đến di tích dưới đáy biển một chuyến, Bạch Tôn Giả cho rằng báu vật trong di tích kia đều là thứ tốt. Cái di tích kia thì không vội, sau khi lễ ra mắt phim hoàn tất chúng ta tổ chức thành đoàn thể rồi đi lần nữa. Bạch Tôn Giả nói, nếu hôm nay ngươi rảnh thì ta định dẫn ngươi đến chỗ một bảo tàng ở gần đây của ta để lấy linh thạch. Lúc trước ta đã đồng ý cho ngươi mượn linh thạch mà. Tống Thư Hàng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Bạch tiền bối, ngươi có bảo tàng ở gần đây à? Ừ, cách nơi này không xa lắm, ngự kiếm phi hành qua đó cũng nhanh. Bạch Tôn Giả dứt lời, lại nhìn sang Tô Thị A Thập Lục. Ngoài ra ta còn một thứ muốn cho Tiểu Thập Lục mượn nữa, cùng đi đi. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười gật đầu. Tống Thư Hàng nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta xuất phát ngay à? Không biết bảo tàng của Bạch Tôn Giả sẽ có bộ dáng gì nhỉ? So với việc đó thì ăn uống chẳng là gì hết, dùng ích cốc đan giải quyết là xong xuôi, cùng lắm thì mình biến ra đóa hoa sen để gặm cũng ngon lành đó thôi. Được, vậy chúng ta xuất phát. Bạch Tôn Giả tế ra lưu tinh kiếm, độn quang hiện lên trên thân kiếm. Sau đó, Thư Hằng và Tô Thị A Thập Lục cùng nhảy lên độn quang. Nắm chặt nhé. Bạch Tôn Giả bấm kiếm quyết, kiếm quang phóng lên cao rồi lao thẳng vào mây xanh. Bạch tiền bối, lần này phi hành ngươi đừng thất thần nữa nhé. Khi Tống Thư Hằng ngồi lên phi kiếm thì dặn dò. Lần trước lúc ngồi phi kiếm của Bạch Tôn Giả để đi đến chỗ đoạn tiên đài của Sở Gia, Bạch Tôn Giả lâm thời bế quan, bế một lần suốt 2 ngày liền. Đám người Tống Thư Hàng ngu người ngồi im trên phi kiếm lượn quanh trái đất tròn 2 ngày lận đó. Bạch Tôn Giả. Gạch nối. Bạch tiền bối cẩn thận, phía trước có máy bay kìa. Tống Thư Hàng lại nói. Đừng lo, ta thấy nó lâu rồi. Bạch Tôn Giả đáp. Kỳ thật ta chỉ lo Bạch tiền bối trông thấy máy bay thì đột nhiên muốn đua tốc độ với nó thôi. Vậy nên mới nhắc nhở ngài. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Bạch Tôn Giả. Gạch nối. Tiếp đó, hắn bấm một kiếm quyết, tốc độ kiếm độn đột nhiên tăng lên chừng 50 lần. A a a a a. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục thét chói tai. Bạch Tôn Giả vừa lòng thỏa ý. 10 phút sau, Bạch Tôn Giả mang theo Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đáp xuống giữa một cái hồ lớn. Hai chân Tô Thị A Thập Lục và Tống Thư Hàng như nhũn ra, dìu nhau bước xuống phi kiếm. Tô Thị A Thập Lục dùng phương pháp truyền âm nhập mật dặn dò. Khi về thì đừng có kích thích Bạch tiền bối nữa nhé Thư Hàng. Tuyệt đối sẽ không đâu. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, dứt lời thì hắn nhìn về phía hồ lớn bên dưới. Đây là nơi nào thế? Ý Tống Thư Hàng muốn hỏi cái hồ lớn này nằm ở khu vực nào của Hoa Hạ? Đây là bảo tàng số 3453 của ta, phần lớn linh thạch của ta đều tích trữ trong bảo tàng này. Bạch Tôn Giả trả lời. Bảo tàng số 3453. Nói cách khác, cái bảo tàng này là bảo tàng xếp hạng cuối cùng trong tất cả các bảo tàng của Bạch Tôn Giả. Trước bảo tàng này, Bạch tiền bối còn có ít nhất 3452 cái bảo tàng nữa. Tống Thư Hàng cảm giác từ trên người Bạch Tôn Giả có thứ gọi là đòn tấn công, hào khí, nện qua khiến hô hấp người ta trở nên gấp gáp, đầu gối như nhũn ra. Bạch Tôn Giả nhìn Tống Thư Hàng, cười ha ha. Không nhiều như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Chỉ là lúc ta mở địa điểm bảo tàng mới thì sẽ tiếp tục sử dụng số của bảo tàng trước đó, cứ vậy mà xếp hạng thôi. Nhưng trước cái bảo tàng ở nơi này, ta có rất nhiều địa điểm bảo tàng đã vứt đi hoặc rời đi. Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy Bạch tiền bối, ngài có bao nhiêu bảo tàng thế? Thư Hàng tiểu hữu, hỏi bảo tàng của tu sĩ cũng giống như hỏi tuổi của nữ tu sĩ vậy, đều là tối kỵ đấy nhé. Bạch Tôn Giả cười khẽ rồi nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Mở mang kiến thức rồi, danh mục điều tối kỵ trong giới tu chân, lại được ghi thêm 2 nội dung mới. Chương 795, linh thạch, mày đi đâu mất rồi? Các ngươi đứng yên để ta dán chứng từ thân phận tiến vào bảo tàng nào. Bạch Tôn Giả vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên người Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. 2 tấm phù văn được dán vào trên thân 2 người. Sau khi được tấm phù văn này trợ giúp, ánh mắt Tống Thư Hàng sáng lên. Hắn nhìn thấy cửa vào bảo tàng ẩn giấu phía dưới hồ lớn. Đó là cửa vào một không gian dị thứ nguyên, bảo tàng của Bạch Tôn Giả ở chỗ này. Bởi vì bảo tàng nằm trong không gian dị thứ nguyên,
vậy nên dù cho thế sự xoay vần không ngừng biến hóa thì người thường và tu sĩ bình thường cũng không cách nào nhìn thấy bảo tàng này. Tiếp đó, Bạch Tôn giả chập ngón tay lại thành kiếm rồi nhẹ nhàng rạch một đường, một đạo kiếm khí chém xuống. Mặt hồ bị chém ra, hồ nước chia làm hai nửa dựng đứng tạo thành hai vách tường, hồi lâu cũng không cách nào hợp lại. Đi vào nào. Bạch Tôn giả dẫn Dầu nhảy xuống dưới. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau, phù văn sáng rực trên thân hai người, đây là chứng từ chứng minh thân phận để bọn họ thuận lợi đáp xuống bảo tàng mà không bị không gian dị thứ nguyên ngăn cản. Bên trong bảo tàng số 3453. Sau khi tiến vào không gian dị thứ nguyên, thứ ánh vào tầm mắt đầu tiên là một lối đi hẹp dài bằng đá. Tống Thư Hàng vốn còn tưởng sau khi tiến vào không gian thì sẽ trực tiếp hạ xuống trên một đống linh thạch. Hiện tại xem ra phòng ngự bảo tàng của Bạch Tiền Bối không hề đơn giản như vậy. Đi theo ta, đừng để bị lạc. Trước kia ta đã đặt ra rất nhiều cạm bẫy bên trong bảo tàng này, đi lạc sẽ rất nguy hiểm. Bạch Tôn giả dặn dò. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục nghe vậy vội vàng bắt kịp, một tấc không rời. Hai người theo sát Bạch Tôn giả cùng nhau đi tới. Trên đường không có cạm bẫy bị kích hoạt, nhưng Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục mơ hồ cảm ứng được có ít nhất hơn 500 chỗ có sát khí dọc theo đường đi. Đây vẫn chỉ là chỗ có sát khí mà bọn họ phát hiện, cảnh giới của hai người bọn họ đều chỉ mới tam phẩm, cạm bẫy có thể phát hiện được không nhiều, chỗ giấu bảo tàng này của Bạch Tôn giả, cho dù là đệ tử đứng đầu không không đạo môn đi vào thì e rằng cũng chỉ có đi mà không có về. Đến rồi. Lúc này, Bạch Tôn giả vươn tay đẩy một cánh cửa lớn bằng kim loại ra. Sau khi đẩy cửa lớn ra, ánh sáng bảo vật chói mắt đập thẳng vào mặt. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đưa tay che mắt theo bản năng, ngăn ánh sáng bảo vật chói mắt. Trong bảo tàng số 3453, thứ có nhiều nhất chính là linh thạch. Từng đống linh thạch tựa như ngọn núi nhỏ phủ kín toàn bộ không gian, hóa thành biển linh thạch. Trong đống linh thạch này, cấp bậc thấp nhất đều trên ngũ phẩm, số lượng lục phẩm và thất phẩm rất nhiều. Số lượng linh thạch bát phẩm cũng không ít. Nhiều quá. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bạch Tôn giả hài lòng quan sát kho tàng của mình. Không tệ, linh thạch lại sinh ra thêm không ít. Linh thạch sinh ra thêm á. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại, linh thạch có thể kết hôn sinh con à? Tô Thị A Thập Lục suy nghĩ chốc lát thì hiểu ra. Bạch tiền bối, chẳng lẽ trong kho tàng này của ngươi ẩn giấu một mạch linh thạch à? Ừ, cô đoán không sai. Bạch Tôn giả cười nói. Hơn nữa, chỗ này của ta còn có một linh mạch đặc thù, cùng nhau chung sống với mạch khoáng. Vì vậy, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận thì hàng năm mạch khoáng này sẽ sinh ra hơn vạn viên linh thạch ngũ phẩm, cũng có xác suất sinh ra linh thạch lục phẩm, thất phẩm thậm chí là bát phẩm. Bạch tiền bối, vậy nơi này của ngươi có tổng cộng bao nhiêu linh thạch vậy? Tống Thư Hàng hỏi. Không nhớ rõ nữa, số lượng nhiều quá ta cũng lười nhớ. À, ta cho ngươi mượn một pháp khí không gian để đựng. Người đi chọn linh thạch bát phẩm đi, có thể chứa bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu. Nếu có nhìn thấy linh thạch cửu phẩm thì cứ bỏ vào luôn. Ban đầu ta muốn cho ngươi mượn hết linh thạch nơi này nhưng ngươi không mang nổi rồi. Bạch Tôn giả nói. Thông thường, để mường tượng một người có tiền thì có thể mường tượng như vậy nè, sau khi nhiều tiền tới mức độ nhất định thì tiền sẽ biến thành một dãy số vô nghĩa. Mà sau khi Bạch Tôn giả có nhiều linh thạch tới mức độ nhất định thì nó còn chẳng phải con số nữa. Hắn căn bản không nhớ được rốt cuộc mình có bao nhiêu linh thạch, dù sao thì linh thạch của hắn hoàn toàn đủ cho hắn dùng. Cảm ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói với giọng điệu cảm kích, một pháp khí không gian đầy linh thạch bát, cửu phẩm, đến lúc đó nếu thất tu tôn giả dẫn hắn đi gặp vị tồn tại cái gì cũng có thể bán kia thì có hy vọng rất lớn mua được vật hắn muốn. Nếu như, trong cấm địa mà Lý Thiên Tố đạo trưởng lưu lại kia không có cách trị liệu hàn bệnh cho Lý Âm Trúc, vậy hắn chỉ có thể đặt hy vọng có được cách trị hết hàn bệnh vào vị tồn tại cái gì cũng có thể bán kia. Không cần khách sáo. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tôn giả vươn tay vẫy một cái, lập tức có một chiếc dương hạ xuống trước mặt Tống Thư Hàng. Chiếc dương được mở để lộ đầy cỏ đao ý thông huyền bên trong. Nơi này có khoảng 5 vạn cây đao ý thông huyền, Thư Hàng này, chúng ta lấy 5 đổi 1, 5 vạn gốc đao ý thông huyền đổi 1 vạn hạt sen đao ý thông huyền. Ừ. Sau này nếu ngươi có dư hạt sen đao ý thông huyền thì ta có thể thu mua theo giá một linh thạch ngũ phẩm đổi một hạt, ngươi có thể dùng hạt sen để gán nợ. Không thành vấn đề, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng vui vẻ bỏ chiếc dương nhỏ kia vào túi thu nhỏ một tấc của mình. Tô Thị A Thập Lục bên cạnh chớp mắt.
Cô có loại ảo giác, lúc Tống Thư Hàng nhận một dương cỏ đao ý thông huyền và một pháp khí không gian chứa đầy linh thạch thì hắn đã bán mình cho Bạch Tiền Bối luôn rồi. Một pháp khí không gian chứa đầy linh thạch bát, cửu phẩm, còn có 5 vạn cây đao ý thông huyền. Khoản nợ này, Tống Thư Hàng mất bao lâu mới có thể trả hết đây? Chỉ mỗi cuộc giao dịch 1 vạn hạt sen đao ý thông huyền, cả ngày Tống Thư Hàng không làm gì hết mà ăn 100 gốc đao ý thông huyền, vậy cũng phải chọn 100 ngày mới có thể hoàn thành giao dịch. Mà món nợ linh thạch, Thư Hàng có thể trả xong trong 1.000 năm à? Đây là tiền bán mình, không sai đâu. Trong lúc A Thập Lục đang suy tư, Bạch Tôn Giả lại vẫy tay, một chuỗi Phật Châu rơi vào trong tay hắn. Hắn đưa Phật Châu cho Tô Thị A Thập Lục. Tiểu Thập Lục, đây là thứ mà A Thất đã mượn ta để giúp cô. Chí bảo Phật Môn Xá Lợi Phật Châu, nghe nói vật này rất quý giá, hiện tại Phật Môn cũng không còn dư bao nhiêu viên. Đeo nó vào sẽ trợ giúp cô độ kiếp. Cảm ơn ngươi, Bạch Tiền Bối. Tô Thị A Thập Lục nhận lấy chuỗi Xá Lợi Phật Châu kia. Không cần khách sáo. Bạch Tôn Giả cười nói, Tô Thị A Thất vì trả ơn mượn Xá Lợi Phật Châu nên đã tự mình đến nơi cực hàn lấy hải xà hàn tuyền rồi. Nước suối kia, uống rất ngon, dùng để pha trà là tuyệt cú mèo luôn. Nửa giờ sau, trong tay Tống Thư Hàng cầm lấy một cái vòng ngọc, lau mồ hôi. Cái vòng ngọc này chính là pháp khí không gian Bạch Tiền Bối cho hắn mượn. Bên trong có không gian 100 mét vuông và chiều cao 10 mét. Dưới sự giúp đỡ của Tô Thị A Thập Lục và Bạch Tôn Giả, hắn nhét hơn nửa ngày mới nhét đầy cái vòng tay không gian này. Đáng tiếc một lần chỉ có thể mang đi nhiều đây linh thạch. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Vốn hắn còn muốn lấy thêm, nếu như có thể cố gắng hết sức mang nhiều linh thạch chút thì khi đi gặp vị tồn tại cái gì cũng có thể bán kia, nói không chừng hắn có thể mua chút ít bảo vật mà Bạch Tôn Giả cảm thấy hứng thú. Chẳng hạn như một ít chí bảo thái cổ đã không còn xuất hiện trong thế giới hiện nay từ lâu, nếu như có thể mua về thì có thể trả lại tí ti ân huệ cho mượn linh thạch của Bạch Tôn Giả rồi. Bạch Tôn Giả nghe vậy, sờ cằm suy tư chốc lát. Thư Hàng, nếu như ngươi cảm thấy linh thạch chưa đủ, vậy qua chút thời gian nữa, chúng ta đi tìm vật liệu chế tạo pháp khí không gian đi. Vừa lúc trong tay ta có ít vật liệu chính rất tốt, cộng thêm vài vật liệu phụ trợ thì hẳn là có thể làm ra mấy cái pháp khí không gian ngon lành. Đến lúc đó lại dẫn người qua đây hốt thêm một mớ linh thạch nữa nhé. Hờ Bạch Tiền Bối ngài khách sáo quá rồi. Ta chỉ kềm lòng không đậu thôi. Thực ra thì linh thạch trong vòng ngọc này hẳn đã đủ cho ta dùng. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Vậy được rồi, nếu người thật sự còn cần linh thạch thì cứ tới tìm ta. Dù sao cũng đã mượn nhiều như vậy rồi, mượn thêm chút nữa cũng không sao đâu. Bạch Tôn Giả cười nói. Cảm ơn Tiền Bối, nhưng nhiều đây linh thạch chắc đủ xài rồi. Tống Thư Hàng đáp. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên, tâm khiếu của Thư Hàng hơi động đậy, là hạch tâm đang chấn động bên trong tâm khiếu. Tiếp đó, tim hắn đập nhanh hơn. Lập tức, trán Tống Thư Hàng phát lạnh, toàn thân rùng mình một cái, luôn cảm giác như sắp có chuyện gì đó không lành xảy ra. Tô Thị A Thập Lục thấy thế, hỏi. Làm sao vậy, Thư Hàng? Tống Thư Hàng còn chưa kịp trả lời thì lồng ngực của hắn đã bộc phát ra tia sáng chói mắt. Những luồng sáng này giống hệt như màn sáng chiếu xạ tạo thành một đóa hoa sen giữa không trung. Ồ! Bạch Tôn Giả tò mò nhìn về phía ngực Thư Hàng. Chuyện gì thế này? Ta nghĩ, hẳn là trong tâm khiếu của ta có một hạch tâm, nó chịu kích thích nên bị kích hoạt rồi. Tống Thư Hàng bụng lồng ngực của mình, vận hành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, định chấn động của chìa khóa hạch tâm đè trong tâm khiếu kia xuống. Sau khi chân khí vận hành, nhịp tim dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng hạch tâm trong tâm khiếu còn chưa lắng xuống. Hơn nữa, hoa sen mà tia sáng phát ra từ lồng ngực tạo thành kia càng lúc càng lớn. Đây là cái gì, Kim Liên à? Bạch Tôn Giả tò mò nhìn đóa hoa sen do tia sáng biến thành kia chằm chằm, sau đó ngửi một cái. Hoa sen này có thể ăn không? Ta nghĩ hẳn là không thể. Tống Thư Hàng đáp. Hạch tâm trong tâm khiếu của ngươi là sao vậy? Bạch Tôn Giả hỏi. Sau khi ta ra khỏi thế giới Kim Liên của Nho ra thì phát hiện trong tâm khiếu của mình có thêm một cái hạch tâm như vậy. Công năng của nó, giống như quân tử Kim Liên của Nho ra ấy. Tống Thư Hàng đáp. Công năng, chẳng lẽ là mở ra một tiểu thế giới sao? Tô Thị A Thập Lục trừng to mắt. Đúng vậy, nhưng ta không phải Kim Liên, không thể hấp thu năng lượng của tà ma cửu U, căn bản không thể nào mở ra một tiểu thế giới được. Tống Thư Hàng lại nói. Ban đầu ta muốn tìm cơ hội cùng Bạch Tiền Bối nghiên cứu hạch tâm lưu lại trong cơ thể ta xem có ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta hay không.
không ngờ hôm nay nó như đột nhiên bị kích hoạt vậy, chính nó bắt đầu chuyển động. Sau khi Bạch Tôn giả suy nghĩ chốc lát thì suy đoán. Lúc quân tử kim liên của Nho gia mở ra tiểu thế giới thì cần hấp thu tà ma cửu u hóa thành năng lượng mở ra thế giới. Nếu hạch tâm trong cơ thể Thư Hàng ngươi muốn mở ra một tiểu thế giới, vậy hẳn là cũng cần nguồn năng lượng mới đúng. Nguồn năng lượng, ánh mắt Tống Thư Hàng lập tức nhìn về phía linh thạch đầy đất kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.